Xin chào tất cả các chị nhà mình đang vào livestream của nhà mát phát dần vào trưa ngày hôm nay các chị mình nhé. Các chị yêu ơi, mình đã sẵn sàng để hôm nay cùng em Hoài này và bạn Như bùng nổ tất cả các mã sản phẩm hot ở trong livestream chưa ạ? Rồi, không biết là các chị mình đã nhận được cái thông báo của nhà mát chưa? Nếu mà chị yêu nào mình đã nhận được thông báo rồi, mình có thể vào đây mình cho em xin một cái comment nhé. Có thể là comment mình chào Như, chào Hoài hoặc là chào mát nè. Mình có thể chấm mài tương tác lên để em kiểm tra là cái độ ẩn comment của các chị nó có bị gọi là nó bị ẩn hay không ha. Đúng rồi, hiện tại thì Hoài và Như cũng hơi buồn tại vì là trong những cái livestream trước thì cái tình trạng bị ẩn comment rất là nhiều. Và các chị yêu ơi, nếu như mà mình không muốn bị ẩn comment thì mình có thể là hỗ trợ Hoài bằng cách này, bật follow, bật có nghĩa là bật like cái bài livestream này của em thì chắc chắn là mình sẽ không bị ẩn comment nhá. Tại vì bây giờ Facebook thì rất là khó luôn. Và các chị nhà mình nhớ là theo dõi trang page của Mark để cập nhật những cái livestream mới nhất của nhà em này. Thì hôm nay Hoài và Như sẽ tiếp tục lên cho các chị nhà mình rất là nhiều sản phẩm này, bao gồm cho mình sản phẩm đi chơi, đi làm này, công sở và đi tiệc cho các chị luôn nhá. Hoài vừa có váy này, vừa có set áo rời này và vừa có quần cho các chị nhà mình nữa. Nên các chị yêu, nếu như hôm nay mình đang ở trong livestream thì chắc chắn là mình phải ở cùng Hoài và Như tới cuối live nha. Rồi, không biết là các chị ơi, không biết là các chị có biết là ngày hôm nay mình có cái chương trình gì hay không? Đó chính là một ngày hội săn sale giảm rất là sâu tới 70% cho những sản phẩm ngày hôm nay. Và đặc biệt là có những sản phẩm chỉ có giá là 89k thôi. Đúng rồi, và hôm nay hóa đơn trên 300k thì mình cũng sẽ được free ship nha các chị yêu nhá. Nên là hôm nay là cơ hội vàng để các chị mình săn sale đấy ạ. Và đối với sản phẩm của nhà Mark thì các chị nhà mình biết rồi, Hoài giờ trước giờ Hoài chưa thấy sản phẩm nào có mức giá gốc là dưới tầm là 1x thì không hề có các chị nhá. Nhưng hôm nay chỉ từ 86k các chị nhà mình đã sở hữu cho mình một chiếc sản phẩm rất là đẹp rồi. Thì bây giờ để Hoài sẽ khuấy động cái livestream của mình một xíu ở đầu live thì chắc là Hoài và Như sẽ tiếp tục mở ra cái chương trình mini game như thường lệ để các chị nhà mình cùng Hoài và em Như hâm nóng cái không khí livestream các chị nhé. Thì không biết là hôm nay mình sẽ được tặng cái món quà gì. Trời ơi, cái áo này là một cái sản phẩm Hoài rất là thích và Hoài đã mua rồi các chị yêu ơi. Tại vì thực ra đây là không phải là lần đầu tiên Hoài cầm chiếc áo này lên. Đây là lần thứ hai rồi các chị mình ạ. Lần trước thì Hoài đã mặc cái áo này rồi và thật sự là rất là đẹp và nổ đơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay Hoài quyết định sẽ mang ra cái chiếc áo màu vàng tươi mới rất là summer để tặng các chị mình đầu like. Và chị yêu nào đang muốn nhận cái món quà này của em với mức giá là 0 đồng này thì bây giờ Như sẽ đưa ra thể lệ chơi game đầu like cho các chị nhé. Rồi, cái thể lệ chơi mini game rất là quen thuộc nếu như chị nào đã thường hay theo dõi những cái livestream của nhà máy. Đó chính là chỉ cần các chị chia sẻ cho em từ 3 đến 5 lần chế độ công khai, mình có thể chia sẻ lên các hội nhóm này và trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em. Sau đó thì mình vào đây mình comment cho em là gì đây? Ngày hội săn sale giúp em nhé. Ngày hội săn sale tăng thêm cho em 3 người bạn vào like. Rồi một lát nữa khi đủ target là 300 lượt chia sẻ thì em sẽ bắt đầu tặng luôn cái phần quà này cho chị nào may mắn ngày hôm nay nha. Thì không những là hôm nay chỉ có một phần quà đâu, em tới còn tới 2-3 phần quà rồi nữa. Và còn những cái sản phẩm giá giảm sâu chỉ tới 70% lận nha mọi người nha. Hóa đơn là được free ship nè. Và những cái sản phẩm này thì em thấy là hàng sale mà mọi người phải tranh thủ săn liền giúp em nha. Nếu mà chậm tay thì em sợ là nó bị hết đó mọi người ha. Các chị ơi, ngày hội săn sale và tag 3-5 người bạn vào trong livestream cùng em và chia sẻ cái livestream này giúp em nha các chị yêu nhá. Phải là hợp cái thể lệ chơi big game này, nhớ tag 3 người bạn vào xem livestream cùng em nha các chị yêu ơi. Hoài đang thấy có chị comment rồi nhưng mà Hương chưa có tag này. Áo vàng bao nhiêu? Áo vàng này hôm nay sẽ có giá gốc cho em là 255 nhưng mà Hoài sẽ lên một cái mức giá sale cho các chị luôn. Nhưng mà cái món quà đầu like này thì mình không tốn bất cứ chi phí nào, kể cả là phí ship các chị mình nha. Là mình cố gắng tương tác cùng em để nhận chiếc áo vàng này với mức giá là 0 đồng và không cần phải bỏ bất cứ cái chi phí nào để mua sản phẩm luôn. Thì tại sao mình không chơi game của em Hoài này? Hiện tại là Hoài và Như thì đang ở phút thứ bao nhiêu đây? Chắc là Hoài và Như sẽ tiếp tục là để các chị nhà mình comment cho tới phút thứ 15 đi, tại vì là đúng 11 giờ nhà em đã chơi 11 giờ thì nhà em vào like thì bây giờ khoảng tầm là mình sẽ còn tầm 10 phút để comment và tương tác cùng em này. Nếu như lượt chia sẻ mình không đủ thì chắc là 10 phút nữa Hoài và Như sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm nha. Rồi, em chào chị Trang Đỗ, em chào chị Vân Nguyễn nha. Hello chị. Chào chị Trang NT nè, chị chào chị NHNT Thanh Thảo, toàn là những gương mặt thân quen thôi mọi người. Đúng rồi. Cái sản phẩm áo vàng này chị Trang Đỗ, nếu mà chị muốn mua thì một lát nữa, để một lát nữa em chơi game xong đi, rồi em sẽ báo mã luôn. Tại vì phải giữ giá đến lúc cuối cùng thì nó mới thú vị một xíu mọi người ha. Nếu mà bây giờ chị yêu nào mình muốn nhận cái sản phẩm này với gọi là không tốn bất kỳ một chi phí nào, kể cả là tiền ship khi mà mọi người nhận hàng luôn, thì nhanh tay comment giúp em là ngày hội săn sale, chia sẻ giúp em 3-5 lần trên các trang hội nhóm
cũng như là trang cá nhân chế độ công khai, rồi mình vào đây mình comment, rồi mình tăng thêm giúp em 3 đến 5 người bạn nữa, mình để mình chơi game nha mọi người nha. Cố gắng chia sẻ thật là nhiều giúp em này, bây giờ là hơn 100 chị đang ở trong live rồi, thì mình cố gắng mình chia sẻ live giúp em Như nha. Và các chị mình Như, các chị thấy là cái ngày hội săn sale nghe thôi là biết đã sẽ có rất là nhiều sản phẩm hot và nhiều sản phẩm có mức giá giảm rất là nhiều luôn. Nên hôm nay mình không bỏ lỡ livestream cùng em nhé. Và hôm nay mua hóa đơn trên 300k mình sẽ được free ship hoàn toàn tất cả các đơn hàng luôn các chị yêu ha. Nên là mình nhớ là săn sale của em Hoài từ cuối live này. Và bây giờ mini game của em Hoài vẫn đang tiếp tục đấy ạ. Các chị nhà mình mà mình ví dụ như mình chưa có nhu cầu chơi mini game hoặc là mình không có nhu cầu mini game thì mình cũng có thể tương tác cùng Hoài và Như này, trò chuyện cùng em Hoài. Không biết là hiện tại ở các chị nhà mình như thế nào, thì hiện tại là nhà Mark thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh và đang cố gắng là sẽ đi đơn từ những kho khác cho các chị ở mình, nên là các chị yên tâm là tất cả các đơn hàng của mình vẫn sẽ đến tay các chị nhà mình khi mà em vẫn đứng ở trên livestream các chị nha. Đúng rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người phải giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha. Khi mà những cái món hàng của nhà Mark chắc là bây giờ là sẽ giao trong cái nội thành Hồ Chí Minh là sẽ giao trước 18 giờ hết, cho nên mọi người yên tâm giúp em. Ví dụ như là sau 18 giờ thì là để qua ngày hôm sau mọi người sẽ nhận hàng. Toàn bộ là đã được khử khuẩn đồ an toàn hết cho mọi người rồi, cho nên các chị cứ yên tâm. Các chị hỏi là chị không muốn chơi mini game mà chị muốn hỏi áo à. Ok chị. Cái áo này giá gốc của em là 255.000 như chị Trang đổ nha. Nhưng mà nếu mà chị đặt hàng ngay trong live luôn thì em vẫn sale cho mình là còn 169.000 hả? Nếu mà chị đặt ngay trong live nha, tại vì nếu mà ngoài live thì không có được giá sale, nó sẽ là 255.000 là giá gốc luôn các chị yêu ha. Chị đặt thì lên cho em là áo 2 dây màu vàng 169 kèm số điện thoại giùm em. 2 dây vàng kèm 169 là kèm số điện thoại giùm em là có được ha. Cái màu dây rất là đẹp các chị yêu ơi, tại vì cái màu dây là một trong những sản phẩm bán rất là hot của nhà Mark, và như các chị thấy này, ở bên hông nó sẽ có cho em Hoài một cái phần đan dây rất là xinh luôn. Thì em này mình có thể phối với quần jean này, chân váy hoặc là với tất cả các mã quần tây cũng rất là đẹp. Nói chung là Hoài nghĩ là mùa hè này thì những chiếc áo dây và những cái mẫu áo mà kiểu như cổ không khoét quá sâu như thế này, dáng pelum nhẹ thì mình mặc rất là dễ thương này, và không có kén tuổi và kén độ dài cho các chị mình đâu nhá. Nên hiện tại là chị nào mà thích mẫu áo dây này mình cứ comment cho em, đó là áo dây kèm loại đúng không? Áo dây kèm loại với mức giá sẽ là 255 giảm trực tiếp cho mình chỉ còn 169.000 nhá. Rồi bây giờ là không biết là các chị đã chia sẻ live giúp em chưa? Tại vì đầu live lúc này em Như cũng muốn là chơi game để cho cái không khí nó vui hơn, mọi người vào đây xem live được nhiều hơn và săn sale nó vui hơn á mọi người. Chứ em không muốn là chơi game mà nó bị trùng xuống chút nào hết á. Cho nên các chị cố gắng mình chia sẻ live chắc khoảng tầm 5 phút nữa thôi, nếu mà cái gọi là cái target của mình là 300 lượt chia sẻ mà nó không đủ thì em Như xin phép là sẵn tiện là mình live bán luôn sản phẩm. Khi nào mà đủ 300 lượt sản phẩm thì em sẽ nhờ chị Hoài hoặc là em tặng quà cho các chị yêu nhà mình luôn. Hiện tại là lượt chia sẻ của mình Hoài đang thấy là mới tầm chưa đến 100 lượt chia sẻ này. Các chị nhà mình ơi, mình có thể hỗ trợ Hoài và Như chia sẻ để em Hoài và Như có động lực lên livestream đúng không ạ? Tại vì là hiện tại thì thật sự là để mà tổ chức một cái chương trình livestream cho các chị mình thì cũng hơi khó một xíu, nhưng mà nhà Mark vẫn rất là kiểu như cố gắng để lên livestream để các chị mình có thể săn những cái mã sản phẩm hot. Tại vì bây giờ hiện tại là cửa hàng thì rất là khó để mà ra mua trực tiếp, và em nghĩ là nếu như mà cửa hàng mở thì mình cũng hạn chế ra cửa hàng các chị nhá, để bảo vệ sức khỏe của mình này, gia đình và người thân và kể cả là xã hội nữa. Thì mình cứ mua ở trên live giúp em. Tại vì là trên live thì sản phẩm như thế nào thì Mark sẽ mặc lên form dáng các chị xem trực tiếp là thứ nhất. Và thứ hai thì mua trên live thì em sẽ có mức trợ giá cho các chị mình nhiều hơn so với ở cửa hàng rất là nhiều nha. Và hôm nay hóa đơn trên 300k thì mình sẽ được free ship nữa. Và yên tâm là nhà Mark thứ nhất này hỗ trợ mình kiểm tra hàng trước khi nhận. Thứ hai nữa là sẽ hỗ trợ mình đổi hàng nếu như hàng có vấn đề các chị nhé. Dạ rồi, không biết là các chị mình đã gọi là mỗi lần mà vào xem livestream á là lúc nào cũng tặng quà. Em thấy là có những chỗ khác là 1-2 gọi là lâu lâu mới tặng một lần. Còn đây là khi mà đến với livestream của nhà Mark là ngày nào cũng tặng quà, luôn luôn có những cái ưu đãi như vậy. Không biết các chị là bây giờ các chị có thích tặng quà nữa hay không? Nếu mà các chị kêu là không thích tặng quà nữa thì em sẽ ngưng lại, em sẽ like luôn cho các chị. Nhưng mà em thấy các chị vẫn đang comment rất là nhiệt tình thì em không thể nào mà phụ lòng các chị yêu nhà mình được. Cho nên là cho em xin hỏi chắc là khoảng tầm 2 phút nữa thôi nha. Đúng rồi. Dạo này Facebook nó cũng hơi bị bóp tương tác rất là siết, rất là chặt luôn. Thì có nhiều chị là không nhận được thông báo cũng như là không thể nào mà xem được livestream á, thì các chị cố gắng mình chia sẻ để những chị nào mình không có nhận được thông báo này, mình có thể vào đây mình xem live này, mình tag bạn bè mình vào, mình có thể là ví dụ mình chưa trúng nhưng mà bạn mình trúng mà là không thích mẫu này thì nhường lại cho mình, đúng không nào mọi người ha. Rồi bây giờ mình nhanh tay, hôm nay là em thấy có những sản phẩm rất là hot hit nha. Rồi cứ mỗi cái livestream á là nhà Mark sẽ thay đổi, hôm nay là một phong cách rồi ngày mai sẽ là một phong cách khác, cho nên các chị yên tâm không sợ nhàm chán nha. Nói cái gì chứ quần áo của nhà Mark là bao la mọi người ha, yên tâm giúp em.
Với lại là như Hoài nhá, là một người cũng gọi là đa phong cách. Tại em Hoài là phong cách nào em cũng chơi tờ bền luôn các chị mình ơi. Nhưng mà nói chung là mình cũng sẽ tự biết được là điểm mạnh của mình là những cái sản phẩm nào mình mặc đẹp nhất. Nhưng mà nói chung là đối với cái form dáng mà ví dụ như dễ kiểu như là gọi là hơi cũng dễ mặc đồ thì Hoài thật sự là tất cả bên sản phẩm của MAC Hoài đều rất là ưng luôn. Và nếu như các chị yêu nào mà muốn về đội của MAC này, mình có năng động, có nữ tính, có kiểu dạng là đi công sở, đi tiệc cho chị mình có hết luôn. Thì hôm nay mình cứ đồng hành cùng Hoài và Như, đảm bảo là Hoài và Như sẽ không bao giờ làm các chị mình thất vọng đâu. Tại vì mức giá hôm nay Hoài đang thấy rất là mềm nha. Tại vì sản phẩm của nhà MAC, các chị nhà mình cũng biết là các chị đồng hành cùng nhà em thường là sẽ mua giá gốc với mức giá là 5, 6, 7, 8, và kể cả là những mã sản phẩm tới 900.000 thì em thấy là cái mức giá rất là xứng đáng đối với sản phẩm của MAC luôn. Nhưng hôm nay Hoài và Như mang đến sản phẩm chỉ từ 89k thôi. Là một cái mức giá phải gọi là trước giờ Hoài chưa thấy giảm ở nhà MAC bao giờ, trừ trên livestream thôi. Và hiện tại thì nhà em cũng mới livestream tầm được 2 tháng để các chị nhà mình có thể trải nghiệm ở trên livestream này, nên là cơ hội vàng để các chị săn sale đấy ạ. Nên là mình cố gắng là mình tương tác cùng em thật nhiều nha. Đây em thấy là các chị Vân Nguyễn bảo là chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân với lại hội nhóm rồi em à. Là một fan cứng cộng 1 của nhà MAC. Rất cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều nè. Em thấy chị NT Thanh Thảo cũng tương tác rất là tốt. Bây giờ thì chắc là em sẽ kiểm tra lại một lần nữa đi chị ha. Nếu mà không đủ, ui mới có 74 lượt chia sẻ. Ôi các chị nhà mình ơi, các chị nhà mình làm em Hoài mà Như buồn lắm luôn ấy. Mình có thể cố gắng là chia sẻ thêm một xíu nữa cho Hoài đúng không ạ? Tại vì thứ nhất là không phải là để chơi mini game, nhưng mà để khích lệ tinh thần của Hoài và Như để mình cùng livestream cùng các chị mình với rất là nhiều sản phẩm hot nha. Tại vì Hoài và Như thì rất là mong muốn cái lượt chia sẻ của chị mình cao một xíu thì em và Như sẽ kiểu như là có động lực like hơn. Nhưng mà không sao. Hiện tại là bây giờ thì mình chắc là mình sẽ mở bán sản phẩm trước đi. Và món quà của em Hoài thì vẫn để đây các chị mình nhắc, một chiếc áo vàng 2 dây rất là dễ thương. Với mã sản phẩm mình có thể mua cho em Hoài bằng comment đó là áo dây kèm thoại với mức giá là 169.000. Cú pháp chơi mini game của mình sẽ là ngày hội sun sale, kèm tag 3 người bạn vào xem livestream và chia sẻ livestream 5 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Và nhiều hơn nữa thì mình có thể chia sẻ thêm hội nhóm giúp em nhé. Đúng rồi mọi người, khi mà mọi người chia sẻ nhiều thì cái comment nó không có bị ẩn, và khi các chị comment thì nó sẽ ô tin nhảy lên nhanh nhất. Còn bây giờ chắc là em sẽ nhường lại cho chị Hoài like cái váy, mẫu váy này trước ha. Đúng rồi, ok. Bây giờ thì chắc là Hoài sẽ mở bán sản phẩm trước các chị yêu nhá. Không biết là các chị nhà mình đã có một chiếc đầm xinh này để mình diện hè, để mình đi chơi, đi tiệc và kể cả là đi biển chưa ạ? Thì đầu tiên Hoài sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm đầm của em Hoài đang mặc nha. Một sản phẩm rất là dễ thương và một chiếc đầm hoa chắc chắn là các chị mình phải có trong tủ. Thì bây giờ Hoài sẽ xin phép các chị mình em sẽ lấy thêm một cái tông màu khác nha. Em này mã sản phẩm là AD1 với mức giá là 725.000 ạ. Rất là đẹp đúng không các chị ơi. Đầm Hoài đang có thiết kế cho mình đó là hai màu nha, màu xanh ạ và màu trắng giúp em Hoài, đều là họa tiết hoa nha các chị mình nhá. Chất liệu cho em Hoài kiểu dạng là von dệt các chị mình, cái này là von ép các chị ơi, rất là đẹp nhá. Tại vì là cái phần hoa này nó sẽ nổi ở trên nền vải, khi mà các chị mình sờ thì Hoài sẽ thấy nó sẽ nổi sương sương trên nền vải nha. Mình sẽ cảm nhận hoàn toàn cho em Hoài luôn. Và mẫu đầm 2 dây bản bự như thế này đang có mức giá gốc là 725 và hôm nay Hoài giảm trực tiếp cho các chị nhà mình chỉ còn là 209.000 thôi ạ. Các chị nhà mình ơi, cái mức giá rất là hấp dẫn cho em Hoài nha. AD1 kèm số thoại để chốt ngay mẫu đầm này, và đầm này Hoài đang có đầy đủ size cho các chị mình đấy ạ. SML các chị mình nhớ, tầm cho em Hoài 65 cân đổ lại mình vẫn vừa cho em Hoài luôn. Cái form đầm này Hoài thiết kế cho mình đó là hai lớp các chị nhà mình ơi. Form dài giúp em Hoài quá gối nhá. Đầm này mặc đi chơi đi làm rất là đẹp này. Mít mát thêm cho Hoài một chiếc túi, một đôi giày xinh xinh hay là một chiếc mũ còi nữa thôi là Hoài nghĩ là chắc chắn là sẽ rất là ăn đứt tất cả các kiểu như là ánh nhìn của mọi người luôn đấy các chị nhà mình. Rất là dễ thương, rất là kiểu như là lịch sự và cũng không kém phần nữ tính nhẹ nhàng và sang trọng cho các chị mình nha. Một chiếc đầm mà đáp ứng tất cả các nhu cầu của các chị nhà mình luôn với mức giá gốc 725. Nhưng hôm nay Hoài giảm trực tiếp còn 209.000 thì các chị nhà mình phải thật là nhanh tay đấy ạ. Hoài chỉ chốt duy nhất cho các chị mình tầm là 15 chị mẫu này thôi nhá. Và các chị nhà mình phải thật là nhanh tay giúp em Hoài. Rồi cú pháp cho mình là AD1 nha các chị yêu ha. Đầm này thì em Hoài sẽ có cho mình này, eo cho em Hoài tầm 70, tầm 75 đổ lại là sẽ vừa chị yêu nhá. Eo tầm 75 đổ lại và cân nặng cho mình tầm 65 cân đổ lại tùy vào chiều cao và số đo 3 vòng nữa. Nếu như chị yêu nào mà cần tư vấn kỹ hơn này thì mình có thể comment cho em là AD1 dấu cách, số điện thoại kèm cân nặng và chiều cao để em sẽ tư vấn kỹ cho các chị nhà mình luôn. Đây cái mẫu đầm này thì bây giờ Hoài sẽ để cái màu xanh qua một bên và em sẽ giới thiệu kỹ về form đầm để các chị nhà mình có thể là mường tượng được cái form dáng đầm các chị yêu ha. Ở phía trên này thì mình sẽ chiết bên hoàn toàn cho em Hoài kiểu chiết dạng dập ly ở ngay phía trước cổ form tròn cho em Hoài này để tạo điểm nhấn và làm cho cái vòng bột của mình nó tròn đầy hơn rất là nhiều. Phần eo nhà em thiết kế cho mình đó là phần này thì không có lên lưng bản các chị mình nhá, có nghĩa là may
ghép rồi nhưng mà không có lên lưng bản, thì em này nó sẽ có độ xòe vừa phải thôi các chị ơi, không phải là form quá xòe cũng không phải là form quá chữ A, nó sẽ có độ xòe vừa phải thôi. Và kết hợp cho mình đó là may hai tầng nhá, phối bèo ở phần giữa cho em hoàn rất là sang này, đầm thiết kế hai lớp chị yêu ơi, bên trong nhà em có làm lớp lót không sợ mỏng các chị mình nhá. Mặc nội y bên trong cho hoài thoải mái luôn. Nhưng mà mẫu đầm này tại vì sao mà chất liệu khá là dày dặn rồi nhà em vẫn làm lớp lót. Thứ nhất là đa phần thì đầm nhà mắc đều có lớp lót cho các chị mình này. Nhưng mà thứ hai nữa là để mình mặc các chị mình thời tiết nóng hay là thời tiết lạnh thì cái lớp cô tông bên trong nó cũng sẽ làm cho cái làn da của mình cảm giác là dễ chịu nhất và thấm hút mồ hôi cho hoài tốt nhất nha. Phần đai của em này á, phần đai tay của em này sẽ là lưng bản cho em tầm 1,5 cm các chị mình nhá. Em này thì nhà em không làm dây nhỏ cũng không làm dây quá bự mà là làm ở dây form vừa. Tại vì thực ra do cái form đầm này nó sẽ phù hợp với cái bản dây này hơn các chị nhá. Nếu như mà form dây vừa quá thì kiểu như là bự quá thì sợ là đầm nó sẽ bị cứng, còn nếu như mà form nhỏ quá thì sẽ hợp với những cái mẫu đầm mà form dáng A hơn. Thì em này hơi xòe nhẹ nên nhà mắc quyết định sẽ làm dây bản vừa các chị. Form phía sau thì khá là đơn giản và hiện tại Hoài đang mặc cái mẫu này hơi rộng một xíu nên em Hoài xin phép kẹp eo vào các chị yêu ha. Mẫu đầm này nhanh tay chốt cho Hoài là AD1 kèm thoại để chốt đơn hàng thành công. Và đầm này em Hoài đang có thêm một cái màu rất là đẹp là màu xanh ạ. Hoài nghĩ là nếu như chị nào mà thích tinh khôi một xíu thì mình có thể mặc cho em Hoài đó là cái tông màu trắng hồng phối cho em Hoài nha. Xanh bây giờ chỉ còn cho em Hoài đó là 3 size S thôi các chị mình ơi, xanh chỉ còn 3 size S, màu trắng thì chỉ còn 6 size M thôi. Ủa vậy là hiện tại là lẻ size rồi hả chị? Hay là những size còn lại có mà những size đã còn ít? Hiện tại là mẫu này các chị chờ em một xíu nhá. Hiện tại là mẫu này đang lẻ size hay là những cái size đó còn ít ạ? Các chị chờ em Hoài một xíu nhé. À là chỉ còn từng đó size các chị ơi, hiện tại nha. Hoài sẽ báo lại một xíu nữa các chị mình, xin lỗi các chị mình rất là nhiều tại vì các bạn nhà mình mới cập nhật kho mới gọi lên là hiện tại màu xanh của em Hoài chỉ còn 3 cái size S thôi và màu trắng chỉ còn 6 cái size M thôi nha. Là hiện tại mẫu này đã hết hàng hoàn toàn rồi với mức giá là 209.000. Và chị yêu nào đang thích đầm của em Hoài đang mặc là phải thật là nhanh tay. Vậy thì mẫu đầm này chắc Hoài sẽ không có chốt lâu được đâu các chị yêu ơi, nên là mình tranh thủ nhá. Phần phía sau lên trên Hoài rất là xinh. Một chiếc đầm mà 725 giảm tiếp cho các chị nhà mình chỉ còn cho em Hoài đó là 209.000 thôi, là một cái cơ hội vàng. Và hiện tại các chị nhà mình, em Hoài đang thấy này, thứ nhất là đó là hôm nay lẻ size rất là nhiều, hôm nay lẻ size cực kỳ nhiều luôn nha. Nên là nếu như chị nào muốn săn sale ở trong livestream của nhà em thì em Hoài nghĩ là mình nên đồng hành cùng em từ cuối live. Tại vì nếu như mà sau khi mà em tắt live mà các chị xem lại thì 100% không có hàng ạ. Tại vì tổng sản phẩm hai chiếc đầm của em Hoài đang mặc chỉ còn không đến 10 chiếc nhá. Màu xanh còn 6 cái, màu xanh còn 3 cái size S và màu trắng còn 6 cái size M là Hoài hết hoàn toàn đấy ạ. Nên các chị mình thích mẫu đầm này là nhanh tay chốt đơn cho em Hoài này. Các chị chơi mini game thì mình vẫn comment cho em Hoài đó là ngày hội săn sale kèm tag 3 người bạn vào xem livestream và chia sẻ livestream cho em thật nhiều lên trang cá nhân để chế độ công khai các chị mình nhá. Xíu nữa thì em sẽ lướt tặng nếu như lượt chia sẻ của mình ok hơn các chị. Đầm này mặc đi tiệc được không em ơi? Em nghĩ là đầm nào cũng có thể mặc đi chơi hoặc đi tiệc được tùy vào cách mình phối. Tại vì là hiện tại do là Hoài đang phối một cái phong cách gọi là hơi phóng khoáng một xíu và mình đi chơi thì nó sẽ hợp hơn. Tại vì là Hoài đang phối một cái túi như này thì nó không phải là theo cái phong cách quá là sang trọng. Nhưng nếu như chị nào mặc đầm này đi tiệc cho em Hoài thì quá là đẹp luôn các chị ơi. Bối tóc lên cho em Hoài nha. Hoặc là làm kiểu tóc đi tiệc, hoặc là phối cho em Hoài túi xách dạng khác, giày dạng khác, và sản phẩm nó sẽ theo cái phong cách của mình mong muốn ngay. Tại vì chiếc đầm này rất là xinh và Hoài nghĩ là không phải là lúc nào nó cũng sẽ theo một cái phong cách nhất định như Hoài mặc đâu các chị yêu nha. Mình có thể mặc những cái phong cách khác nhau và kể cả là đầm này thì Hoài thấy là mặc đi tiệc cũng rất là xinh. Là mình thích đầm này là phải thật là nhanh tay ạ. Rồi AD1 cho chị Anna Phạm này. Các chị yêu, chị đầu biết Hoài chốt AD1 size S cho chị đầu biết luôn nhá. Hiện tại là các chị yêu ơi, màu xanh Hoài còn 3 cái size S nên bây giờ Hoài chỉ chốt duy nhất một chiếc màu xanh nữa thôi nhá. Một chiếc màu xanh với mã sản phẩm AD1 209.000. Các chị nhà mình yên tâm là hàng nhà mắc rất là chất lượng luôn. Các chị nghĩ sau khi một sản phẩm có mức giá là 725 ạ. 725 chắc chắn là một cái sản phẩm gọi là tầm trung và khá là cao cấp rồi các chị ha. Thì không thể nào một cái chất liệu không ok mà nhà mắc bán với mức giá là 725.000 và tang mác và kể cả là trên website nhà em vẫn bán giá, trước giờ vẫn bán giá niêm yết là 725 nha các chị yêu nhá. Nhưng hiện tại Hoài đang có mức giá giảm cho các chị mình chỉ còn 209.000 thôi. Và hiện tại màu xanh thì Hoài chỉ chốt duy nhất cho mình đó là một chiếc size S nữa thôi. Và màu trắng Hoài đang mặc thì mình sẽ có cho em Hoài đó là 5 chiếc size M các chị nhá. Size M cho em Hoài sẽ là từ 50 tới 55 cân mặc đẹp ạ. 50 tới 55 cân thấy là được màu trắng, còn dưới 50 cân thì sẽ mặc được màu xanh. Các chị thấy không, giống như da Hoài răng ngâm này, mình vẫn có thể mặc được màu trắng và kể cả là màu xanh này mình cũng có thể mặc được. Nên là thật ra là một cái sản phẩm gọi là không
không có kén da và không kén dáng một chút nào hết. Nên là các chị yêu nào mà quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt đơn nhé. Bây giờ thì Hoài sẽ đếm ngược lại 2 phút nữa các chị yêu ha. 2 phút nữa để mình chốt sản phẩm của Hoài đang mặc và sau đó em Hoài sẽ để như qua mẫu tiếp theo. Tại vì cái sản phẩm này đang lẻ size rất là nhiều rồi nên là Hoài không có thể nào mà đứng quá lâu để cùng các chị nhà mình được. Nên là các chị nhà mình mà thích mẫu của em Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt luôn nha. Adem 1 kèm thoại. À cho mình hỏi túi sách có bán không ạ? À? Chị yêu ơi, hiện tại là túi sách thì nhà Mark không bán nha. Nhà em không bán sản phẩm phụ kiện mà nhà em chỉ bán cho các chị nhà mình đó là quần áo váy đầm thôi. Nếu như chị nào mà quan tâm túi sách thì cái này là Hoài chỉ là mít mát để các chị nhà mình có thể là sao nhỉ? Các chị nhà mình có thể là mường tượng được là mình sẽ mít như thế nào, hoặc là nếu như mà chị nào chưa biết, gọi là chưa có tìm ra được cách mít thì Hoài chỉ biết để các chị mình tham khảo thôi. Còn có nhiều chị thì mít đồ rất là đẹp rồi, và nhiều lúc á, nếu như mình trên livestream là mình có cái cách mít đồ xinh hơn hoặc là cách mít đồ gọi là phù hợp hơn thì mình cũng có thể chia sẻ trên live và trao đổi cùng nhà Mark để mình sẽ mang đến những cái phong cách rất là xinh cho các chị mình nha. Hiện tại Hoài đang thấy lượt xem các chị rất là nhiều, và các chị ơi nếu như mình đang xem livestream rồi và mình đã vào livestream thì Hoài sẽ phổ biến lại chương trình mini game một lần nữa nha. Chương trình mini game của nhà Mark vẫn đang diễn ra, và sản phẩm tặng của nhà em hôm nay sẽ là chiếc áo dây này, rất là dễ thương ạ. Chiếc áo dây màu vàng là sản phẩm nhà Mark sẽ tặng các chị mình trong mini game đầu này. Mà cú pháp chơi mini game của nhà em sẽ là hôm nay sẽ là cú pháp của em Hoài này, ngày hội săn sale các chị nhé. Ngày hội săn sale kèm tag 3 người bạn vào xem livestream giúp em và sau đó chia sẻ livestream này 5 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em. Khi nào lượt chia sẻ tổng của các chị mình đạt cho em Hoài là 300 lượt chia sẻ thì Hoài mới lượt tặng nha. Các chị nhà mình đừng quên là comment thật nhiều, nhưng mà quên mất đó là một việc rất là quan trọng, đó là chia sẻ đấy ạ. Nên các chị mình nhớ chia sẻ giúp em thật nhiều nhá. Rồi ok chị ạ. Vậy là Hoài sẽ hết màu trắng các chị mình nhá. Vậy là chắc Hoài sẽ hết màu trắng. Ok chị Vân Trần, Hoài chúc màu xanh xe S này. Chị Vân Trần ơi, nếu như mà mình lên màu xanh á, mình lên cho em Hoài này AD1 xanh kèm thoại giúp em Hoài đi ạ. Tại vì có cú pháp thì nhà em sẽ dễ dàng lọc đơn cho các chị hơn. Mình comment giúp em Hoài là AD1 xanh kèm thoại nha chị Vân Trần ơi. Tại vì nếu như mà mình không comment đúng cú pháp thì Hoài rất là khó, kiểu như là rất là khó lọc comment của mình ấy. Nên các chị nhà mình cố gắng là comment đúng cú pháp giúp em Hoài nhá. Chỉ mất 1 giây để comment thôi là mình đã có ngay một cái mức kiểu như là một cái sản phẩm với mức giá giảm rất là mềm rồi. AD1 dấu cách số điện thoại để được chốt đơn hàng thành công với mức giá 725.000 và đang được giảm trực tiếp cho em Hoài, chỉ còn cho mình đó là 209.000 thôi chị yêu nhá. 209.000 và size số này Hoài để đọc lại một lần nữa. Màu xanh thì đã chắc là Hoài hết rồi các chị yêu ơi. Chỉ còn cho mình màu trắng duy nhất cho mình đó là 3 chiếc size M nữa thôi nha. Màu trắng 3 chiếc size M nữa Hoài hết hàng hoàn toàn luôn rồi đấy ạ. Chắc bây giờ thì Hoài sẽ để như qua mẫu luôn, tại vì một cái sản phẩm gọi là không đến 10 sản phẩm ở trong live thì Hoài chỉ, tại vì là đầu live thì Hoài muốn ở lại với các chị mình một xíu thôi. Còn xíu nữa nếu như mà những sản phẩm ít này thì em qua mẫu rất là nhanh. Nên là các chị nhà mình thích mẫu nào là nhanh tay chốt đơn luôn, và đừng quên là chia sẻ live chia giúp em thật nhiều nha. Chia sẻ livestream này, comment tương tác cùng em thật nhiều để mình cùng nhau săn sale, tại vì sản phẩm xíu nữa sẽ còn rất là nhiều các chị em mình nhá. Hôm nay bật mí với các chị em mình là Hoài sẽ có thêm quần jean nhá. Rồi bây giờ các chị em mình đã sẵn sàng qua mẫu mới chưa ha? Ok, Hoài đã thấy chị Vân Trần comment đúng cú pháp rồi này. Giờ Hoài sẽ để như tiếp tục qua mẫu mới đi các chị mình săn ạ. Rồi bây giờ là em Như qua một cái set đồ lúc nãy em đã mặc đầu live, em thấy là các chị cũng hỏi là khá là nhiều rồi. Thì không biết là các chị nào ngóng trông em chưa. Bây giờ là em Như sẽ lên luôn cho mọi người cái set này nha. Mọi người ơi, cái set lúc mà em Như mặc trên live là không bực mí cho các chị là một số chị gái ở đây là đã lấy lại là đến là mặc thử và mua luôn chiếc áo của em Như đang mặc luôn. Rất là xịn sò. Đó, chị gái này hiện tại đang ngồi ở đây luôn. Còn mọi người biết không, có nghĩa là một cái áo nó không hề kén, gọi là kén da, kén dáng gì hết. Một chiếc áo cực kỳ xuất sắc luôn mà mặc lên dáng rất là gọn, rất là thon. Với cái riêng cái mẫu này thì em sẽ có những cái tông màu để cho các chị lựa chọn nữa. Bây giờ em Như xin phép là sẽ báo mã cho các chị. Ui, cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn nha mọi người nha. AD2 giúp cho em Như liền. Mà áo là mà AD2 với chất thun nè mọi người. Cái chất này nha, mình mặc lên nó, cái vải nó rất là sờ mình vào, cảm giác rất là mượt nha mọi người, không hề bị nóng. Cái phần vòng một của mình là phần ngực, nó sẽ xoắn ngực như thế này để nó tạo thêm cái điểm nhấn thu hút hơn. AD1 này ngày hôm nay với giá gốc là gần 400.000, là 355.000 đúng không mọi người? Mà bây giờ sale cho các chị chỉ còn bao nhiêu? 199.000 thôi cả nhà. Và hiện tại em Như còn đủ size cho mã AD2 này nhá. S, M và L, AD2. Và em Như sẽ có là hai tông màu áo. Ui mọi người ơi, một tông màu xanh kèm một tông màu đen cho các chị yêu nhà mình. Đây,
Mọi người nhìn cái áo của em, mọi người nhìn cái chất vải là mọi người sẽ mê liền. Cái vải cảm giác nó rất là mướt nha. Nó mướt mà nhìn cái màu đen là đã mê rồi. Mà làm thêm chứ có một tông màu xanh cho nó trẻ trung hơn, cho nó năng động hơn. Còn nếu chị nào mà thích an toàn, gọi là thích gọn gàng, không có bị lộ khuyết điểm nhiều, thì cứ lấy cho em cái tông màu đen. Và hiện tại hình như là tông màu đen này em sẽ còn ít hơn. Cái set đồ em đang mặc này em sẽ like rất là nhanh nha mọi người ơi. Cái cổ là cổ tim và tay dài nhưng mà mặc không hề bị nóng chút nào. Cái phần kiểu như nó xoắn ngực, nó sẽ tạo những cái đường xếp ly như thế này này cả nhà. Nó tạo lên cái vòng một của mình nó siêu hát luôn. Đó, nó cảm giác cái vòng một của mình rất là đầy đặn. Còn riêng về chiếc này là chiếc quần nha mọi người nha. Em mặc cảm giác y chang là váy đúng không? Mà này là một cái quần mọi người nha. Một em quần ống rộng như thế này rất là xinh, với họa tiết hoa vân nổi lên mọi người nhá. Để em xem thử này, là mã AD2 giùm em nha. AD2 này là với giá gốc là 445.000, ngày hôm nay là sale cho các chị nhà mình chỉ còn là bao nhiêu? 219.000 là mã AD3 giúp em nha. Còn áo là AD2. AD2 với giá là 199.000, quần là AD3 giúp em Như. Quần thì em Như cũng sẽ có hai tông màu, một tông màu trắng hoa xanh và một tông màu vàng cũng là hoa xanh. Mà màu vàng này kiểu là màu vàng nó kiểu như nó hơi trung tính một xíu, cũng không phải là vàng nghệ mà cũng không phải là vàng tươi. Màu vàng phối hoa rất là mùa hè, rất là summer cho các chị yêu nhà mình luôn. Cho nên mọi người cứ yên tâm mà lên đơn cho em. Và cái này hiện tại em còn đủ size nhưng mà mỗi size nó còn rất là ít đó cả nhà. Mỗi size nó còn rất là ít nha. Rồi AD2 này em thấy các chị đang lên đơn cái áo này rất là nhiều. Áo này ui màu đen em còn rất là ít đó các chị. Mê áo mát và mê Như luôn. Cảm ơn chị Mèo Mập rất là nhiều nha. Rồi nhớ chia sẻ like giùm em nha cả nhà. Ui xinh quá mọi người ha. Cái phần áo của mình là tay dài và cái chất thun này á, em khuyên là mọi người nên lấy đúng size đi. Tại vì cái này không cần phải trừ hao ra đâu nha. Với những cái màu áo này nó sẽ có độ co giãn cho mọi người. Mọi người mặc cảm giác nó không quá ôm đâu. Riêng về cái chất này có nghĩa là thân hình của mình, form của mình tới đâu là nó đi tới đó. Cho nên các chị không cần phải trừ hao ra làm gì hết. Cứ lấy đúng size cho em, phải nhanh tay để mình được cái size ưng ý. Hiện tại là hình như là màu đen này em còn rất là ít nè. Hai tông màu nó mặc là còn đủ size nhưng mà mỗi size nó còn rất là ít, cho nên các chị cố gắng lấy nhanh giùm em. Chiếc quần của em sẽ là quần dây kéo phía trước là có khóa cài như thế này. Một em quần ống rộng mặc lên siêu hát dáng nha cả nhà nha. Cái lưng quần siêu cao luôn. Mặc xíu nữa là kéo lên là tới ngực luôn nha mọi người nha. Đó, lên form quần lưng cao như thế này để thứ nhất là mình mặc lên cảm giác cái chân, cái lơ kiểu là người thân, cái người của mình nó cao hơn, cảm giác nó thon gọn hơn khi mà làm cái form quần ống rộng như thế này nè. Cái chân mình cảm giác nó gọn hơn hết các chị ha. Kiểu và những chị nào mà mình thấp người một xíu nè, hay là mình cao cao 1m7, 1m50 là bon chen thoải mái cho em. Không sợ là bị ngắn mà cũng không sợ bị dài với những cái form quần ống rộng như thế này nha. Em nói chứ cái quần ống rộng này em nói thật với các chị, mình mặc đi làm cũng được, mình mặc đi chơi cũng được, mà mình mặc đi học, đi dạo, đi ở nhà hay là làm cái gì cũng được hết trơn á. Mà kiểu dễ phối phối đồ nữa mọi người. Có thể phối cho em áo thun máu kiểu gì cũng được nha. AD2 là mã áo 199.000. 199.000 và chiếc quần AD3 của em với cái giá là có bao nhiêu mọi người ơi? 219.000 thôi. Ôi cái quần này này mọi người, cái chất vải của nó sẽ là kiểu như là hoa mà hoa nổi lên, nó cái chất cô tông nè mọi người. Cô tông mềm rất là đẹp nha. Nó sẽ có những cái đường vân nổi lên rất là sang chảnh luôn. Trời ơi nhìn vô là biết hàng cao cấp của nhà mát liền. 219.000. Cái màu vàng này mọi người phối cũng xinh nè. Ví dụ phối cho em cái màu vàng với màu đen này cũng hợp ha. Đây mọi người nhìn cho em nè, xuất sắc chưa? Đúng một bộ luôn, nên chốt cho em liền. Đủ 4 cái này là free ship cả nhà ha. Cứ hóa đơn của mình mà trên 300 ngàn là để được free ship rồi. Ui xinh quá mọi người ơi, mọi người đang lên đơn rất là nhiều. Em chào chị Thu Đặng nha, hello mọi người. Ai muốn đẹp thì về đổi mát hay em xinh đẹp. Này những mọi người, em cảm ơn chị Vân Nguyễn nha. Rồi AD2 em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều. Em thấy đơn của mình á, nhưng mà tại vì Facebook nó bị ẩn comment á thì em không có đọc tên được các chị thông cảm giùm em nhé. Nhưng mà không sao hết, chị cần các chị để lại đúng cú pháp giùm em, mã sản phẩm kèm cho em số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha mọi người, yên tâm giúp em. Ví dụ bây giờ này em thấy các chị đang lên màu đen rất là nhiều, tranh thủ chốt cho em luôn cái tông màu xanh. Cái màu xanh này kiểu như là màu xanh mimi đó mọi người, mặc lên nó rất là trẻ trung ha. Mà nó kiểu như là khi mà các chị mặc
form ôm hay là gọi là đóng thùng hay là thả form ra nó vẫn đều xinh luôn. Mặc với quần đùi jean nào, mặc với quần lưng cao, mặc với lại quần tây, mặc với lại chân váy đều đẹp với những chiếc áo thun như thế này. Những chiếc áo thun kiểu mọi người mình có thể mặc bốn mùa luôn cho em. Và kiểu như là cổ tim nó cảm giác á, cái cổ của mình nó sẽ cao cao, người mình nó sẽ rất là thon nha. Nó làm cho cái tông màu da của mình cực kỳ trắng luôn. Cho nên mọi người tranh thủ lấy liền cho em cái tông màu xanh min này. Cái màu này em thấy là nó sẽ không bị kén đâu. Tại vì nếu mà các chị lấy màu đen nhiều quá, ở nhà mình quá trời áo màu đen, quá trời quần màu đen rồi, thì nên lấy thêm cho em một cái tông màu xanh min nha. Hiện tại tông màu xanh min này của em thì cũng đang đủ size S, M và L. Nhưng mỗi size S, M, L em khoảng tầm là 7-8 chiếc cuối cùng thôi nha mọi người nha. Có nghĩa là 3 size cộng lại là khoảng tầm 20 chiếc đổ về. Cho những chị yêu nào nhanh tay giùm em. Có 199.000 à cả nhà ơi, cái chất thun này rất là xịn nha. Không phải là thun bình thường, các chị nhận hàng của nhà máy, các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận, là các chị thấy được cái sự khác biệt của cái này. Tại sao mà ở ngoài mà mọi người không bao giờ mua được cái này đâu. Cái này là với cái thành phần của nó là 65% cotton và 35% là polyester đó mọi người. Những thành phần đều được nhà máy công bố rõ ràng cho các chị nhà mình hết. Khi mà mình mặc, mình xài, gọi là mình trải nghiệm cái sản phẩm này, mình cảm thấy rất là ưng ý, rất là an tâm á. Mình mặc 5 năm, 10 năm, những cái chất liệu nó không có bị phai nhạt đi, nó không có bị nhão ra cái form, các chị yên tâm ha. Rồi, bây giờ để em Như kiểm tra lại xem là cái lượt chia sẻ của mình là được bao nhiêu. Hiện tại là 130 lượt chia sẻ rồi mọi người. Đi thêm được cho em là 170 lượt chia sẻ nữa nha, là em sẽ tặng luôn cái phần quà này cho các chị. Ngày hôm nay là màu áo này em có tới 1, 2, 3 tông màu. Đó, cái màu áo hai dây này em có màu xanh nè, màu trắng với lại màu vàng. Một lát nữa nếu mà chị nào trúng thưởng em cho chị đó là chọn màu cái mà chị yêu thích luôn nha. Còn bây giờ là chắc là em chốt cái màu này nhanh khoảng tầm 2 phút nữa thôi nha cả nhà nha. 2 phút nữa là em sẽ bắt đầu chuyển mẫu luôn nha. Rồi, AD2 với mã áo và quần là AD3 giùm em. Quần có hai màu thôi hả mát? Dạ đúng rồi chị Tú Nhi ơi, quần này em chỉ có đúng hai tông màu thôi, một tông màu trắng với lại một cái tông màu vàng em đang cầm trên tay nha. Cái quần này em lúc em cầm em tưởng mọi người giống y chang như là cái chân váy vậy đúng không, nhưng mà không phải, cái này là quần ống rộng nè mọi người nha. Cảm giác nó y chang như cái chân váy mà mình mặc lên á, nhìn cái chân của mình rất là thon và cực kỳ gọn luôn. Cho nên yên tâm mà chốt có 219.000 nè mọi người. Cái quần này nó không quá dày và cũng không quá mỏng, cho nên mọi người yên tâm mặc nó không có bị nóng đâu. Bên trong toàn bộ hàng nhà mát sẽ luôn may cho mình kiểu như là làm sao mà mình mặc nó thấm hút được mồ hôi chứ không có bị nóng nha mọi người ha. 219.000. Cái quần này giá gốc của em là tới 445.000 lần. Thay vì bình thường các chị mua cả set này là gần 800.000 rồi, áo là 355, quần là 445, thì gần 800.000 cả set như thế này. Thì ngày hôm nay các chị mua cho em là chỉ có bao nhiêu mọi người ơi, chưa tới 500.000 nữa. Quá sức ưu đãi luôn mà còn được free ship nếu mà mọi người mua cả set đồ này nha. Đây, cái tông màu em đang mặc là kiểu như là cái màu xanh của em á, nó cũng hài hòa với lại cái màu bông hoa dưới quần ha. Và với cái tông màu trắng tinh khôi và kiểu như là phối họa tiết hoa như thế này thì các chị mặc lên cảm giác rất là mát mẻ và phù hợp cho cái mùa này luôn. Cho nên mình không thể nào bỏ lỡ cái quần này. Hiện tại thì em thấy là các chị vẫn đang lên đơn chiếc quần rất là nhiều nè. AD3 dùm cho em nhá, 219.000 nè. Rồi, những chị nào mình muốn chơi game á, mình nhớ chia sẻ like giúp em Như nhé. Chia sẻ giúp em ít nhất là 3 đến 5 lần ở chế độ công khai vào các trang hội nhóm hoặc là trang cá nhân giúp em Như. Xong rồi mình vào đây mình comment giúp em là ngày hội săn sale tăng thêm cho em 3 đến 5 người bạn nữa là mình có thể chơi game được rồi nha. Để một lát nữa khi mà đủ 300 lượt chia sẻ thì em sẽ đếm ngược để mà chọn ra một chị may mắn của ngày hôm nay. Rồi, bây giờ là 30 giây cuối cùng cho những chị yêu nào chưa lên đơn nè. Hiện tại em thấy là báo số lượng cũng không còn nhiều nha mọi người nha. Quần này các chị nên lấy hai màu đi mọi người ơi. 219.000 chiếc quần như thế này mà không lấy là tiếc lắm luôn á. Những cái đường vân nổi lên đó mọi người rất là đẹp nha. Cảm giác nó rất là sang lắm, mình sờ sờ vào á, nó nổi lên là kiểu như là cái này là may thủ công luôn á mọi người nha. Những cái đường, từng đường kim mũi chỉ mọi người thấy được rất là tỉ mỉ luôn. Cho nên là yên tâm và chốt đơn cho em. Cái lưng quần thì mình mặc lên nó rất là cảm giác nó ôm lên cái phần eo á, và nó phồng ở dưới này nè mọi người. Đó, thì làm cho cảm giác eo của mình nó nhỏ hơn, người của mình nó thon và nó gọn hơn. Những chị yêu nào 1m50, 1m52 của em đâu, 3m bẻ đôi nè đúng không, thì phải tranh thủ chốt liền cho em cái quần này AD3
kèm cho em màu và số điện thoại nha. Bây giờ là chuẩn bị em Như sẽ qua mẫu rồi. Chiều nào chưa chốt thì chốt lại giùm em. Rồi, em thấy đơn của các chị rồi nè. AD3219000 giúp em Như nha. Rồi bây giờ là em Như sẽ chuẩn bị qua tiếp một cái mẫu sản phẩm nữa nha mọi người. Chị yêu nào mình chưa chia sẻ like, mình nhớ cố gắng là phải chia sẻ like để mình được chơi game và tặng quà nha. Còn bây giờ là mình nhanh tranh thủ nè. nghe theo em Như lấy hết. Úi giời ơi, ngon lành luôn. Phải lấy hết chứ. Là bây giờ là lấy hết cho em luôn mọi người ơi. Em nói thật, cái này đẹp lắm, mình cũng dễ mặc nữa. Phong cách thời trang hàng ngày đi dạo, đi làm, đi chơi gì cũng được. Mọi người nhìn cho em cái chất vải nè, xịn sò ha, rất là mướt. Áo là AD2199, quần là AD3 với giá là 219.000. Em Như xin phép qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua một cái concept mới cho các chị mình ạ. Hôm nay thì Hoài thấy sẽ có áo rời này và chân váy và quần sóc rất là nhiều ở trong livestream. Nên là chị yêu nào mà hôm nay là fan cứng của set rời thì mình nhớ trong livestream cùng Hoài và Như từ cuối live nha. Và đặc biệt là hôm nay Hoài cũng bật mí với các chị mình là đầm rất là nhiều chứ cũng không phải là chỉ có mỗi áo và quần đâu đấy ạ. Nhưng mà hôm nay mức giá giảm rất là sâu, ưu đãi tới 70% tất cả các mã sản phẩm luôn các chị nhà mình nhá. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu lên cái mã sản phẩm của em Hoài đang mặc cho chị mình luôn nha. Mã áo của Hoài đang mặc, mã sản phẩm của em sẽ là AD4 ạ. Mức giá gốc là 325 và đang giảm tiếp chỉ còn là 149.000 thôi chị, các chị mình nhớ. Quần của em Hoài đang mặc sẽ là AD5 với mức giá cho em Hoài đó là 395 và giảm tiếp chỉ còn 189.000. Các chị nhà mình thấy đúng không ạ? Tính ra nguyên cảnh của em Hoài đang mặc bình thường sẽ có mức giá cho em Hoài đó là hơn 700.000 nhá. Nhưng hôm nay các chị nhà mình mua cho em Hoài mức giá chỉ có nhỉnh hơn 300.000 một xíu thôi, là một mức giá giảm rất là sâu luôn. Và hiện tại này, chị nào mà đang quan tâm cái mẫu của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt đơn bằng cách đó là lên mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em Hoài. AD5 cộng AD6 kèm số điện thoại cho em Hoài là được các chị mình nhá. À quên lộn các chị ơi, AD4 cộng AD5 nhá. Hoài xin lỗi các chị ha. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu sâu về sản phẩm này. Hiện tại thì mẫu quần của em Hoài đang mặc thì sẽ chỉ có một màu, nhưng mà mẫu chân váy mẫu áo của Hoài đang mặc thì lại có tới tận 3 màu để các chị nhà mình săn. Và đây là một chiếc áo thun gân lệch vai cho các chị rất là xinh. Hiện tại thì Hoài đang có mẫu áo này cho các chị nhà mình chỉ có mức giá là 149.000 thôi. Và áo hiện tại em đang có tới tận 3 màu để các chị nhà mình săn nhá. Màu Hoài đang mặc là cái tông màu xanh lá nhạt, các chị mình gọi là xanh bơ đấy ạ. Màu tiếp theo cho em Hoài sẽ có tông màu xanh này và tông màu cam hồng, cam sữa cho em Hoài rất là sang luôn. Với mức giá chỉ có 149.000 thôi. Và mẫu áo này cho em Hoài á, là thiết kế em này sẽ là kiểu lệch vai này. Phần tay cho em Hoài sẽ là phần tay kiểu dạng gọi là bẹt ngang ra, các chị rất là dễ thương. Và đây Hoài sẽ quay đằng sau các chị xem nhá. Đây là form áo phía sau cho em rất là dễ thương và mức giá chỉ có 149.000 thôi. Các chị nhà mình mà quan tâm mẫu này thì phải thật là nhanh tay giúp em ạ. Ôm eo rất là đẹp này và cực kỳ ôm body và tôn dáng cho các chị luôn. Ở chất liệu cho Hoài là thun gân thì co giãn rất là nhiều và đặc biệt mặc trong mùa hè này thì cực kỳ mát các chị yêu ha. Nhanh tay chốt ngay cho em Hoài đó là AD4 kèm thoại nhá. Quần Hoài đang mặc là một mẫu quần sóc và em này á các chị nhà mình, em quần sóc này thì sẽ có độ co giãn ở phần bo chun cho em luôn. Form quần dáng ống hơi hơi dáng A này và sẽ kèm cho em Hoài đó là cái phần hai túi, hai bên là hai túi thắt các chị nhá, nên là đựng đồ rất là tiện lợi. Và kể cả là mình mặc hơi fashion một xíu cho em Hoài, phối trên một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh đeo chéo này, kèm trên một đôi giày sandal cao gót như Hoài đang mặc, là mình đã có ngay một cái concept ra đường súng dính rất là dễ thương rồi. Không cần phải quá cầu kỳ, không cần phải quá đau đầu suy nghĩ là ngày mai sẽ mặc gì, chỉ cần mặc cho Hoài nguyên sành như thế này thôi là em Hoài nghĩ là đã rất là có thể là gây ấn tượng cho người nhìn rồi đấy ạ. Một cái mẫu sản phẩm rất là xinh các chị ha. Hiện tại cái mẫu áo này mình có nghĩa là Hoài nghĩ là nhiều chị sẽ tò mò là cái em này có mặc cao vai lên được không, thì Hoài nói là có mặc được nhá, nhưng mà nói chung là tùy vào các chị nhà mình muốn mặc như thế nào. Còn Hoài nghĩ là cái em này mặc cao vai lên vẫn được như bình thường các chị ha. Chị nào muốn mặc cao vai mình có thể mặc cao vai lên giúp em, tại vì thực ra thì em này nó không ảnh hưởng tới vấn đề là mình mặc áo trong hay là kiểu như là bị hở quá đấy các chị. Hoài thấy khá là kín đáo và lịch sự cho các chị mình nha. các chị mình ơi, cho mình game mình phải comment cho em Hoài là ngày hội săn sale nha. Em thấy chị Huỳnh Tú Nhi này có comment cho em Hoài tác người bạn vào nhưng mà chưa có comment là ngày hội săn sale hay sao. Mình có thể là hỗ trợ Hoài comment đúng cú pháp nhé, tại vì là phải đúng cú pháp thì em mới có thể chơi game với các chị mình được. Mẫu áo này thì mình có thể một là mặc lệch vai, hai là mặc cao vai, lịch cho Hoài vẫn rất là ok. Đây là hai tông màu em đang có các chị mình nhé, hai tông màu phía
tiếp theo nữa đó là màu hồng, và là cái này gọi là cam sữa đấy các chị em mình. Và tông màu tiếp theo cho em là xanh xám. Trên sớ áo thì sẽ có đường vân sọc xuống nên là cảm giác khi mà mình mặc ở ngoài sẽ rất là gầy. Và quần thì còn bo chun nữa. Cái set này các chị em mình nhá, em đang có đầy đủ size cho mình luôn đấy ạ. 38 tới 63 cân mình sẽ mặc được cái set của Hoài đang mặc. Có nghĩa là tầm cho em Hoài là cứ size S, size M, size L là mình cứ chốt đơn cho em Hoài thoải mái thôi. Nhưng mà sản phẩm này thì em còn rất là ít nha. Nên là chị nào mà nhanh tay thì có hàng. Tại vì làm những cái mẫu này gọi là có đầy đủ size nhưng mà số lượng thì siêu ít luôn. Tại vì hàng mà nhà em sale tới 70% hỗ trợ các chị mình trong thời điểm hiện tại. Là chị nào mà thích sản phẩm nào thì có thể là lên đơn ngay luôn cho em Hoài bằng cách đó là lên mã sản phẩm kèm thoại các chị yêu ha. Chị nào mà muốn tư vấn kỹ hơn thì mình có thể luôn lên luôn cho em này. Ví dụ như áo sẽ là AD4 dấu cách, số điện thoại kèm cân nặng chiều cao và số đo 3 vòng cho Hoài luôn cũng được. Quần sẽ là AD5 với mức giá là 189.000 và các chị mình cũng comment cho em Hoài luôn nha. Để mình có thể là dễ dàng chốt đơn này và lên cú pháp như thế thì các bạn nhà mình tư vấn cho mình sẽ kỹ hơn đấy ạ. Em áo này thì Hoài nghĩ là mình có thể phối cùng quần jean. Hiện tại là nhà mắc cũng có quần jean nhá. Xíu nữa thì Hoài cũng sẽ lên quần jean cho mình luôn. Thì mình mua cái mẫu áo này với mức giá 149.000. Mình có thể phối cho em Hoài với chân váy này, với quần jean này, quần tây cho em Hoài đều rất là đẹp. Và không biết các chị như nào, chị em thì cực kỳ thích áo body luôn. Tại vì sao các chị mặc đồ body là mình sẽ kiểu như, ví dụ như khuyết điểm của mình trên cơ thể mình này, mình hơi có mỡ bụng một xíu, mình đừng có ngại mặc body nha. Tại vì nếu như mình càng mặc đồ rộng thì mình lại quên mất cái khuyết điểm của mình đi. Mà nếu như mình có mỡ bụng thì mình càng phải mặc body cho em Hoài. Mặc body để sao ạ? Để thấy được cái khuyết điểm của mình, để mình có thể khắc phục các chị yêu ha. Chứ còn nếu như mà mình cứ mặc đồ rộng ấy, xong đến khi mình cũng không để ý là phần mỡ bụng của mình có hay không, là cái phần mỡ bụng của mình nó sẽ rất là dễ tăng lên và tới lúc mà mình muốn ra mình sẽ rất là khó chị yêu nha. Là mình cứ mặc cho em Hoài những mẫu body, tại vì em áo body thì Hoài thấy rất là tôn dáng và con gái của mình á, thì mình mặc cái mặc vấn đề mà gọi là ôm tôn dáng là một cái điều gọi là rất là quyến rũ của phụ nữ, nên là mình cứ mặc cho em Hoài ở cái tầm gọi là hơi ôm nhẹ như thế này, không phải là quá ôm sát và không có bị lộ khuyết điểm của chị mình ha. Quần cho em thì một màu thôi chị yêu nhá, quần Hoài chỉ có một màu cho mình thôi đấy ạ. Quần em Hoài có một màu với mã sản phẩm là AD5, quần này có mức giá gốc cho em Hoài là 400.000 các chị ơi, 395.000 và đang được giảm tiếp chỉ còn có 189.000 thôi. Vậy là quần này giảm sâu các chị mình tới là 60% các chị yêu ơi. Là mình thích mẫu này là phải thật là nhanh tay nhá. Form áo cho em Hoài thì số lượng còn siêu ít và các chị mình sẽ có cho em Hoài 3 phút cuối để chốt sản phẩm này nha. 3 phút cuối để mình chốt sản phẩm này ạ. Chị nào mặt da trắng này thì mình có thể lựa cái sản phẩm như màu Hoài đang mặc, có nghĩa là cái tông màu xanh hoặc là ba màu này đều rất là ok. Nhưng mà nếu như da ngăm á thì Hoài nghĩ là ba tông màu này cũng gọi là một cái tông màu rất là ăn điểm cho các chị mình. Tại vì da Hoài rất là ngăm nhá, nha Hoài thì không có trắng đâu các chị. Các chị mình chắc là nghĩ mẫu là đi livestream thì chắc là sẽ da cũng khá là trắng, nhưng mà không hề được các chị ơi. Da của Hoài thì rất là ngăm nên là Hoài cũng rất là tự tin mặc những cái sản phẩm này, tại vì đa phần màu của nhà mác thì không bị quá nổi trội các chị ha. Và là những cái tông màu trầm và màu pha rất là dễ mặc cho các chị luôn. Là ví dụ như chị nào da ngăm da trắng vẫn có thể mặc được. Mình thích tươi mới này, mát mẻ một xíu, mình lựa cho em Hoài cái màu xanh bơ của Hoài đang mặc. Còn nếu như mà thích cái tông màu tây tây hơn một xíu, mình có thể đổi qua cái màu xanh xám. Còn nếu như thích ngọt ngào, mình có thể mặc cho em Hoài là màu cam sữa nha. Nhanh tay chốt cho em Hoài bằng mã sản phẩm áo sẽ là AD4 kèm thoại các chị yêu nhá. AD4 kèm thoại, quần sẽ là AD5 kèm thoại cho Hoài trên cùng một comment để Hoài xem nào. Lượt chia sẻ của các chị nhà mình đang là bao nhiêu? Nếu như lượt chia sẻ mình ok rồi chắc Hoài sẽ chơi game với các chị mình luôn. Nhưng mà nếu như lượt chia sẻ chưa đủ thì chắc là mình sẽ bán sản phẩm này thêm tầm 3 phút nữa và Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu khác, sau đấy sẽ để Như vào tiếp tục chương trình mini game với các chị mình nha. Ui, hôm nay lượt chia sẻ của mình mới có 143 lượt chia sẻ được các chị yêu ơi. Em thấy là các chị nhà mình đang comment mini game rất là nhiệt tình luôn. Nhưng mà các chị nhà mình quên mất một điều, đó là lượt chia sẻ mình phải đạt 300 thì Hoài mới có thể tặng quà được. Nếu như lượt chia sẻ của mình không đạt ngưỡng đó là 300 lượt chia sẻ thì Hoài không thể nào tặng quà cho mình được đâu ạ. Nên mình cố gắng tương tác và chia sẻ livestream giúp em thật nhiều nha. Phải có đủ lượt chia sẻ thì Hoài mới có thể tặng quà cho các chị được này. Rồi ok, chị Thảo Chu Hoài chốt AD4 màu hồng cam sữa size S cho mình luôn nhá. Chị yêu này, chị đương tra bớt Hoài chốt cho AD4 màu xanh lá cho chị yêu luôn. Rồi cái mẫu sản phẩm này đẹp lắm các chị yêu ơi, nên là mình tranh thủ mình chốt đơn nhá. Hoài đảm bảo luôn là 10 chị nhận mẫu này về sẽ ưng cả 10 chị, tại vì mức giá áo cho em chỉ có 149.000 này. Đây Hoài sẽ để gần các chị xem hơn một xíu nhá. Đây là hai tông màu em đang có khi mà Hoài cầm trên tay nha. Màu cam sữa này và màu xanh xám giúp em. Còn màu Hoài đang mặc là màu kiểu dạng xanh lá, xanh bơ các chị, rất là sang. Em này không có khó mặc đâu, tại vì Hoài đang mặc với quần short ấy các chị nhà mình, theo cái phong cách nó hơi trẻ một xíu đúng không ạ? Nếu như các chị nhà mình thích, mình có thể phối cho em Hoài với là quần jean. Đấy, phối với quần jean sẽ rất là đẹp luôn và cực kỳ năng động cho em Hoài nha. Mặc tôn dáng này phía dưới có thể mặc với quần jean ống rộng hoặc là quần jean form dáng ôm cho em Hoài rất là xinh. Là mình nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài nha. Rồi ok chị yêu ạ. Em đang thấy các chị nhà mình lên đơn rất là nhiều và chị nào đang quan tâm của mã
Hoài đang mặc thì phải thật là nhanh tay nha. Hoài chỉ còn cho mình 2 phút cuối thôi đấy ạ. 2 phút cuối để mình chốt mẫu này và em Hoài sẽ chuẩn bị là tiếp tục sẽ qua mẫu mới. Nên các chị mình thích mẫu nào là phải thật là nhanh tay. Comment cho em đúng mã sản phẩm, đúng số điện thoại là chắc chắn sẽ có đơn hàng. Và Hoài lưu ý với các chị mình là hôm nay thì em vẫn chốt sau live trước 12 giờ đêm nay, nhưng mà tất cả sản phẩm còn số lượng rất là ít. Nên là Hoài nghĩ là để đảm bảo mà mình tất cả các chị mình đều có đơn hàng á thì mình chốt luôn ở trong live giúp em nha. Chốt luôn ở trong live thì 100% có hàng, nhưng sau live thì Hoài không chắc đâu ạ. Tại vì giống như sản phẩm đầu live Hoài lên với số lượng gọi là rất rất là ít luôn. Nên là các chị nhà mình thích mẫu nào là bây giờ là mình phải chốt luôn thì Hoài nghĩ là mình mới có thể có đơn hàng được. Còn đợi xíu nữa mà em Hoài chốt sau live á, em sợ là hết mất cái size của mình đang mong muốn đấy các chị yêu ơi. Là mình thích mẫu nào là nhanh tay chốt ngay nhá. Áo có size không bạn, hay free size? Áo có size như chị yêu ơi, áo em có size SML đầy đủ cho các chị mình nha. Đa phần áo của nhà mắc thì sẽ có size hoàn toàn cho các chị luôn, ít khi mà nhà em lên free size lắm. Free size thì thường sẽ là lên áo form rộng hoặc là lên kiểu dạng chân váy các chị ạ mình. Còn em này thì nhà em sẽ lên cho các chị ạ mình đó là đầy đủ size nha. SML cho em Hoài 65 cân đổ lại mình mặc vừa, và eo cho em Hoài dưới 75 là mình sẽ mặc vừa hết chị yêu nhá. Form áo này thì Hoài thì có co giãn nên là Hoài nghĩ 65 cân đổ lại mình vẫn có thể mặc vừa áo các em đang mặc. Là nhanh tay chốt mã cho em Hoài sẽ là AD4 kèm thoại nha chị yêu nhá. AD4 kèm thoại, quần sẽ là AD5 ạ. Rồi chị yêu nào còn quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em Hoài bằng cách đó là lên mã sản phẩm kèm thoại cho em. Trên cùng một dòng comment size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn kỹ hơn này. Hoặc là chị nào muốn tư vấn ở trên live stream mình cũng có thể comment luôn. Hoài sẽ tư vấn hoàn toàn cho các chị mà mình thật là kỹ càng để mình chốt đơn nhá. Ok chị Huỳnh Tú Di, Hoài chốt cho mình mã AD4 này. Chị nào còn quan tâm mã AD4 này là chốt luôn. Cái form này không có kiểu như là không có khó mắc đâu các chị. Tại vì nhiều lúc em thấy ở trên live stream ấy, nó không có đẹp bằng ở ngoài. Không biết vì sao nữa, nhiều lúc em thấy là người ta hay bảo là lên ảnh thì nó sẽ đẹp hơn này, rồi là khi mà quay video thì cảm giác là sản phẩm sẽ đẹp hơn ở ngoài. Nhưng mà Hoài thấy không nhá, đối với nhà mác sản phẩm ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà Hoài lên live stream, Hoài kiểu như thấy cảm giác như sản phẩm bị dìm ấy. Nên là các chị nhà mình mà mua những cái mã sản phẩm này, khi mà nhìn ở trên live stream Hoài mặc mình cảm thấy vừa mắt thì chắc chắn 100% ra ngoài các chị sẽ nhà mình sẽ thấy cái sản phẩm này đẹp hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ chắc là Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu chị yêu nhá. Bây giờ chắc Hoài sẽ tiếp tục để như qua mẫu đầm tiếp theo. Nên là chị yêu nào mà đang quan tâm đầm thì chờ em một xíu ạ. Mình sẽ bắt đầu là qua sản phẩm tiếp theo và Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm này thêm một lần nha. Mã áo của Hoài đang mặc này, mẫu này trước có màu đỏ đúng không? Chị yêu em cũng không chắc nữa, tại vì hiện tại thì mình chỉ còn cho mình 3 tông màu thôi. Có màu nào thì Hoài sẽ lên hết cho mình nhá. Đó là màu xanh bơ này, màu xanh xám và màu cam sữa thôi. Còn lại thì Hoài sẽ không có màu khác nhá. Quần cho em một màu duy nhất đó là màu sọc này các chị mình ha. Với mức giá áo cho em là 149.000, mã AD4 kèm thoại. Quần cho em là AD5 với mức giá là 189.000 chị yêu nhá. Và tất cả mã sản phẩm này đều đang có đầy đủ size để các chị mình lựa chọn đấy ạ. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ để như qua mẫu tiếp theo. Và các chị mình ơi, mình đã chưa có một chiếc đầm nào này, hoặc là đang suy nghĩ là mình có nên mua một cái sản phẩm đầm nào đó để đi chơi ở nhà hay không, thì bây giờ Như sẽ mang đến một cái sản phẩm đầm rất là dễ thương cho các chị nhá. Rồi, bây giờ là em Như sẽ lên cho các chị một mẫu đầm rất là gọi là cực kỳ xuất sắc, gọi là hấp dẫn của nhà mác luôn. Với chiếc đầm này là em thấy là bữa giờ là một mẫu best seller của nhà mác luôn, bùng nổ trong inbox, mọi người inbox hỏi giá và đặt rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay lên like cho các chị giá cực kỳ ưu đãi luôn, và giá sản phẩm ngày hôm nay em chắc chắn là các chị nên mua giúp em nha. Chứ mà mình bỏ lỡ thì em nghĩ là một em đầm rất là mùa hè, rất là trẻ trung, mặc lên những cái họa tiết hoa nhí cảm giác mọi người rất là thon gọn luôn. Với thiết kế cái hình bầu ngực như thế này tạo cảm giác là cái vòng một của mình trong nó đầy đặn hơn, trong nó hách hơn nha mọi người ha. Form đầm xòe như thế này thì mình mặc lên siêu cưng luôn nha mọi người. Lên cho em liền là mã AD6 giúp em Như. Với mã sản phẩm AD6 giá gốc là 695.000, có nghĩa là giá gốc bình thường là 700.000 một em đầm như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì em thấy là quá xuất sắc luôn các chị ơi, chỉ còn 449.000 một em và được free ship toàn quốc giúp em Như nha. 449 và được free ship lên cho em AD6 với cái chất liệu là cotton pha với là spandex nha mọi người nha. 95% là đã là cotton rồi, còn những cái phần trăm còn lại là khoảng 5% là spandex. Với những cái chất liệu như này mọi người mặc lên nó cảm giác nó rất là mát nè, cực kỳ thấm hút mồ hôi. Và cái chất liệu này các chị khi mà mình mặc xong mình giặt nó không hề bị nhão form, và các chị mặc bao nhiêu lâu nó cũng sẽ không bị bay mất đi cái tông màu này. Cái chất liệu này là chất liệu cotton, cái vải nó là sẽ cảm giác nó sẽ sướt á mọi người, nó rất là đẹp luôn. Em Như sẽ có 2 tông màu cho mình là một tông màu cam và một tông màu đen giúp em Như. Mọi người trông xem cho em cái họa tiết này mình mặc lên trong nó có gọn người hay không mọi người.
rất là đẹp nha. Cái đồng này là sẽ có hai lớp cho mình, thành ra các chị không có sợ bị mỏng luôn. Và mặc lên cảm giác là nó sẽ tạo được cái độ foam cho mình, nó không có sợ là bị bay đâu. Riêng cái này thì em thấy là mình mặc đi chơi, đi dạo nè, đi tiệc tùng cũng được, mà ở nhà mình mặc thì càng xinh nha. Dễ thương quá mọi người ha. Hai cái tay nó tạo độ bo phồng nữa, thì khi mà các chị mặc ra cảm giác nó che được cái phần bắp tay của mình này, nó che được cái phần đùi phần chân của mình rất là thon. Đây, cái đầm thì em như khoảng tầm 1m58, em như mặc khoảng nào đâu tới gối qua gối một xíu nha. Có một cái đường nút nó chạy từ trên xuống dưới như thế này nè mọi người, xinh lắm. 449.000 và được free ship riêng mẫu này là hình như là em chỉ chốt được khoảng tầm là mỗi màu khoảng tầm 15-20 triệu thôi nha. Mỗi màu khoảng tầm 15-20 triệu thôi, rất là điệu đà nha. Nhưng mà không quá tiểu thư bánh bèo, cho nên mọi người yên tâm chốt đơn. Đây, cái tông màu đen của em nè mọi người, màu đen và màu đậm, màu cam này là hai cái tông màu cực kỳ hot hết, kiểu như là bị rất là tôn da tôn dáng, nó không có bị kén da, với lại là ai mình mặc cũng xinh. Cái này là hôm bữa là các chị ở công ty là đã lấy rồi, kiểu như là ai ai cũng tậu lên một chiếc, cứ mỗi người một màu vậy đó mọi người. Nhưng mà bữa giờ là các chị là không được lấy nữa, tại vì là số lượng nó còn ít quá, cho nên gọi là cũng muốn là bán đó, nhưng mà ưu tiên là bán cho những chị khách hàng trước, còn các bạn nhân viên thì còn chừng nào mà còn hàng lại á, thì mới để lại cho tụi em nha mọi người nha. AD6 đúng rồi. Cái cú pháp mình chơi game rất là dễ, mọi người tranh thủ giúp em nha. Ui cái đồng này xinh quá chị ơi, AD6 liền giùm em. Mẫu này mẫu nào ta? AD6 là em chỉ có hai tông màu là màu đen với lại tông màu đỏ cam nha. Cái màu này nó sẽ hơi đỏ 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 cam cam một xíu. Cái họa tiết của mình nó sẽ là tông màu trắng nữa, nó cực kỳ nổi bật luôn. Mình mặc cái này cảm giác ngày hôm nay nó rất là mát mẻ, nó rất là tươi mới, tràn đầy sức sống luôn. Còn nếu mà chị nào thích cái một cái tông màu nó gọi là nó an toàn và gọi là nó basic hơn thì lấy cho em cái đầm họa tiết trắng đen. Cái họa tiết này là kiểu như những cái cánh lá nhỏ mọi người. Và em thấy là những họa tiết hoa nhí nó sẽ tạo nên cảm giác khi mà mình mặc vào trong cái người mình nó rất là thon và rất là gọn luôn. Nó đi liền một màu như thế này, mình mặc lên cực kỳ trẻ trung. Các chị khi mà các chị ví dụ nha, 30 tuổi mặc lên mình nó cảm giác mình trẻ thêm được 2-3 tuổi, là còn mấy tuổi vậy đó mọi người. Đó, mình mặc lên cảm giác mình rất là trẻ trung luôn. Và nó không bao giờ là bị lỗi thời luôn. Em thấy đầm này, họa tiết này đang cực kỳ hot hit, với những sản phẩm gần 700.000 giá gốc mà ngày hôm nay sale chỉ còn 449.000, mà được miễn phí ship nữa thì tính ra chỉ còn ở 400 mấy em đầm này thôi ha. Và em thấy là cái chị riêng về mẫu này, cái chị nhận về cái chị sẽ mê cái chất vải, mê cái form dáng. Mọi người nhìn cho em thiết kế bầu ngực như thế này rất là xinh, nó ôm trọn cái bầu ngực cho mình luôn, cảm giác là vòng một của mình rất là đầy đặn nha. Rồi bây giờ là em sẽ chốt nhanh khoảng là mỗi size. Cái này em có size cho mình là S, M và L luôn á các chị yêu ơi, S, M và L nha. Rồi em thấy mình đang lên đơn á mọi người, S, M, L. Các chị nhớ chia sẻ like giúp em nha. Em thấy là có nhiều chị mình chơi game mà chưa có chia sẻ, có comment là ngày hội săn sale nè, có tan bạn bè nhưng mà vẫn chưa có chia sẻ like, thì mình có thể nào chia sẻ like giúp em được không mọi người? Khi mà các chị chia sẻ like để mà đủ 300 lượt chia sẻ, em như sẽ tặng cho mình một em áo hai dây như thế này nha. Cái áo này kiểu hai dây crop top và các chị mặc rất là cưng luôn. Đây, cái này là có sẵn cái tăng đơ cho các chị điều chỉnh luôn, cho nên mình mặc rất là thoải mái. Với mẫu này mình có thể phối được rất là nhiều đồ luôn nha mọi người nha. Giá gốc của em này là gần 300.000, 200 mấy một áo như thế này. Thì các chị nhanh tay mình chơi game là mình phải cố gắng chia sẻ thật là nhiều. Nếu mà chị nào nãy giờ mình chia sẻ rồi nhưng mà mình muốn tặng quà nhanh hơn thì mình có thể chia sẻ thêm giúp em nha. Chia sẻ nhiều đi mọi người. Mọi người ổn thương gì hết trơn á, ngày nào lên like cũng kêu gọi quá trời kêu gọi luôn. Ôi ôi vậy mà không ai ủng hộ gì hết trơn. Phải ủng hộ em để em có gọi là có thể tặng quà cho mọi người được chứ. Rồi bây giờ này em thấy là các chị đang ngắm cái em đầm này rất là nhiều nè, cũng đang lên đơn. Thì không biết là các chị nào thấy cái đầm này là gọi là đã sở hữu được chưa. Nếu mình sở hữu được rồi thì mình có thể cho em xin một cái comment, gọi là một cái feedback nha. Ui cái chất vải nó đẹp lắm các chị. Cái vải có tông nhưng mà nó sẽ có những cái đường gân gân xước xước như thế này nè. Các chị nhìn vào thấy rất là xịn sò luôn. Cái này mình mặc là sẽ dây kéo khóa đằng sau lưng giúp em như, và dây kéo khóa ẩn nha. Mọi người nhìn thiết kế phần bầu ngực như thế này nè, nó sẽ có được cái đường nhúng giữa cái phần ngực của mình luôn như thế này nè nha mọi người nha. Mọi người không biết là có thấy rõ không? Nó được tạo được cái đường nhúng giữa phần bầu ngực xong rồi nó chạy hàng nút chạy dọc xuống luôn. Đó, khi mình mặc thì mình chỉ cần kéo khóa dây thôi, còn nút thì các chị không cần phải tháo rời ra đâu. Tại vì tháo ra mất không gài lại tốn thời gian của chị em mình lắm. Gọi là gài hết cái đồng này là hết cái thanh xuân luôn cho mọi người nha. Rồi 449.000 AD6 giùm em Như nè. 2 phút nữa em Như qua mẫu nha. Không biết là các chị
Đẹp quá à, đẹp quá hò, đẹp thì đặt hàng chưa? Em đang sale nha mọi người nha. Ui hồng đồng này là tính ra là sale quá trời luôn á. Tại vì hôm bữa là em nhớ là các chị inbox đặt cái đồng này là tới 600 mấy đó. Và là 695 á các chị, là không có được giá sale. Em thấy có nhiều chị inbox nói là sao hôm bữa là tới 600 mấy mà ngày hôm nay chỉ còn có 449 ngàn. Đó, mọi người thấy không? Mọi người được mua giá sale mà mọi người còn hờ hững với em, mọi người còn hời hợt với em, thì không biết là em phải giải thích như thế nào với những chị để mua giá gốc. Những chị nào mình mua giá gốc ngày hôm nay, mình có thể vào xem live, mình săn những cái mẫu sản phẩm mà ở trong live em luôn luôn sale cho mọi người nha. Những mẫu ở trong live thì sẽ có giá ưu đãi hơn, cho nên các chị cố gắng mình bật theo dõi live nè, để mà khi nhà máy có live mọi người có thể theo dõi cập nhật được hết những cái mẫu sale nha mọi người. Tại vì cái tần suất live của nhà máy không phải là ngày nào cũng live nữa, gọi là một tuần chỉ là 1-2 buổi live cho mọi người thôi. Thành ra mọi người cứ dành một ít thời gian nữa. Trong cái thời gian này nhà mát đang lên cái giá là gọi là trợ giá hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều. Cho nên mọi người yêu thương mình, ủng hộ nhà mát nha. Với những sản phẩm cực kỳ chất lượng, chị em mình á đầu tư luôn mà mọi người, đúng không? Nên đầu tư những chiếc quần, những chiếc áo nó cực kỳ chất lượng. Ai mà không muốn mình kiếm thật nhiều tiền để mà mình mua những cái sản phẩm cao cấp, mình mua những cái sản phẩm chất lượng, mình làm đẹp cho bản thân, đúng không các chị? Mà nhiều khi là vì cuộc sống nó còn rất là nhiều khó khăn, cho nên là các chị em mình nó cũng hơi bị dèn, gọi là mình nhém nhém lại, mình mua những cái sản phẩm nào nó phù hợp với mình một xíu. Có những chị là lo cho chồng nha, lo cho con, cái gì cũng là cao cấp, còn riêng mình là không dám ăn, không dám mặc luôn đó. Đến một lúc đó nhận ra tại sao mình lại bỏ bê bản thân của mình, lúc đó em nói chưa muộn đâu, chưa muộn nha mọi người, không bao giờ là muộn. Cứ mình nhận ra thì mình bắt đầu làm đẹp cho em. Bây giờ nhà máy bình thường lên cái giá 600-700 ngàn thì các chị vẫn mua, đúng không? Là cái giá đó gọi là một cái giá hàng cũng cao cấp rồi đó. Mà ngày hôm nay mình xem được like, mình mua được cái giá chỉ có 449 ngàn với em đầm này gần 700 ngàn giá gốc, thì mình chần chờ gì nữa? Đến khi mình cần đi tiệc, hay thậm chí em nghĩ là ở nhà mình mặc cái đầm này thôi là nó đủ đẹp lắm rồi các chị, rất là đẹp luôn á, đúng không? Bây giờ thay vì ở nhà các chị mặc đồ bộ đi ha, các chị mặc váy gì đó thì các chị lấy cho em cái váy này mặc rất là xinh. Rồi, lên cho em là AD6 giúp em nha. Không biết là được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người. Cái đầm này em đội cái nón này lên kiểu cảm giác mình đi biển cũng được đó mọi người ha. Em thấy các chị đang comment rất là nhiều, nhưng mà không biết là nó có bị ẩn comment không các chị. Tại vì điện thoại em nó không có nhảy lên, nên cứ thấy nó cứ nhảy nhảy vài cái á. Có 148 lượt chia sẻ thôi mọi người ơi, phải đủ 300 lượt thì em mới tặng được quà. Cho nên mọi người cố gắng chia sẻ like giùm em nha. Bây giờ là 200 mấy chị đang xem like của em á, thì mỗi chị chỉ cần cho em xin 1 lượt, 2 lượt chia sẻ nữa thôi là đủ rồi mọi người ơi. Mỗi chị chỉ cần nhích nhẹ cho em 1, 2 lượt chia sẻ nữa thôi nha. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu lại một lần nữa về chiếc váy này rồi em qua mẫu luôn. Mã sản phẩm là AD6 giùm cho em, với giá gốc là 695 ngàn ngày hôm nay. Em sale luôn cho các chị nhà mình chỉ còn là 449 ngàn. Cái đầm này siêu hắc dáng, cái phom xòe này những chị yêu nào mình có vòng 2 này, mình có bụng một xíu thì nó cũng sẽ che được luôn. Ví dụ mình đi tiệc mình ăn uống no nê rồi mình hơi bị lộ bụng đúng không, thì mình mặc cái đầm này lên mình cảm giác nó rất là gọn luôn, không thấy gì hết, bao nhiêu là giấu hết trong này rồi mọi người, yên tâm giùm em nha. Cái váy này là siêu thần thánh, thành ra nó là một cái best seller của nhà mát luôn. Hiện tại thì em vẫn đang bán với giá gốc là 695 ngàn, và chỉ có duy nhất trong live thì mình có giá là 449 ngàn và còn được miễn phí ship. Thành ra là số lượng để mà chốt trong live là không có nhiều, các chị cố gắng lên đơn sớm giùm em nha. Bây giờ là em như chuẩn bị qua mẫu như mọi người nha. Còn chị yêu nào mình chưa đặt hàng hay mình còn chần chờ, mình suy nghĩ, mình đắn đo thì mình phải nhanh tay lên giùm em. AD6 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giùm em là sẽ có đơn nha. Em như qua mẫu tiếp nha các chị ha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một cái set mới các chị mình, rất là dễ thương đấy ạ. Các chị mình ơi, nếu như mà mình đang cần một cái concept rất là ngọt ngào này, có thể mặc đi làm, đi chơi và kể cả là đi tiệc trên Hoài được, thì bây giờ mình cứ sắm ngay trên Hoài cái set của em đang mặc nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu luôn cái set của Hoài đang mặc để các chị mình không phải là chờ lâu này. Mẫu áo của Hoài đang mặc sẽ là AD7 các chị mình nha. AD7 là mẫu áo của Hoài đang mặc với mức giá gốc là 395 ngàn và đang được giảm tiếp chỉ có 169 ngàn thôi đấy ạ. Hiện tại thì áo này Hoài đang còn cho mình chỉ duy nhất là size L và size XL thôi nha các chị yêu nhá. Hôm nay là cơ hội vàng, tại vì là sao ạ? Rất là nhiều mã sản phẩm mình đã bị lẻ size rồi.
Và cái mẫu áo của Hoài đang mặc thì mình chỉ có hai size, đó là size L và size XL thôi. Hoài áp dụng với chị nào trên 53 cho tới 65 cân chị yêu nhá. 53 tới 65 cân mình mới có thể mặc được mẫu áo của Hoài đang mặc nha. Cái mẫu chân váy của Hoài đang mặc thì sẽ là AD8 các chị ơi. Mẫu này cũng chỉ còn size M và size L thôi. Trời sao cái set của Hoài oái âm ghê các chị. Lẻ size không à, nhưng mà rất là đẹp nha, rất là xinh luôn. Rồi các chị nhà mình thích AD8 chốt ngay cho em Hoài 8 chiếc size M, 5 chiếc size L với mức giá cho em Hoài đó là 495 là gần 500 ngàn và giảm tiếp cho mình chỉ còn 199 ngàn thôi chị yêu ha. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái mã sản phẩm đó là áo nhá. Áo hiện tại thì Hoài đang có 3 màu các chị yêu ha. Áo hiện tại em Hoài đang có cho mình đó là 3 màu này. Màu đầu tiên đó là tông màu trắng Hoài đang mặc. Tiếp theo sẽ là tông màu hồng và màu cuối cùng cho Hoài sẽ là tông màu be. Còn đối với cái mẫu mà chân váy của em Hoài đang mặc thì một màu duy nhất cho mình là màu tím với các chị nhà mình nhá. Cái chân váy rất là dễ thương, màu tím form dáng dùng cho em Hoài dáng hơi chữ A nhẹ rất là dễ thương này. Đầm may cho em Hoài là một trong những sản phẩm gọi là che khuyết điểm rất là tốt luôn. Và nhưng mà tại vì bây giờ lại có khá là ít sự lựa chọn để các chị mình lựa, tại vì là em này đang lẻ size rồi. Là chị nào mà đang mặc vừa mẫu của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt luôn cho em bằng cách đó là lên cú pháp mã sản phẩm kèm Hoài cho em Hoài trên cùng dòng comment nhá. Áo này phía sau, điểm đặc biệt của em áo này phía sau sẽ có cho mình cái khoét phần giọt nước các chị yêu ha, kết hợp cho Hoài cúc gài. Em áo này lên chất liệu cho mình đó là cổ tông và form cổ cho em Hoài sẽ là form cổ trụ các chị nhá. Em này là sẽ là form cổ trụ cho em Hoài 1,5 cm, rất là đẹp luôn, tay dáng bồng này. Chị nào da trắng, da ngăm vẫn có thể mặc được mẫu này cho em Hoài. Phối với chân váy giống em đang mặc, phối với quần tây, phối với chân váy bút chì đều rất là sang. Và mình nhanh tay chốt mã cho em Hoài sẽ là AD7 kèm thoại nhá. Size số hiện tại là size L và XL, Hoài áp dụng chỉ nào 53 cho tới 65 cân mình sẽ mặc đẹp mẫu này ạ. Tại vì cái mẫu này là một cái sản phẩm gọi là hơi thiên hướng công sở nhưng mà rất là sang, đơn giản dễ mặc cho các chị mình này. Mặc đi chơi, đi làm và kể cả là mặc ở nhà cho Hoài cũng được. Mùa này thôi mình mặc ở nhà cho chồng con, cho bố mẹ mình ngắm cũng được các chị mình nhá. Hoài thấy nó không có kiểu như sao nhỉ. Hoài đang thấy là ở Sài Gòn rất là nóng và em mặc cái mẫu này vào cảm giác rất là dễ chịu, mát mẻ, chứng tỏ là sản phẩm rất là được điểm của chị mình luôn. Tại vì đối với những sản phẩm bình thường mà mặc lên rất là nóng các chị nhá, Sài Gòn bây giờ Hoài nhiều lúc mà Hoài ở trong nhà các chị mình bật máy lạnh rồi mà em vẫn bị đổ mồ hôi, tại vì thực ra là cái người của em Hoài rất là ưa lạnh luôn, em không có ở được cái thời tiết nóng các chị, rất là dễ đổ mồ hôi. Và Hoài là người gọi là cảm nhận cái sản phẩm trực tiếp nhất, và khi mà mặc những cái sản phẩm khó chịu lên em hay tưởng như là bị đổ mồ hôi, nhưng mà em này mặc thấm hút mồ hôi rất tốt và Hoài đang mặc cái sản phẩm cảm giác gọi là rất là mát và dễ chịu, rất là hài lòng luôn. Và nếu như chị nào mà thích an toàn nhất mình có thể lựa màu trắng nhá. Màu tiếp theo sẽ là tông màu hồng các chị, hồng nút rất là sang. Hồng này thì em Hoài thấy khá là baby và cực kỳ dễ mặc này. Nói chung là ba cái tông màu này nếu như chị nào phân vân quá thôi mình chốt ba màu. Màu be siêu tây cho em Hoài luôn các chị yêu nhá. Be sữa, cái này là be nhiều sữa các chị, cà phê và rất là nhiều sữa luôn nhá. Lên mã cho em Hoài ngay đó là AD7 kèm ngoại. Em Hoài đang thấy có nhiều chị chốt AD7 nhưng mà bây giờ các chị kêu là áo đẹp quá mà không có size. Đấy là một cái câu nãy giờ Hoài nghe rất là nhiều. Tại vì sao những cái sản phẩm này gọi là những cái sản phẩm gọi là bán rất là hot của nhà mắc luôn. Bây giờ cái tình trạng mà lẻ size đối với sản phẩm này thì Hoài thấy nó cũng không có gì có kiểu như là không quá bất ngờ các chị mình ơi, tại vì là những sản phẩm này nhé em bán rất là chạy luôn. Và hiện tại mà lẻ size thì là một điều Hoài khi mà Hoài mặc lên Hoài nghĩ là chắc chắn nó lẻ size rồi đấy. Nhưng mà cái cơ hội vàng trước rồi nhé em bán đều là giá gốc nha. Nhưng hôm nay nhà mác lên cho các chị mình với cái mức giá giảm rất là mạnh luôn. Váy sẽ là AD8 chị yêu nhé, AD8 với mức giá là 199 ngàn. Rồi size L là bao nhiêu ký mặc được em? Chị yêu ơi, size L cho em Hoài đó là tầm cho em này từ 55-58 cân cho tới 65 cân mình vẫn có thể mặc được nha. Nói chung là form áo thì rất là dễ mặc thôi các chị yêu ơi. Form này là một cái form áo dáng rộng và tay của nó sẽ là tay bồng và ở phần ren đặc biệt, phần tay sẽ đặc biệt là có phối cho em một cái đường ren rất là nhỏ, dễ thương và cực kỳ tinh tế cho các chị nhà mình nữa. Em áo sẽ là cô tông và chân váy cho em Hoài cũng là cô tông nhá. Các chị hỏi là chân váy có quần bên trong không thì Hoài báo luôn là chân váy này không có quần bên trong. Tại vì sao ạ? Các chị thấy không? Cái form này nó đã không phải là quá ngắn rồi mà nó đã rất là ôm, nên là thực ra nếu mà để hở cái mẫu chân váy này thì rất là khó luôn. Các chị nhà mình kiểu như đi đứng mình cũng chỉ cần cho em Hoài được gọi là tinh tế một xíu khi ngồi thôi. Còn lại em này đảm bảo là sẽ không bao giờ kiểu như là lộ xấu được đâu. Nên là mình không có cần phải có lớp lót bên trong, tại vì em này mà có lớp lót bên trong sẽ rất là dễ cộm đầm các chị nha. Nói chung là tùy vào form dáng đầm nhà em sẽ có làm lớp lót cho các chị mình hay là không đấy ạ. Các chị đang xem livestream có thể hỗ trợ Hoài tương tác với em thật nhiều được các chị yêu ơi. Comment này tương tác của em Hoài thật nhiều. Chị Huỳnh Tú Nhi là một chị comment rất là nhiệt tình luôn. Chị yêu ơi, hỗ trợ Hoài chia sẻ đi ạ. Tại vì lượt chia sẻ mình đủ thì Hoài mới có thể mở ra cái chương trình mini game được, để em Hoài kiểm tra thêm một lần nha.
Nào để Hoài xem lượt chia sẻ của các chị nhà mình đang là bao nhiêu. Mới được 168 lượt chia sẻ các chị ơi. Em Hoài vẫn đang cần tới 300 lượt chia sẻ thôi. 300 lượt chia sẻ thì Hoài mới có thể tặng chiếc áo đầu like các chị được nhá. Nên là chị yêu nào mà mình, ví dụ như mình đang chơi big game mà những chị khác không chơi thì mình cũng có thể hỗ trợ nhà mát chia sẻ được. Trang cá nhân mình thấy chia sẻ nhiều quá, mình cảm thấy là sợ phiền đến người thân, phiền tới bạn bè ở trên new trang page của mình. Thì mình có thể là chia sẻ lên hội nhóm chị ơi, đảm bảo là không phiền tới ai luôn. Bàn lượt chia sẻ phải đủ thì Hoài mới có thể tặng quà các chị nhá. Cái mẫu này thì đối với cái set của Hoài đang mặc này các chị, mình có thể là phối cho em Hoài với một cái túi như em đang mang. Đây một chiếc túi rất là dễ thương, kèm thêm một đôi giày kiểu dạng sandal nữa thôi là mình có thể mặc đi làm, đi chơi được rồi. Chị nào là hay làm theo công kiểu như là cái công việc gọi là văn phòng công sở thì mình mặc nguyên cành cho em Hoài như này được nhá. Hoặc là làm giáo viên các chị ơi, giáo viên thì mình mua ngay cho em Hoài chiếc áo này. Thực ra em này mà form hơi rộng xíu nhưng mà size L ấy, em này là size L và size L nhưng mà Hoài nghĩ size M vẫn có thể bon chen được. Tại vì áo sơ mi form giảm rộng thì cũng không có quá phân biệt cái kiểu như gọi là cái form size lắm đâu các chị ha. Đa phần những shop khác nếu như mà những em size lớn như này các shop toàn lên là free size không à. Nhưng nhà em vẫn lên có size cho các chị mình đấy ạ. Nên là mình thích mẫu này thì nhanh tay chốt đơn cho em Hoài bằng cách đó là lên cú pháp mã sơ phẩm kèm ngoại cho Hoài trên cùng một dòng comment nha các chị yêu ha. Em đọc lại mã thêm một lần nữa các chị nhá. AD7 kèm ngoại váy sẽ là AD8 ạ. Rồi các chị nhà mình này, à mẫu này cho em Hoài chân váy không có màu khác nha chị yêu ha. Chân váy Hoài có một màu duy nhất cho mình là màu tím. Áo thì em có tới 3 màu, không có màu đen các chị yêu ơi. Có chị hỏi là áo có màu đen không thì áo này không có màu đen nhá. Thực ra cái màu đen là cái màu các chị nhà mình gọi là rất là an toàn rồi. Hoài nghĩ đôi lúc là mình nên phá cách một chút xíu các chị ơi. À, đổi cho em Hoài một chút xu hướng này, mình mặc cho em Hoài là đó là những cái tông màu ngọt hơn một xíu, Hàn Quốc hơn một xíu. Tông áo hôm nay Hoài mang đến cho các chị mình đều là những tông màu nhạt và những tông màu ngọt ngào, không có bị kén da và không có bị kén dáng nhá. Còn chân váy này thì Hoài rất là thích rồi các chị nhà mình, màu tím cực kỳ siêu ngọt cho em Hoài luôn. Tím thì mặc lên rất là kiểu như là rất là dễ bị xỉn màu da. Nên là Hoài nói thật nha, màu tím nếu như màu tím không đẹp thì mặc lên rất là dễ xỉn màu da, nhưng mà riêng màu tím của nhà mát da Hoài ngâm Hoài bất chấp luôn các chị em mình. Hồi nãy vừa mặc cái set này lên là Hoài kêu trời cho mà xinh quá. Tại vì trắng phối với màu trắng mà phối với màu tím rất là hợp, gọi là một cái concept. Không biết là năm nay thì bây giờ có con hot quá hot màu tím hay là không, nhưng mà cái thời điểm gọi là nửa năm năm ngoái đổ lại các chị em mình là rất là hot màu tím luôn, ở trên trang page là lúc nào cũng là màu tím hết các chị nhá. Nhưng mà Hoài nghĩ là màu tím là một cái màu gọi là rất là ngọt ngào, tím thủy chung, tím mộng mơ mà các chị ha. Nên là chị nào mà có tâm hồn kiểu như mộng mơ một chút xíu này đấy là mình cứ mua cho em Hoài màu tím. Tại vì là khi mà mình nhìn em Hoài thấy những cô gái mà mặc đồ màu tím em thấy rất là dịu dàng và cực kỳ ngọt ngào luôn. Đấy, cũng rất là phù hợp với cái công việc các chị ở mình làm. Ví dụ như mình làm cần những cái gọi là sản phẩm màu tươi nhưng mà không bị quá chói, không bị quá nổi bật này, nhưng mà vẫn là sang trọng nhẹ nhàng, thì Hoài nghĩ màu tím là một cái màu các chị ở mình nên thử có trong tủ. Đấy, mình cứ có cho em Hoài thử một cái mẫu sản phẩm trong tủ đi, xem là mình mặc sẽ như thế nào các chị nhá. Hoài thì trước giờ, hồi trước Hoài cũng nghĩ là màu tím này, rồi màu hồng cánh sen này, hay là những cái tông màu hồng là những cái màu mà Hoài nghĩ là Hoài không bao giờ mặc các chị, tại vì da em ngăm. Nhiều lúc mình nghĩ là những cái tông màu đó là những cái màu xỉn da rất là khó mà. Nhưng mà sau này thì khi mà Hoài đi làm ở bên thời trang rồi thì Hoài em thấy á, da nào bất chấp được các chị ơi, mình cảm thấy đẹp là sẽ đẹp, biết cách phối là nó sẽ đẹp nhá. Với là màu tím nó cũng sẽ có muôn ngàn vạn trạng những cái màu tím luôn, chứ không phải là màu tím nào thì mặc cũng sẽ xỉn da. Nên là mình cứ đến với độ của mắt có thử ngay chiếc chân váy của em Hoài đang mặc nhá. Chân váy này em còn size đó là ML thôi chị yêu nhá. ML cho em Hoài tầm cho mình đó là 50 cho tới 63. 63 cân đổ lại là sẽ vừa 50 tới 63 cân. Cái chân váy giống này thì các chị nhà mình hỏi có co giãn hay không thì Hoài báo luôn là nó có co giãn chị ơi. Đó là một điểm cộng, có lớp lớp bên trong nha. Chân váy có lớp bên trong nhưng mà không có quần, không phải là quần các chị, lớp lót nhưng không phải quần. Và em này thì phần bo rúm là mình sẽ kéo được xuống thoải mái cho em luôn. Nên là chị nào mà kiểu như sợ ngắn thì em nghĩ là cái phần bo rúm đấy cũng rất là kiểu như rất là tiện lợi đấy ạ. Nào mình ngồi xuống mình có thể kéo dài xuống cho em Hoài nha. Rồi chị yêu ơi, lên cho em Hoài chị Pi luôn này. Ngày hội săn sale kèm tác 3 người bạn vào xem livestream cùng Hoài đấy các chị yêu ơi, comment thật nhiều nhá. Và phải tác đúng cho em đó là 3 người bạn vào xem livestream và chia sẻ cái livestream này ở chế độ công khai cho em Hoài thêm nhiều lần nữa các chị mình ạ. Tại vì là hiện tại lượt chia sẻ của em chưa đủ đâu. Rồi 2 phút cuối cùng để các chị nhà mình chốt set em đang mặc nhá. Hoài sẽ canh thời gian ha. Mẫu này hiện tại Hoài đang ở phút thứ 17 các chị mình ơi, thì phút thứ 19 Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu đấy ạ. Phút thứ 19 các chị, 2 phút đếm ngược để mình bắt đầu chốt các sản phẩm của em đang mặc và sau đó mình sẽ tiếp tục qua săn mẫu mới nha. Tại vì là mẫu mới phía sau còn rất là nhiều. Hoài thì đang mong chờ đó là một chiếc quần jean hay là một chiếc váy jean, nhưng mà em Hoài đang thấy như mặc váy jean rồi đấy ạ.
hôm nay các chị yêu ơi, mình nhớ là săn cùng bác, tại vì hiện tại là trên website nhà em vẫn đang có chương trình sale cho các chị em mình, nhưng mà Hoài nghĩ là mua ở trên livestream sẽ thiết thực hơn, nhất là Hoài tư vấn cho các chị em mình kỹ càng này, thứ hai là mình xem được cái form dáng và cách mít mắt đồ của nhà bác. Cái này là thực ra thì Hoài chỉ là hỗ trợ mình cách mít đồ thôi, có nghĩa là em cũng không chắc là em mít sẽ vừa mắt các chị nhà mình hay là không, nhưng mà một trong những concept để các chị nhà mình có thể tham khảo nha. Nếu như mà mình có cách mít mắt kiểu như là đẹp hơn hay là xinh hơn hay là phù hợp với form dáng người mình hơn, thì mình cũng có thể là mình lấy cái áo rời này mình về phối với sản phẩm khác, hoặc là lấy chân váy phối với sản phẩm khác thì Hoài nghĩ cũng rất là xinh. Có nhiều chị quan tâm muốn xem đằng sau đúng không? Ok, Hoài sẽ quay đằng sau mình xem. Thực ra cái chân váy này Hoài đang mặc hơi rộng một xíu các chị, nên là nhiều lúc em hạn chế quay phía sau á. Đây là cái phần áo về sau em sẽ có cho mình, đó là cái phần khuét dọc nước và kèm cho em Hoài là cái cúc bọc phối phía trên rất là xinh nha. Em áo này bật mí với các chị mình một xíu nữa, đó là áo đây có thể mặc được hai kiểu các chị, tại vì hôm bữa các chị có xem livestream của Như không ạ? Hôm bữa là Như mặc cái phần gọi là cái phần đằng sau đằng trước, nhưng mà thật sự là nó không có bị xấu nha. Gọi là mặc kiểu nào cũng được. Là tính ra mà áo này Hoài thấy là một cái sản phẩm gọi là rất là tiện đẹp, mình có thể mặc cho em Hoài thành hai kiểu luôn. Mặc phần quét ở phía trước hoặc là phần quét ở phía sau cho Hoài vẫn rất là ok với mức giá chỉ có là 169.000 thôi các chị mình nhá. Áo trên Hoài này em sẽ đọc lại một lần nữa. AD7 với giá 169.000, chỉ còn size L và XL thôi. Váy cho em là AD8 với mức giá là 199.000, và size số cho Hoài sẽ chỉ còn size M và size L các chị nha. Rồi ok, bây giờ hiện tại là mẫu này của em Hoài đã hết thời gian trong mã sản phẩm em đang mặc rồi đấy ạ. Chắc là bây giờ Hoài sẽ để Như chuẩn bị qua mẫu tiếp theo cho các chị mình ha. Chị nào đang thích sản phẩm của em đang mặc thì nhanh tay chốt ngay. À đúng rồi chị Hanna ơi, bữa em Hoài đang like nhưng mà bị bệnh nên là apply luôn chị yêu ạ. Vậy là chị Hanna là một fan cứng của rất là nhiều bên luôn đấy. Cảm ơn chị Hanna rất là nhiều nha. Nhưng mà hôm nay Hoài đã khỏe rồi này nên chắc chắn sẽ đồng hành với các chị mình lâu hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới. Và các chị nhà mình ơi, Hoài đang thấy Như mặc một chiếc chân váy jean rất là đẹp kèm với một chiếc áo nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ để Như qua mẫu. Và các chị nhà mình đang muốn săn sản phẩm mới thì mình nhớ ở live stream cùng em Hoài và Như từ cuối live. Tại vì phía sau Hoài đang thấy có tới 4-5 concept cuối cùng để các chị mình cùng săn cùng em ở trong livestream đấy ạ. Dạ rồi. Bây giờ em Như sẽ qua tiếp cho mình một cái set, nó sẽ hơi năng động một xíu khi mà em phối cho mình một cái chân váy jean á. Em thấy là với cái set đồ mà em đang mặc trên người là các chị có thể mà mua luôn cả set cho em. Cực kỳ trẻ trung, cực kỳ năng động và cực kỳ dễ phối đồ luôn. Và giá ngày hôm nay cũng sẽ rất là ưu đãi cho các chị nhà mình. Nên là bây giờ này chị yêu nào đã thấy em rồi thì mình tranh thủ mình vào like, mình chấm like, mình tương tác với em Như một xíu nha. Bây giờ em lên cho mình cả set này luôn, sẽ là mã về đây các chị yêu ơi. AD9 giúp em Như nha. Mã áo sẽ là mã AD9 với chất liệu là thun. Mọi người nhìn cho em này, cái form này nó sẽ có độ co giãn cho mình nhưng nó không có bị giãn nha. Có nghĩa là form của chị tới đâu nó sẽ ôm tới đó luôn. Và cái tông màu này kiểu là cái tông màu nâu tây, mình mặc lên nó rất là sang. AD9 này của em với còn được 4 size là mọi người ơi, S, M, L với L. Có nghĩa là những chị nào mà 65 cân đổ về là mình cũng có size cho chiếc áo này luôn nha. AD9 với giá gốc là 295.000, ngày hôm nay sale cho mọi người chỉ còn 139.000 thôi mọi người ơi. 139.000 và áo này em sẽ chỉ có đúng một tông màu nâu tây này thôi. Còn riêng với cái mẫu chân váy siêu thần thánh này nè cả nhà ơi, chân váy siêu thần thánh là cái chân váy jean này thì các chị ơi, ai mình mặc cũng xinh. Cái form kiểu form chữ A ha, chân váy jean AD10 giùm em. Với cái mẫu chân váy này thì không có quần bên trong nha mọi người, không có quần bên trong nha. AD10 này của em sẽ là 495.000 là cái giá gốc, nhưng mà ngày hôm nay sale cho các chị nhà mình chỉ còn 329.000 và em sẽ có 3 tông màu. Một tông màu xanh nhạt em đang mặc, một tông màu xanh đậm và một tông màu đen nha mọi người nha. AD10 mẫu chân váy, mọi người nhìn cho em cái form này. Ui cái này các chị chỉ còn phủ cho em một cáo thun trắng thôi. Một cáo thun trắng trơn thôi là đã đủ năng động mang cho em đôi sneaker nữa, là thoải mái mà tung tăng xuống phố luôn nha mọi người nha. Còn riêng cái này mình có thể mặc ở nhà như thế này cũng được này, rất là xinh. Ví dụ như là ở cho gia đình mình này, cho người thân, cho chồng mình, cho con mình mà gọi là ngắm mình xem cũng được ha, cực kỳ dễ thương. Còn cái áo này của em là bây giờ này, số lượng thì đủ bốn size nhưng mà nó không có nhiều á. Chiều nào mà đặt hàng nhanh tay lên giùm em. Em chào chị Phạm Nguyên nha, nãy giờ mới thấy chị. Rồi, bây giờ thì mình tranh thủ giùm em nè.
chia sẻ like cho em nha mọi người nha. Chia sẻ giúp em lên các trang hội nhóm. Cũng như là nếu mà các chị có thể chia sẻ thì trang cá nhân công khai giúp em tầm 3 đến 5 lần. Xong rồi mình vào đây mình comment giúp em là ngày hội săn sale rồi chia tan cho em tầm 3 người bạn vào để một lát nữa. Đủ 300 lượt chia sẻ thì em Như sẽ bắt đầu tặng quà. Với cái form chân váy này nè cả nhà ơi, mặc lên nó cưng lắm luôn á. Form chữ A thì mặc lên không bao giờ bị lộ khuyết điểm nha. Cho nên các chị yêu nhà mình yên tâm giúp em. 329.000 thôi AD10. Cái chân váy này của em nó thật sự chất zin rất là dày dặn luôn mọi người. Thành ra không có cần phải lấp ló. Tại vì cái này không có tung bay được cái form chữ A mà không phải là form xòe. Thành ra các chị cứ yên tâm. Cái nào ví dụ cần lấp ló tại vì nó mỏng quá hoặc là nó dễ bay á, thì cần cái quần hay là lấp ló bên trong. Còn riêng cái chân váy này của em rất là dày dặn cho mình luôn. Thành ra các chị mặc và yên tâm thoải mái luôn nha. Có thể là phối cho em tùy màu nào cũng đẹp luôn. Với cái tông màu đen này nè mọi người phối cho em như thế này cũng xinh nha. 329.000 tại vì các chị biết sao không? Chất liệu zin lúc nào giá nó cũng cao hơn. Và từ xưa tới giờ là hàng zin là có từ rất là lâu rồi. Cho đến ngày hôm nay là zin vẫn còn tồn tại luôn. Đúng không cả nhà? Trai, gái, già, trẻ em thấy là zin ai cũng mặc được hết. Thành ra các chị mua một cái áo, một cái quần thun thì nó giá nó cũng sẽ mềm hơn một cái quần zin rất là nhiều, đúng không cả nhà? Thì riêng ngày hôm nay với một cái chân váy riêng của em, thị trường thì em không cần biết là bao nhiêu, nhưng mà ngày hôm nay với nhà máy cái giá gốc là 495.000 á, là cái gọi là bình thường bán là đã mềm hơn so với thị trường rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay còn sale sập sàn thì các chị chỉ còn là bao nhiêu đây mọi người? 329.000 thôi nhá. Thì em nghĩ là các chị nên lấy cho em cái áo này 4 size nha mọi người. Chị yêu nào mà 60 cho đến 65 cân là tranh thủ lấy. Cái tông màu nâu tây này các chị mặc lên nhìn sang lắm luôn á. Đây này em xoay đằng sau cho các chị nhìn luôn. Nó đầy đủ size và cái size của nó rất là gọi là đúng với cái số đo của từng người một luôn. Cho nên các chị yên tâm, bên em sẽ có các bạn mà hỗ trợ tư vấn size số cho các chị yêu nữa. Cho nên sau khi mà em like là các chị có đơn, chưa có gửi đi liền đâu. Thành ra mình cứ yên tâm, vừa được tư vấn size, sau đó mình mua hàng thì mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nữa. Thì mình làm gì mà mình ngại ngần gì nữa mà mình không mua, đúng không nè. Bây giờ lên cho em Như liền là mã sản phẩm liền nha. Em thấy các chị comment rất là nhiệt tình nè. Áo nè, đúng rồi, áo có 139.000 nè mọi người. Rồi, 139 mà em nghĩ là có tới size XL. Bình thường là hình như là hôm nay là áo mà size XL thì rất là ít đó. Nhưng mà mẫu này size XL có nghĩa là cái size này gấp đôi cái size em đang mặc luôn á các chị. Tốn vải gấp đôi luôn, nhưng mà nhà máy vẫn lên với cái giá sale là chỉ có 139.000 thôi. Thì em nghĩ là phải nhanh tay lên giúp em S, M, L và XL giùm em. 4 size giá 139 mã sản phẩm AD9. Em nhận được thông báo là cái áo này em chỉ chốt được khoảng tầm là 15 chị cuối cùng thôi nha. 15 chị cho mã AD9 này giùm em nha mọi người. Em bắt đầu đếm số lượng nha mọi người nha. 15 chị. Cái này thì em có đúng một cái tông màu nâu tay này duy nhất thôi. Và nó sẽ có những cái đường gân gân lên nè mọi người. Rất là đẹp và cực kỳ sang luôn. Cổ cao, kiến cổng cao, tường như thế này. Mình mặc đi chơi, mình mặc đi làm công sở, văn phòng, thoải mái, giáo viên, giảng viên. Phối cho em có một quần tây nữa thôi là đủ lịch sự rồi. Còn mình đi chơi thì phối cho em cái chân váy này. Mình muốn nữa thì phối cho em một cái áo thun bình thường. Cái chị mua cả set như thế này là đã được free ship rồi. Tại vì hóa đơn của mình á, chỉ cần là trên 300.000 thôi là đã được free ship. Còn nếu không mình mua cả set này nè, mình về mình tách lẻ ra, mình mặc nó vẫn đẹp luôn nha các chị yêu nhà mình nha. Mình tách lẻ ra mình phối cho em cái chân váy, mình phối được các ngàn kiểu áo. Còn riêng với cái chất áo thun mà em nói chị nha, nó xịn sò tới mức độ mà kiểu như là nè, em kéo ra mọi người thấy cái form nó giảo ra đúng không? Nhưng mà em chỉ cần thả ra là cái form thấy nó ôm lại liền. Có nghĩa là cái chất liệu thun của nhà máy cực kỳ xịn sò luôn các chị nha. Và những cái đường sọc gân nổi lên rất là đẹp luôn. 139.000 cho 15 chị duy nhất nữa thôi chứ em không gọi nhiều. Sau đó thì em sẽ tranh thủ em chốt thêm cái quần này là chân váy này là mã AD10 cho em với ba tông màu nhá. Tông màu xanh đậm này, cái tông màu xanh đậm xong màu xanh nhạt với là tông màu đen là ba cái tông màu zin quá quen thuộc với chị em người Việt Nam chúng ta rồi. Kể cả là nước ngoài người ta vẫn đang mặc zin bình thường. Hàng zin là cái hàng mà gọi là từ trong nước ra tới ngoài nước, từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, ai mặc cũng được. Và riêng với mẫu chân váy này thì em nghĩ là độ tuổi nào mình cũng có thể mặc được hết các chị nha. Đó, ví dụ như các chị thích tối màu hơn, mình có thể lấy cho em tông màu đen nè. 329 một cái chân váy xịn sò như thế này nha mọi người, là có được free ship rồi đó. Là tính ra là nếu mà các chị mua cái chân váy này là đã được free ship rồi, thì tính ra là chỉ còn tầm 200 mấy 300 thôi đúng không mọi người? Quá ưu đãi luôn. Và chỉ có duy nhất trong line nha. Sau la là chốt với giá là 495.000 em này và không được free ship nha cả nhà ha.
Đây em thấy là chiếu gần xíu áo xíu đây. Em chiếu hết bao nhiêu camera, chiếu hết vào người Như nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái chất lượng ở cái gân này nó sẽ nổi lên rất là đẹp luôn. Và cái tông màu nâu tay này cực kỳ sang chảnh nha. Đó, chị nào ở Việt Nam mà muốn tay tay thì mình nên lấy cho em nha. Cái này là giống miền Tây quá chứ không phải là biết nó phải là tay nước ngoài không đây. Trời ơi, nhìn đẹp lắm mọi người. Tại vì ở đây thì có nhiều ánh đèn quá, nó chiếu gần quá. Không biết là mọi người thấy được cái gân vải của mình không nữa. Nó sẽ có nổi đường gân lên đó các chị, 139.000 là mọi người mặc vào mọi người cảm thấy rất là cưng luôn. Cái chất vải là form nó đi tới lên cho mọi người và nó gọn người, che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Em nghĩ là 139.000 mà mua được size lớn thì không có thể nào có được rồi đúng không? Huống chi là với cái màu áo mà AD9 này của Như. Rồi nhanh tay chốt đơn giùm em nè. AD9 em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều. Rồi khoảng tầm là 7 chị cuối cùng giúp em nha. 7 chị cuối cùng. Úi chị bé ngốc nè, hello chị bé ngốc. Chào chị nha, nãy giờ em mới thấy chị nè. Ngày nào nói chung là cứ chị nào mà bình thường tương tác với em Như nhiều á là em Như nhớ luôn á, cứ like nè. Mặc dù là không phải là like thường xuyên, mọi ngày nào cũng like, nhưng mà cứ lâu lâu like em thấy các chị tương tác là em nhớ tên của mọi người luôn. Và cứ thấy tên là biết là chị này là tương tác với mình hôm trước nè, kiểu như rất là nhiệt tình luôn. Rồi AD9 giúp em. Rồi cái chân váy của em là AD10 nha mọi người. Chân váy của em là AD10 nha các chị yêu nhà mình nha. 329.000 và em free ship cho mẫu chân váy này luôn. Nếu mà các chị mua cả set là đã được free ship rồi. Tại vì hóa đơn của mình mà trên 300.000 á là đã được free ship rồi nha. Ủa cái chân váy này mặc xinh quá. Thiệt sự luôn mọi người. Một cái chân váy siêu thần thánh, mặc cái gì cũng đẹp. Ngày hôm nay các chị không biết mặc cái gì, các chị nên lấy cho em cái chân váy này ra để mà phối đồ. Tại vì phối cái gì nó cũng xinh. Và em thấy là chị đã là chị phụ nữ thì nên có nha mọi người, đừng bỏ lỡ. Cái mẫu chân váy này là một cái mẫu quá hot hit và cực kỳ thần thánh rồi. Không thể nào mình thiếu sót được trong cái tủ đồ nhà mình nha mọi người nha. Em nói thật sự, riêng về những cái tông màu gọi là chân váy mà cơ bản basic như thế này, cái chị mặc bao nhiêu lâu nó cũng không bị lỗi thời, mặc bao nhiêu lâu nó cũng không bị hot, gọi là bị lỡ cái trend, cũng không bị phai màu, cũng không bị gọi là kén da, kén dáng, kén phố đồ gì hết trơn á. Thì mình nên sở hữu cho em ít nhất là một em chân váy như thế này. Tại vì em thấy là đa số hình như là chị yêu nữa, các chị nữ nào cũng có chân váy này hết trơn á. Mà giá nếu mà các chị mua hàng mà gọi là hàng thương hiệu, hàng cao cấp á, giá cực kỳ cao. Mà ngày hôm nay lên cho mình là có 329.000 thôi, mà còn là bao nhiêu cái gì, còn được là free ship nữa thì tính ra là quá ưu đãi luôn nhá. Rồi AD10 cho mã chân váy này giùm em sẽ xem là lượt chia sẻ của các chị là bao nhiêu rồi nè. Hiện tại là 185 lượt chia sẻ rồi các chị, thì lên cho em khoảng là 115 lượt chia sẻ nữa thôi nhá. Đó, 115 lượt chia sẻ nữa là em sẽ bắt đầu tặng quà cho mình luôn. Đó, gần 200 chị đang xem like, mình cố gắng mình ủng hộ em Như nha. Chia sẻ like giùm em. Còn bây giờ là khoảng tầm là 2 phút nữa em Như chuẩn bị qua tiếp mà sản phẩm cho mình nè. Chân váy này là AD10 giùm em. Còn áo AD9 rồi, 5 chị cuối cùng cho em nhé. 5 chị cuối cùng lên cho em mã AD9 với chiếc áo thun gân như thế này. Form tay dài và cổ cao nhưng mặt không hề bị nóng. Với cái chất liệu này có tông và có gọi là nó thật sẽ thấm hút mồ hôi cho mình rất là tốt luôn, chứ không phải là dày dặn đâu nha mọi người, yên tâm. Em mặc cái áo này vào em cảm giác người mình rất là thon và cực kỳ sang. Tại vì tông màu này nó tay tay rất là đẹp luôn nha các chị nha. Rồi 139.000 và 4 size S, M, L với L. Em sẽ chốt mỗi size tầm 1 chiếc nữa, có nghĩa là tầm 5 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay lên giúp em nha mọi người nha. Rồi lên đơn cho em là AD9 nè. Hiện tại là em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều, nhưng mà số lượng của em thì không còn nha mọi người nha. Chị nào chưa đặt hàng thì nhanh tay giùm em. AD9 với mã áo, còn vừa chân váy của em là AD10 nha mọi người nha. 329.000 chân váy được free ship toàn quốc với 3 tông màu, màu đen, màu xanh nhạt và màu xanh đậm giúp em Như. Còn màu áo này là chỉ có đúng một tông màu nâu tay duy nhất thôi, với giá là 139.000 em áo này nha mọi người nha. Rồi bây giờ em Như xin phép trời qua mẫu cho mọi người luôn ha. Ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua một mẫu mới cho chị mình nhé. Hiện tại thì đang rất là nhiều cái concept rất là xinh ở phía sau chờ các chị nhà mình nữa. Nhưng mà các chị nhà mình ơi, hiện tại này em Hoài thấy lượt chia sẻ mình chưa có cao đâu ạ. Là mình có thể hỗ trợ Hoài và Như chia sẻ cho Hoài và Như thật là nhiều nhé. Rồi ok, để Hoài xem nào. Để Hoài xem lượt chia sẻ của chị nhà mình là bao nhiêu. Để Hoài xem nào. Hiện tại
Hoài sẽ vào mắt. Mạng của em đang hơi bị chậm một xíu đấy, các chị thông cảm giúp Hoài nhá. Các chị mình đang chờ cái set của em Hoài đang mặc thì chờ em một xíu ha, tại vì chắc chắn là sẽ không làm các chị mình thất vọng đối với set của Hoài đang mặc đâu. Hiện tại là mới có 187 lượt chia sẻ thôi, đang hơi thấp các chị yêu ơi, là Hoài chưa có tặng mini game được. Vậy các chị mình đẩy cho em Hoài 200 lượt chia sẻ đi, tặng lên 200 lượt chia sẻ đi, mà Hoài sẽ có thể là tặng mini game trước cho các chị mình luôn nhá. Rồi mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc này, bây giờ Hoài sẽ lên ngay mã sản phẩm cho mình, sẽ là AH1 các chị mình nhá. Áo của Hoài đang mặc là AH1, mẫu này mình sẽ có hai màu để các chị săn, đó là màu xanh này và màu da các chị mình nhá. Mức giá giảm của em này chỉ còn cho mình đó là 129.000, trong cái đó giá gốc là tới 275 ạ. 275 giảm giúp còn 129.000. Áo Hoài sẽ có hai tông màu để các chị nhà mình cùng săn cùng em, đó là màu xanh và màu da. Màu xanh thì Hoài đang có cho mình đó là size M và size L, còn màu da thì còn duy nhất là size L thôi. Kiểu này là cũng hơi buồn các chị, em Hoài lại tưởng là mẫu này còn đầy đủ size cơ, nhưng mà cái em này là một cái mã sản phẩm gọi là lại lỡ lẻ size rồi. Nhưng mà bù lại Hoài sẽ lên cái mã chân váy cho mình với mức giá đó là 239.000. Mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AH7, với mẫu này thì mình sẽ có đầy đủ size các chị nhá. Chân váy thì Hoài tớ có tận cho mình đó là 3 màu ạ. Chân váy Hoài đang có 3 màu nha các chị yêu nha. Đây là mẫu áo này, hai màu, màu xanh Hoài đang mặc và cái tông màu trắng, màu da. Còn đối với chân váy thì Hoài đang có màu cam, màu hồng và màu xanh. Hồng, cam và xanh với mức giá cho em Hoài đó là 239.000. Và em này lên chất liệu cho mình là cô tông và đang có đầy đủ size để các chị mình săn đấy ạ. Tầm 65 cân đổ lại là mình sẽ mặc vừa mẫu này. Và chị yêu nào đang quan tâm set của em đang mặc thì nhanh tay chốt đơn nhá. Ui, cái màu cam của Hoài đang mặc và cái mẫu áo xanh này Hoài thấy rất là hợp với nhau đấy ạ. Rồi cái mẫu này các chị mình này, bây giờ Hoài sẽ giới thiệu sâu về cái sản phẩm cho các chị mình nhá. Thực ra không phải là mẫu này mặc lên da bị ngâm đâu, mà tại vì các chị mình nhà em đang muốn là chỉnh cái sản phẩm, gọi là chỉnh ánh sáng của sản phẩm á, để cho nó đúng nhất với khi mà các chị mình nhận được. Nên là ví dụ như nhìn da của mình nó sẽ ngâm hơn một xíu, nhưng mà em này á, mặc ở ngoài da sẽ không ngâm. Tại vì Hoài quyết định là thà mà để da mẫu ngâm, nhưng mà không muốn là kiểu như là để cho sản phẩm nó bị lệch màu đâu các chị ơi. Hoài muốn là các chị mình này xem ở trên livestream thấy sản phẩm mà đúng màu rồi ra ngoài mình nhận y chóc như thế sẽ đẹp hơn, hài lòng hơn rất là nhiều các chị nhá. Còn nếu như mặc ở ngoài thì chắc chắn là nhìn nó sẽ không bị ngâm đâu, da em Hoài ngâm nhưng mà nó cũng không phải là mặc sản phẩm lên nó sẽ bị ngâm nhiều được các chị nhá. Rồi bây giờ Hoài sẽ giới thiệu sản phẩm kỹ hơn để các chị mình săn. Rồi Hoài sẽ bỏ chân váy qua đây và mình sẽ giới thiệu trước cái mẫu đấy các chị mình nhá. Hoài sẽ giới thiệu trước mà áo, tại vì áo đang có một cái mức giá giảm rất là mềm, chỉ có 129.000 à. Rồi mẫu áo cho em Hoài này, em áo cổ đổ các chị mình nhá, rất là sang. Cổ đổ thì Hoài thấy là một cái form áo cực kỳ sang cho em Hoài luôn. Và em này á thì nó không có kiểu bị như là hở ngực này, sát nách cho em rất là mát và cực kỳ phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè. Áo lên cho Hoài một lớp và chất liệu cho em là lụa các chị mình nhá. Em áo lụa với mức giá cho em Hoài chỉ có 129.000 thôi. Và cái mẫu này chị em á, các chị mình có thể phối cho em Hoài với chân váy giống em đang mặc là chân váy dáng A hơi dáng đuôi cá nhẹ, hoặc là mình có thể phối với chân váy bút chì, hoặc là form quần cho em Hoài cũng rất là đẹp. Quần ống rộng này, quần jean này, quần suông cho em Hoài đều rất là xinh và mức giá cho em chỉ có là 129.000 thôi. Và các chị lưu ý giúp em là mẫu này đang lẻ size nên là mình phải thật là nhanh tay mới có hàng nha. Màu xanh em còn size M và size L, màu B thì Hoài chỉ còn duy nhất là size L cho mình thôi đấy ạ. Chân váy của em đang mặc thì là một cái chân váy gọi là dạng chữ A nhẹ và có thêm cái ưu điểm của mình đó là cái phần đuôi cá phía dưới. Chân váy có lớp lót bên trong, không phải là quần các chị nha. Em thấy là điểm đặc biệt của nhà Mark là chân váy luôn luôn có lớp lót bên trong, nhưng nhà em ít khi may quần. Thì thực ra là mỗi thương hiệu nó sẽ có một cái đặc điểm đặc trưng, nhưng mà em này thì nếu như mà may quần thì Hoài nghĩ là cũng không quá cần thiết. Tại vì những cái form nào mà quá ngắn thì nhà Mark mới may quần thì các chị nhà mình thôi nhá. Em này không có quần bên trong nha chị yêu nhá. Và form dáng cho em Hoài thì rất là xinh, nó cũng là kiểu dạng cô tông lụa. Các chị mình nó sẽ có độ rũ nhẹ trên Hoài, em thấy cực kỳ là dễ mặc và mặc lên rất là mát luôn. Đặc biệt là hai túi hai bên hông này thì là hai túi giả các chị nhá, không phải túi thật ha. Đường này em này là lên rã phần kiểu như là may vải đắp rã cho em Hoài rất là nhiều luôn, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh này, tốn rất là nhiều công sức và nhà em còn lên đường chỉ nổi, các chị rất là xinh luôn. Và cái mẫu này mình có thể mặc đi chơi, đi làm, kể cả đi tiệc cho em Hoài cũng được. Nếu tính ra cái nguyên sách của em Hoài đang mặc, em thấy nó rất là hợp nhau luôn các chị mình ơi, cực kỳ hợp nha. Mặc vừa dễ thương vừa kiểu như là cũng không kém phần nữ tính và sang trọng cho các chị mình. Mình chỉ cần phối cho em thêm phụ kiện nhá. Ví dụ như mình thích những cái phong cách như thế nào đấy, mình có thể phối phụ kiện khác nhau là tự nhiên sản phẩm nó sẽ thấy khác nhau ngay các chị yêu ạ. Nên là mình thích mẫu nào thì mình cứ nhanh tay chốt cho em mã sản phẩm kèm thoại cho Hoài trên cùng giờ comment nha. Rồi AD10, mẫu sản phẩm AD10 cho chị yêu, ok chị Thảo Chu luôn, em Hoài chốt mã lúc nãy cho mình nha. Còn mã sản phẩm Hoài đang mặc này AH1 cộng AH7 nha các chị nhá. AH1 cho em Hoài là 129.000, AH7 là 239.000 ạ. Lên à
không, cái này AH7 anh, cái này mới đổi mã đấy. Cái này là AH7 đúng rồi. Nên là AH7 đó chị mình ạ. Tại vì là hồi nãy là không có kịp lên cái mã AH2 nên là Hoài lên luôn mã AH7. Nhưng mà em thấy cái concept nó rất là hợp này. Tại vì là cái mẫu này thì đổi qua cái gọi là em đổi cái phong cách phối một xíu. Tại vì Hoài muốn phá cách hơn một xíu. Xíu nữa thì mình sẽ còn có, Hoài đang thấy là có quần jean các chị nha. Có quần jean ở trong cái livestream này nữa. Nên các chị mình chờ Hoài một xíu thì em sẽ lên quần jean cho các chị mình ạ. Hôm nay đa phần lên set các chị ha, nhưng cũng có xen kẽ váy cho các chị mình. Nên là các sẽ có đầy đủ tất cả các concept mà các chị nhà mình yêu cầu luôn. Hoài thấy rất là nhiều sản phẩm. Và các chị ạ, mình ơi, mình vẫn tiếp tục chia sẻ livestream giúp em nha. Nếu như được chia sẻ mình ok thì chắc là Hoài sẽ tặng mình quà mini game luôn để hâm nóng cái không khí này. Nhưng mà Hoài thấy là cái lượt chia sẻ của mình đang bị đứng ấy các chị ạ, mình lượt chia sẻ của mình đang bị đứng. Nếu các chị ạ, mình cố gắng là chia sẻ lên cho em thật nhiều nha. Em đọc lại mã sản phẩm này thêm một lần. À, các chị nhà mình chân váy em có 3 màu nha chị yêu nhá. Chân váy Hoài có 3 màu ạ. Đó là màu em đang mặc là màu cam này, màu hồng và tông màu tiếp theo cho em Hoài là tông màu xanh xám ghi. Em này á, nếu như chị nào mà thích kiểu như nữ tính một xíu, cá tính kiểu như nữ tính nhiều thì mình lựa màu hồng này, cá tính hơn mình mặc cho em Hoài màu cam. Còn nếu như mà thích nhẹ nhàng, gọi là tươi mà mới một xíu mình có thể mặc màu xanh. Ba cái tông màu này đều là cái tông màu Hàn Quốc hết các chị ở mình nhà. Mắt thì đa phần là đi theo tông màu nhạt thôi, nhà em không có đi qua cái tông màu quá đậm đâu. Cái màu cam này ở ngoài trong livestream thì có vẻ các chị nhà mình sợ tươi, nhưng mà Hoài thế ở ngoài là màu khá là trầm nha, không phải là tông màu quá tươi đoạn, nên là không có kén da và không có kén dáng của các chị ở mình đâu. Là chị nào mà thích mẫu này thì nhanh tay lên mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài nhá, chốt đơn ngay chị em sẽ chốt mẫu này thêm tầm 3 phút nữa thôi. Tại vì các bạn nhà mình ở kho gọi lên là em ơi áo đang gần hết hàng rồi, bây giờ chỉ tập trung chốt chân váy thôi nha. Chân váy sẽ là 239.000 chị yêu nhá. Áo cho em là 129.000 và em đang có cho mình đó là hai màu. À, màu B này thì Hoài chỉ có duy nhất đó là size L thôi. À size L thôi nên là chắc là Hoài sẽ cho nó ra phía sau. Chị nào mà thích mẫu đấy thì cần thì mình comment Hoài sẽ tư vấn cho các chị mình nha. Số lượng hiện tại thì siêu siêu ít, tại vì là bên kho cũng vừa gọi là các chị nhà mình nhắn tin qua rất là nhiều. Nhiều lúc các chị nhà mình thứ nhất là ở trên livestream bị ẩn comment này, và thứ hai nữa là khách rất là kiểu như là rất là dễ thương. Nhiều khách là không có comment trên livestream mà chụp màn hình gửi qua inbox trực tiếp cho nhà em để được chốt đơn hàng nhanh chóng. Thì các chị nhà mình nếu như mà mình muốn có đơn hàng trước thì mình cũng có thể là chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em nha. Tại vì là nhà Mark là một trong những thương hiệu gọi là bán hàng rất là lâu đời, các chị lâu năm rồi, nhưng mà hiện tại là ở cửa hàng này nhà em không có mở bàn cho các chị mình được, nên là nhà em mới quyết định là lên livestream thôi. Tại vì chắc chị theo dõi livestream của nhà em thì cũng mới xuất hiện vừa thời gian tới thôi. Và ở trong livestream thì bao giờ mức giá giảm của nhà em rất là mềm nha. Thứ nhất là các chị nhà mình được hỗ trợ phí ship khi mua hóa đơn trên 300k này. Thứ hai nữa là đó là mình có cái mức giá giảm trực tiếp cho em Hoài tới là dưới 70% cho em. Tất cả các mã sản phẩm hiện tại trong live thì đa phần là mẫu nào cũng giảm trên 50% cho các chị mình hết. Với lại những sản phẩm này là những sản phẩm rất là ít hàng nha. Rồi AH1 cho chị Nguyễn Thị Thúy Lan, ok chị yêu luôn ạ. Em Hoài lên mã AD9 cho chị yêu này. Các chị nhà mình, chị bé ngốc, ok chị yêu luôn. Các chị nhà mình thích mẫu nào là nhanh tay chốt đơn nha. Chị Nguyễn Thị Thúy Lan, ok chị yêu. Chị Linh Nguyễn ơi, nếu như mình muốn, ok chị AH1 cho chị Linh Nguyễn này. Các chị nhà mình mà muốn chốt được đơn hàng nhanh thành công và nhanh chóng nhất thì Hoài khuyên thật là mình nên để số điện thoại nha. Nhà em sẽ liên hệ cho mình nhanh hơn các chị yêu ơi. Để cho em mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài cũng được. Hoặc là không thì mình comment, không thì nhà em vẫn liên hệ cho mình. Nhưng mà Hoài sợ là cái tốc độ xử lý nó sẽ lâu hơn một xíu. Và hiện tại thì khi mà nhà em đang like, nhiều chị thắc mắc là em ơi không biết là cái khu vực của chị các em có ship được hay không. Thì hiện tại khi mà nhà Mark đang live thì chắc chắn là sẽ ship hàng được cho các chị mình, tùy vào khu vực nha. Có những khu vực nhà Mark không ship được thì khi mà nhà em mà tư vấn cho khách hàng thì em sẽ báo cho mình luôn. Có nghĩa là những cái khu vực mà đặc điểm, có nghĩa là nhà nước không có cho đi hàng, và những khu vực đó tùy vào cái quy định của nhà nước thì nhà Mark sẽ báo cho mình luôn, chứ không phải là kiểu như là vẫn chốt đơn nhưng mà không có đi hàng đâu các chị nhá. Các chị yên tâm giúp em, có khi mà có chốt đơn ok em đi hàng cho chị là chắc chắn là chị sẽ nhận được hàng. Còn nếu như mà đã không nhận đơn thì nhà em sẽ báo cho mình luôn nhá. Nên là các chị nhà mình cứ yên tâm. Tại vì hiện tại là ví dụ như Sài Gòn thì mình đang ở nằm trong thời gian giãn cách này, hoặc là Hà Nội, nhưng mà những cái tỉnh khác mình vẫn hoạt động bình thường. Khi mà ví dụ mình chưa có dịch còn như nào đấy thì mình vẫn có thể nhận hàng bình thường. Nhưng mà nói chung là để hiện tại mà để bảo vệ sức khỏe của mình thì Hoài nghĩ dù mình đang nằm ở tỉnh nào hay những khu vực an toàn cho đến mấy thì mình cũng nên hạn chế ra đường các chị mình nhá, để bảo vệ bản thân, gia đình và kể cả xã hội nữa. Nên là mình cứ mua online giúp em đi. Tất cả các sản phẩm của nhà em đều đi từ kho, và tất cả các kho thì các bạn nhà mình đã gọi là nằm trong cái khu gọi là ngoại bất gọi là sao nhỉ, ngoại bất nhập và nội bất xuất, các chị mình gọi là như thế nhá. Nên là mình không có sợ thứ nhất đó, là có virus này. Tại vì nhiều chị bảo là ủa em ơi đi hàng, ví dụ đi hàng từ Sài Gòn đồ sợ virus kiểu như là dính vào quần áo như nào. Không có đâu các chị yêu ơi, trước khi đi hàng này khử khuẩn cho các chị mình rồi, và tất cả các
xưởng của nhà em hay là kể cả là hệ thống công ty thì đã nằm trong công ty rồi và không có tiếp xúc với bên ngoài, các chị mình yên tâm nhá. Rồi ok, mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho mình 2 phút nữa thôi các chị nhá, 2 phút cuối cùng. Ui rồi, cái này kiểu như là cứ tám chuyện ngoài lề là view lại tăng các chị mình ạ. Ok, các chị mình tăng tiếp tục nào. Hoài sẽ chỉ còn cho mình 2 phút cuối cùng thôi chị yêu nhá. 2 phút cuối cùng để mình chốt cái mã sản phẩm của Hoài đang mặc và sau đó em Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu. Thực ra là cái này là một cái Hoài muốn nó giải bày với các chị mình thôi, nhưng mà tại vì là nhiều chị cứ sợ là tại vì Hoài đọc được rất là nhiều comment và cũng khá là buồn, để về các chị em mình bảo là ví dụ như đi hàng từ ở Sài Gòn về thì ai dám nhận các chị, nhưng mà thực ra nhà Mark có rất là nhiều kho nha. Nhà em có tới tận là 20 kho trên toàn quốc, có nghĩa là 20 chi nhánh trên toàn quốc thì sẽ có tổng cộng là 20 kho. Ví dụ như nhà em có chi nhánh ở Hải Phòng hoặc là ví dụ chi nhánh ở Hà Nội chẳng hạn đi, thì ví dụ khách ở Hà Nội nhà em sẽ đi từ kho Hà Nội, khách ở Sài Gòn sẽ đi từ kho Sài Gòn, và khách những tỉnh khác nhà em có những cái khu gọi là có những cái kho cửa hàng tại những khu vực đó thì nhà em sẽ đi từ khu vực đó luôn, các chị nhà mình yên tâm nha. Là mình chắc chắn vẫn nhận được hàng trong thời điểm hiện tại đấy ạ, với mức giá giảm siêu mềm chị em Hòa luôn. Với lại mua ở trên line ấy, thứ nhất là thời điểm này cũng rất là khó khăn với nhà Mark. Hòa nghĩ là các chị nhà mình cũng có nghĩa là các chị nhà mình, Hòa không biết là hiện tại là như thế nào, nhưng mà đối với hiện tại và nếu như mà tình hình dịch như thế này thì tất cả các doanh nghiệp đều phải là đứng trước kiểu là khó khăn hơn một xíu so với bình thường. Thì Hoài cũng rất là mong muốn là các chị đang xem livestream thì có thể hỗ trợ nhà Mark này, mỗi chị một đơn hàng nha. Coi như là ủng hộ thời gian qua giúp Mark, tại vì là cái thời điểm hiện tại thì nhà em đã trợ giá cho các chị rất là nhiều rồi, giảm tới 50-70% tất cả các sản phẩm ở trong live cho các chị luôn. Nên là mình nhớ là yêu thương nhà Mark thì cho em Hoài xin mỗi chị một lời chia sẻ này, và mỗi chị cho Mark một đơn hàng dù là chỉ từ 89k hôm nay thôi. Hoài vẫn còn cái mã sản phẩm gọi là siêu hot ở trong livestream, là mình không rời khỏi livestream nha chị yêu nhá. Rồi mẫu này hiện tại Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm thêm một lần nữa và chắc là Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu nhé chị yêu ha. Mã sản phẩm này ok, chị Linh Nguyễn Hoài chốt AH1 cho mình ạ. Áo AH1 Hoài có hai màu, màu xanh và màu be. Mức giá chị em Hoài chỉ là 129.000 thôi chị yêu nhá. 129.000. Rồi mẫu cho em Hoài này, em chân váy đây chị em Hoài. Mẫu cho em Hoài sẽ là AH7 chân váy 239.000. 239.000 thiếu nhá. Lên ngay mã sản phẩm kèm cho em Hoài. Và em này chân váy thì đang có đầy đủ size. Ok các chị em mình ơi, bây giờ chắc Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới và mình ngắm lại cái form set này giúp em. Một cái set gọi là Hoài cũng không muốn qua các chị em mình, tại vì mặc lên rất là xinh. Màu sắc cực kỳ ngọt nha. Hoài là thích những tông màu nổi này các chị mình. Em không thích quá tông màu quá trầm tại vì da em ngăm ấy. Các chị em mình đừng sợ là da ngăm thì là phải mặc màu be, màu trắng, màu đen nha. Da ngăm cứ mặc màu nổi lên cho em Hoài, mà đừng có nổi quá là được, gọi là những cái tông màu nổi nhưng mà vẫn phải hơi nhu một xíu thì mặc lên rất là tây đấy ạ. Ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới cho các chị nhé. Rồi bây giờ em Như sẽ chuyển qua một cái set đồ trong nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha, nó sẽ thanh lịch hơn, rất là phù hợp cho những chị yêu nào mình đi làm này, văn phòng công sở này, giáo viên giảng viên, với một cái form chân váy rất là xinh, tông màu đen. Em phối chung cho mình một cái vải mà gọi là sẽ có ánh kim rất là nhẹ luôn nha mọi người nha. Cái vải này là sẽ có ánh kim với cái tay bao phồng, với cái phần ngực của mình nó sẽ rất là sẽ cách điệu lên cho mọi người ha, không quá hở đâu. Thì tại vì ở đây nó sẽ có những cái dây để mình thắt nơ chỗ này rồi, thành ra các chị cứ yên tâm mà chốt đơn với cái mẫu này cho em nha. Với chân váy này là sẽ có dây một cái đường nút mà nút chéo một bên như thế này nha, hai bên có hai cái nắp túi nè mọi người, để mọi người canh á, mọi người làm sao để cái này nó chéo chéo một bên, chứ này không phải là mặc lệch đâu nha các chị nha. Nhiều khi các chị không có thấy được hai cái nắp túi á thì các chị thấy được cái đường nút tụt, đó là em Như mặc lệch nhưng mà không phải nha. Còn bây giờ là em Như sẽ báo luôn. Ui em thấy cái áo này có vải đẹp quá các chị ơi, để em xem là mẫu này em Như áo là sẽ có hai tông màu cho các chị, và chân váy cũng vậy luôn nha mọi người nha. Áo này em Như sẽ có hai tông màu luôn. Đây, ui cái vải này là đẹp lắm, em phải để lại gần cho các chị nhìn luôn á. Áo này là kiểu áo cut out rút dây nha mọi người. Cái chất của nó là polyester á mọi người, thành phần á, cái thành phần là polyester nè. Đó, mọi người thấy được cái độ ánh kim lên của cái vải không ta? Đây nè, thấy nó được độ chiếu sắp la lấp lánh á, rất là xinh nhá. Với cái tông màu đen và cái tông màu kem em đang mặc trên người, mã sản phẩm là mã AH3 giúp em Như. AH3 này giá gốc là 455.000 mà ngày hôm nay sale chỉ còn là 169.000 cho em áo này thôi mọi người. Còn chân váy em Như mặc này sẽ có hai tông màu luôn, một tông màu xanh này, cái tông màu xanh đang xanh ngọc quá các chị, với lại tông màu đen của em nhé. Mã sản phẩm là AH4, cái này là cũng 169.000 luôn. Vậy là tính ra là áo với lưng quần là đồng giá, áo với lại chân váy là đồng giá luôn á mọi người. Cái này không có quần bên trong nha các chị nha. Cái form này nó cũng sẽ hơi kiểu như là hơi ôm nhẹ nhẹ xíu này nè, chứ nó không phải là form xòe lắm đâu, thành ra các chị yên tâm giùm em. Bây giờ là để em xem, chắc là em like xong cái set này là em tặng quà cho các chị luôn.
Đó, em tặng quà cho các chị luôn, chứ em thấy là tại vì Facebook nó hơi bị đứng á các chị. Nó bị đứng là cái lượt chia sẻ quá, thôi em tặng luôn cho các chị nha, cho nó khuấy động chương trình. Rồi bây giờ nè, lên cho em là ngày hội săn sale, chia sẻ like với lại comment nhiệt tình lên giúp em nhé. Sau khi em like xong cái set này, em sẽ tặng luôn một phần quà là một cái chiếc áo hai dây như thế này cho các chị yêu nhà mình luôn. Chị yêu nào may mắn thì bây giờ mình muốn may mắn á, mình phải comment nhiệt tình lên giúp em, chia sẻ like nè, tag bạn bè vào, rồi mình chấm mày nhiệt tình tương tác tốt với em Như nha. Sau khi em like xong set này, em chốt thêm vài chị nữa là em sẽ tặng quà cho các chị yêu nhà mình luôn. Còn bây giờ các chị yêu ơi, lên cho em liền là AH3. Cái áo này đẹp lắm các chị, riêng về cái mẫu này em thấy là mình không những đi làm, đi chơi được, mà em thấy đi tiệc tùng cũng xinh nữa. Thế áo phía nó gọi là nó sẽ rất là cách điệu các chị ha, rất là cưng, nhưng không quá hở hang, cho nên mình yên tâm giùm em nha. Cái này là sẽ có dây kéo khóa đằng sau luôn nha, mọi người yên tâm giùm em. Hai bên có hai cái nắp nè, mọi người thấy không nè. Đó, cái tông màu xanh thì mọi người nhìn nó sẽ rõ hơn cái chi tiết hơn nha mọi người nha. Ủa, cái vải này rất là đã luôn á. Bên trong có làm lót lớp lụa này cho các chị nè. Đó, có lớp lụa này thành ra mình mặc lên rất là mát chứ không có bị nóng. Các chị yên tâm chốt đơn liền cho em Như. Màu xanh ngọc này mặc lên nhìn xinh lắm luôn á. Kiểu như là nó đẹp, nó sang và nó cực kỳ trẻ trung, cho nên mình yên tâm giùm em Như nha. Chân váy em đang mặc bao nhiêu? Vậy chị Thuyền Thanh ơi, chân váy em nó mặc là 169.000 luôn nha chị ơi. AH4 giùm em Như nha. Đây để em đọc comment. Rồi em thấy nhưng mà chưa đọc cái nó bị mất tiêu rồi. AH4 giùm em nha mọi người nha. AH4 là mã chân váy của em với giá 169.000. Cái giá gốc của chân váy này là 395.000, có nghĩa là bình thường là gần 400.000. Mà ngày hôm nay sale cho chị luôn, làm áo cũng 169 mà chân váy cũng 169 luôn. Đó, thành ra nếu mà chị nào mà mua cả set của em đang mặc trên người á, là các chị là được free ship luôn nè. Sau khi mình mua cả set về, mình phối cái này mình mặc đi làm. Em nói thật sự các chị mặc cái set này mà đi làm là thành hot girl. Gọi là ho, gọi là gì ta, cái gì mà thanh lịch, hoa khôi công sở, đúng rồi, là trở thành hoa khôi công sở luôn các chị. Rất là đẹp nè, cực kỳ như là nhẹ nhàng tinh tế nha mọi người nha, nhưng rất là sang. Không ai nghĩ các chị mua cái áo này 169.000 đâu các chị ơi, yên tâm giùm cho em. Với cái tông màu, à em nói luôn là cái này em sẽ còn size cho mình nha, S, M và L luôn. Thành ra các chị nào mình chưa có chốt hàng á, mình tranh thủ mình lên đơn sớm giùm em. Cái màu xanh ngọc này đẹp ha các chị ha. Màu xanh ngọc, màu xanh biển á, nhưng mà màu xanh biển, màu xanh dương thì nó sẽ là bình thường nhiều sản phẩm rồi. Riêng cái màu xanh ngọc này em thấy nó rất là sang. Đây này, em phối chung với một kiểu như là phối chung với lại cái áo mà em đang mặc nó cũng hợp nữa. Cả vì cái áo em đang mặc là nó màu kem á mọi người, kiểu màu kem da da này nó cũng xinh nè. Đó, nó rất là nổi bật. Thay vì bình thường các chị phối cái màu đen quá nhiều rồi, ở nhà mình có quá nhiều chân váy màu đen, đặc biệt là những chị mà đi làm văn phòng công sở thường hay có chân váy màu đen nhiều lắm. Nhưng mà những cái chân váy màu khác thì các chị sợ là mặc lên nó không có đẹp, hoặc là không biết phối làm sao, thì đây các chị, một tông màu xanh ngọc ngày hôm nay lên cho các chị 169.000 như thế này, đẹp không cả nhà. Lên cái tông màu không quá chói, không quá trầm, vừa gọi là đủ thu hút ánh nhìn, vừa không quá nổi bật nhưng mà sẽ làm sao xuyến biết bao nhiêu con tim nha. Mặc cái này vào nhiều khi là giám đốc không bao giờ cho công ăn việc làm luôn, cứ ngồi đó mà ngắm luôn á các chị. Đó, cứ ngồi đó mà ngắm là khách vô là cứ chốt đơn là hợp đồng là ký từ đầu tới cuối giờ luôn, không cần phải bàn bạc gì luôn. Thiệt sự đẹp quá, nhìn cưng quá mọi người. Đâu nghĩ 169.000 mà đừng, các chị bây giờ các chị có nói các chị mua 169.000 cũng không tin nữa. Mình mua hàng, mình phải gọi là cái giờ bây giờ các chị nói mua 400.000 là chuyện bình thường. Tại vì riêng về cái này là giá gốc của em là gần 400.000 rồi ha. AH4 cho em Như liền 169.000, còn áo là AH3. Cái vải này không biết là mọi người thấy được cái độ sáng sáng không ta. Nó sẽ có ánh kim á mọi người nha. Đó, nó sẽ phát sáng, nó tỏa ánh sáng ra. Đó, không phải mặt trời nhưng mà vẫn chói chang là đây nè mọi người. Rất là cưng. Em rất là thích cái phần cách điệu ở cái phần cổ áo á các chị. Em rất là thích tại vì nó kiểu như là hơi quyến rũ một xíu nhưng mà không có quá là hở hang nha. Vừa đủ cho các chị em mình. Đây, các chị nhìn nè. Cái phần áo thì màu đen thì các chị sẽ không nhìn rõ bằng với cái tông màu kem này.
nhưng mà nó sẽ có cái dây nơ để mình thắt lại như thế này, rồi cái phần ngực của mình nó sẽ có độ nhúng nhúng nữa, nó siêu hách dáng cho vòng một của mình luôn, cực kỳ tôn da đó. Nó chỉ có nguyên cái chỗ này nó khoét, gọi là khoét cách điều một xíu thôi, chứ tay của mình là cũng là tay dài, cổ của mình là kiểu cổ vẹt đó các chị ha, mặc lên rất là cưng rồi, thành ra các chị yên tâm mà chốt đơn liền cho em Như nha. 169.000 cái áo này siêu xịn sò. Riêng về cái mẫu này các chị không bao giờ mua hàng cao cấp với lại thương hiệu này ở đâu có đó mọi người ơi. Ui cái áo này đẹp quá, giá gốc tới 455.000 lần các chị. Đó, thành ra mình không thể nào mà bỏ lỡ được đúng không nè. Một em áo kiểu rút dây như thế này rất là xinh. Cái vải nó rất là mê. Ủa nó mềm, nó mịn mà nó rất là mát nha, không có bị nhăn luôn nè các chị. Không có bị nhăn, 169.000 giùm em Như. Rồi, nhanh tay chốt liền giùm em nha mọi người nha. AH3 kèm màu, kèm số điện thoại, rồi em thấy đơn của các chị luôn, lấy luôn hai màu. Em thấy các chị là lấy luôn hai tông màu luôn á các chị, đúng luôn á. Riêng về màu áo này các chị nên lấy hai màu cho em, tại vì sao? Ngày hôm nay mình mặc màu kem, ngày mai mình phối với mặc màu đen nó cũng đẹp nữa. Mà nếu mà các chị đã lấy hai màu là các chị đã được free ship rồi đó mọi người nha. Đó, em xin chúc mừng các chị đã lấy được hai màu. Tại vì hàng sale mình nhanh tay mình lấy mới còn cái size số, còn cái hàng mà mình mong muốn. Chứ nhiều khi các chị chốt đơn chậm quá. Mặc dù là em vẫn nhận đơn tới sau 12 giờ đêm nay, nhưng mà còn hàng thì chốt, chứ hết hàng thì em đâu có hàng đâu mà em chốt cho các chị. Bây giờ là mình thích là mình phải nhích liền cho em một hàng nút điểm xuyến ở phần bên này rất là xinh nha. Hai bên có hai nắp nha. Cái này là hai cái nắp túi thôi chứ không có túi nha mọi người nha. Với cái tông màu là một tông màu đen là quá dễ mặc và dễ phối đồ. Và một màu xanh ngọc của em rất là say nha. Cái màu này nhìn nó sang xịn mịn gì đâu các chị yêu nhà mình ơi. Mà cũng có 169 ngày hôm nay váy đồng giá đồng áo luôn mọi người nha. Ủa nhầm, áo với nhà váy đồng giá với nhau nha mọi người ha. Rồi bây giờ nè, em sẽ nhanh tay em chốt thêm cho các chị yêu nhà mình tầm 2 phút nữa rồi em tặng quà luôn cho mọi người nha. Chị nào chia sẻ like giùm em kiểm tra thử là có chị nào chưa chia sẻ không nè. Phải chia sẻ cho em ít nhất là 3 đến 5 lần trên các trang hội nhóm chế độ công khai nha mọi người. Tại vì nếu mà khi mà các chị lỡ mà các chị có trúng á, thì bên hệ thống á, em sẽ nhờ bên hệ thống kiểm tra cho em, là phần mềm kiểm tra cho em là các chị có chia sẻ hay không. Là vào xem thử các chị chia sẻ, mà ví dụ như chia sẻ có một lần à, thì em cũng, tại vì khi các chị chia sẻ một lần là nó đã hiển thị lên là người chia sẻ rồi. Thì ra những chị mà chia sẻ nhiều quá thì lại thiệt thòi cho các chị quá, thành ra em sẽ hủy đơn nha, để em tặng cho những chị khác các chị ha. Còn bây giờ này mọi người, em sẽ chốt áo này khoảng tầm là 5 chị cuối cùng, và chân váy này cũng khoảng 5 chị nữa nha mọi người. Ui cái chân váy này các chị lấy nhiều lắm luôn á, AH4 của em nè. Chân váy này xinh lắm nha, mặc lên không có bị lộ bụng á các chị. Form nó kiểu như là form chữ A á, hơi A nhẹ một xíu nha, hơi A nhẹ một xíu. Đi làm đi tiệc tùng gì cũng xinh nữa đây. Có 169.000 nè mọi người ha. S, M và L dùm cho em Như, tông màu xanh ngọc quá sang. Đây nè mọi người, ví dụ như cái tông màu da nè, cái tông màu kem với tông màu đen mình phối nhau là quá basic rồi. Các chị lấy cái tông màu kem của em, các chị phối chung cho em cái tông màu xanh này vào. Ui ôi nó rất là đẹp. Kiểu cảm giác nó rất là tươi, nó rất là trẻ trung, nhưng không quá chói lóa nha mọi người nha. Rất là sang xịn mịn luôn. Có 169 nè, rồi lên đơn cho em là AH4. Còn áo của em cái màu ở ngoài đẹp lắm. AH4 của em là mã chân váy, áo là AH3 dùm cho em Như nha. Áo là siêu xịn sò. Cái kiểu này là từ bữa tới giờ là chưa có like bao giờ luôn á. Cái áo kiểu này từ bữa giờ là chưa like bao giờ. Thành ra chị yêu nào chưa chốt rồi nhanh tay dùm em. Ngày hôm nay là số lượng không có nhiều đâu mọi người, tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Bây giờ trong lúc này em sẽ kiểm tra lại xem các chị có chia sẻ đủ chưa nè. Rồi 203 được chia sẻ rồi, em Như xin phép tặng quà luôn cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Bây giờ em sẽ dành khoảng 30 giây cho những chị nào mình chưa chia sẻ, chưa tan bạn bè, chưa comment ngày hội săn sale thì mình nhanh tay giùm em. Em sẽ đếm ngược cho mọi người nha. Rồi, em sẽ đếm ngược 5 giây giống như bình thường. Chị yêu nào là cái người hiển thị lên cuối cùng thì là sẽ là người trúng thưởng, với điều kiện là có chia sẻ, có tan bạn bè và có comment mã là ngày hội săn sale. Nếu như chị nhảy lên cuối cùng nhưng mà không đúng với lại cái cú pháp thì em sẽ hủy và em đếm lại, em tặng tiếp cho người khác nha. Cho nên bây giờ này mọi người ơi, chuẩn bị nha mọi người. Cúp này là tập trung vào giúp em nha. Cúp này là tập trung để em tặng quà cho mọi người luôn nè. Rồi, em sẽ đếm ngược nha. Bây giờ em thoát ra trước nha mọi người nha. Em thoát ra trước nha. Em đếm ngược nha mọi người nha. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Em sẽ nhấn vào
em thấy chị Nhung Trương là người hiển thị lên cuối cùng nè. Đó, cuối cùng lướt lên không thấy ai hết, thấy chị Nhung Trương nè. Có chia sẻ like, có tan bạn bè, thả tim quá trời luôn. Đây em sẽ nhờ hệ thống kiểm tra thử là chị Nhung Trương có chia sẻ đủ chưa ha. Rồi, ok, em thấy chị Nhung Trương có chia sẻ rồi nè. Vậy là chị hợp lệ nha. Em sẽ tặng cho mình một chiếc áo này, chúc mừng chị Nhung Trương nha. Rồi chị Nhung Trương vẫn còn đang trong live stream thì mình chấm bài lên để hệ thống nhận diện là mình là một cái nick thật á nha mọi người nha. Phải gọi là tặng quà cho nick thật, không phải là nick ảo. Thì cái chị cầm comment lên giúp em để em xác nhận cái nick mình là nick thật nha. Comment lên em là vẫn còn đang trong live và inbox giúp em để mà sở hữu cái phần quà này. Các chị sẽ không tốn bất kỳ một chi phí nào, kể cả là tiền ship. Chỉ cần ở nhà và nghe điện thoại ra nhận hàng giúp em thôi nha mọi người nha. Rồi em xin chúc mừng chị Nhung Trương đã được tặng một em áo 2 dây có Thunder crop top như thế này. Rồi nhanh thủ inbox giúp em Như nha. Rồi một lát nữa em Như sẽ tiếp tục tặng cho các chị cái phần quà nữa. Phần quà đó chính là một em áo lụa 2 dây và có Thunder như thế này luôn. Đó, mới đây là kiểu như là một em áo thun crop top đúng không? Thì bây giờ em chuyển qua em tặng tiếp một em áo lụa. Khi mà các chị lên cho em đủ 400 lượt chia sẻ nha, 400 lượt chia sẻ em tiếp tục tặng quà. Phần quà vẫn còn nha mọi người. Và đến cuối live stream ngày hôm nay em vẫn có một món hàng sale tới 70% là giá tầm 89k thôi nha mọi người nha. Cho nên ở lại cuối live với em Như. Còn bây giờ thì em Như xin phép là giới thiệu lại cái mã sản phẩm em Như đang mặc trên người cho những chị yêu nào mình mới vào sau, mình nghe lại giúp em rồi mình chốt đơn nha mọi người nha. AH4 cho em nè, ok nè, em thấy đơn của các chị nha. Em cảm ơn ạ, em cảm ơn chị Nhung Trương nha. Em thấy chị rồi nè, em cảm ơn Như, cảm ơn chị. Rồi, AH3 là mã áo dùm cho em với hai tông màu đen và tông màu kem giúp em Như. Với giá gốc là bao nhiêu đi mọi người ơi? 455.000 mà ngày hôm nay sale cho mọi người còn 169.000. Và chiếc váy của em với giá gốc là bao nhiêu? Gần 400.300 mấy mọi người. Sale cho mọi người chỉ còn là 169.000 luôn nha. Ui, cái màu xanh ngọc với cái màu đen quá tuyệt vời. Thay vì các chị đã quá nhiều màu đen, chuyển qua liền cho em cái tông màu xanh ngọc này liền. Nó trẻ trung mà nó sang hơn nhiều. Và các em đã vào ở ngoài cái màu nhìn nó đẹp hơn. Tại vì ở trong live nhiều khi em thấy nó đậm quá. Ở trong ở ngoài nó đúng là màu xanh kiểu là ngầu ngọc bích luôn á các chị ha. Rất là đẹp. Và còn 3 size F, M và L nha. AH4 là chân váy 169, áo là AH3 169.000 giùm em luôn. Cái áo của em là có cái hà gọi là nó có độ ánh kim lên đó mọi người. Nó sáng sáng nhẹ lên rất là xinh nha. Phần kiểu như là khoét ngực như thế này rất là cưng nha mọi người ha. Rồi bây giờ em Như xin chuẩn bị là qua mã nha. Còn chiều nào mình muốn chơi game mình cứ comment đúng cái cú pháp ngày hội săn sale, chia sẻ like ít nhất 3-5 lần chế độ công khai giùm em vào các trang hội nhóm hoặc là trang cá nhân trong khai. Sau đó comment ngày hội săn sale, tan thêm cho em 3 người bạn vào. Một lát nữa đủ 400 lượt chia sẻ em Như sẽ tiếp tục tặng tiếp cho mình một cái phần quà, đó chính là chiếc áo lụa 2 dây nha. Còn bây giờ thì em Như sẽ chuẩn bị qua mẫu cho mình luôn nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua một mẫu đầm khác siêu xinh cho các chị mình với mức giá giảm cũng rất là mềm cho các chị yêu của em nha. Mẫu đầm của Hoài đang mặc sẽ là AH5 các chị yêu ha. Đầm này hiện tại thì Hoài đang có cho các chị nhà mình đó là size S và size M thôi. Nó tầm cho em Hoài 55 cân. Thực ra thì đầm này đầm suông, Hoài nghĩ là 60 cân mình vẫn có thể bon chen được size M nha. Tầm 60 cân đổ lại mình sẽ mặc được cái mẫu đầm của em Hoài đang mặc với mức giá giảm cho em Hoài này. 425.000 giảm tiếp chỉ còn 199.000 thôi đấy ạ. Một chiếc đầm rất là xinh và thiết kế chim hoài form dáng A, bầu bì bon chen được, mặc đi chơi được, mặc ở nhà được, mặc đi làm được. Mà hôm nay mức giá chim hoài chỉ có 199.000 thôi, là các chị mình phải thật là nhanh tay nhá. Đầm này hiện tại Hoài đang có hai tông màu để các chị mình lựa chọn ạ. Đầm này Hoài đang có tông màu em đang mặc đó là tông màu be, các chị tông Hoài đang mặc là tông màu hồng và tông màu em đang cầm là tông màu be. Đấy các chị mà mình ơi mới ra tầm 10 phút thôi mà bây giờ vào là cắn lưới nói lại này các chị mình này. Em này đầm Hoài đang mặc là màu hồng nhá. Đầm em đang cầm là màu be. Form đầm cho em sẽ là form đầm cổ tròn, nhưng mà điểm đặc biệt của em đầm này thì nó sẽ có phần cách điệu ở trên phần phía cổ cho em Hoài để tạo cái điểm nhấn cho đầm, là kiểu may kiểu cách rất là dễ thương nhá. Phần cho Hoài sẽ là phần tay bồng và em này may theo kiểu dạng bí các chị mình, có nghĩa là bên trong này này nó sẽ phun cho em Hoài bên trong luôn, không có
có bao chun, nhưng mà em này sẽ là hai lớp bên trong, người ta hay gọi là tay bì, các chị rất là xinh, có độ bồng và form dáng A. Đặc biệt là đầm này của nhà MAC thì có sẽ kèm thêm cho các chị mình là hai túi hai bên nha. Em thì để ý là trước giờ đầm của MAC rất là ít khi có túi luôn, nhưng mà điểm đặc biệt của em đầm suông này sẽ có túi cho các chị mình mặc đi chơi được này, mặc đi làm được này, đi dạo phố được, đi chơi để ở nhà trên hoạt cũng rất là ok. Tầm này nếu như mà các chị nhà mình không có nhu cầu mình ra ngoài, mình có thể mua đầm này mặc ở nhà được các chị nhá. Ở nhà nấu ăn này, đi chơi trên Hoài đều rất là xinh đấy ạ. Là mình thích mẫu này thì mình nhanh tay chốt mã sản phẩm cho em Hoài, đó là AH5 kèm thoại nha. AH5 kèm thoại 199.000 nha chị yêu ha. Đầm xinh quá ạ. Chị Pi Lương ơi, xinh quá, cho Hoài một đơn hàng đi chị yêu ơi. Chốt cho em Hoài đó là AH5 kèm thoại nhá. Hoài nghĩ là tầm 60 cân đổ lại thì các chị mình vẫn rất là dễ mặc đấy ạ, không có bị kén đúng không các chị nhà mình, và vẫn còn size để mình dễ dàng lựa chọn. Thì chị nào quan tâm đầm này là phải chốt thật là nhanh tay, tại vì Hoài thấy một cái đầm mà 470 gần 500.000 mà giảm tiếp cho mình chỉ có 199.000 là một mức giá kiểu gọi là rất là ưu đãi mà nhà MAC mang đến cho các chị mình rồi, nên chị nào quan tâm đầm này là chốt luôn ha. Form phía sau giúp em Hoài này, các chị nhà mình xem cái phần bên cái mẫu này cho em Hoài á, là đắp rã hai mẫu các hai vải các chị mình nha. Có nghĩa là đắp rã hai mảnh ấy, có nghĩa là ở giữa này sẽ có một cái đường may chứ không phải là cắt liền đầm đâu, nên là form nó sẽ không bị gãy, và khi mà mình mặc thì nó cũng không có bị bùng ở phía phần trước bụng của mình ấy. Nên các chị nhà mình lên mã sản phẩm kèm họa cho em Hoài nhá. Rồi chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chốt mã cho em Hoài sẽ là AH5 kèm thoại 199.000. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số điện thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Đi chơi được, đi làm được, đi tiệc cho em Hoài được nha. Tất cả các size số của nhà em hiện tại thì đầm này sẽ có 3 size ML tầm 65 cân đổ lại mình mặc vừa. Nhưng mà đầm này Hoài đang hết size L rồi thì em nghĩ là tầm 60 cân đổ lại mình vẫn mặc vừa đấy ạ. Các chị nhà mình cần tư vấn mẫu nào thì mình comment Hoài sẽ tư vấn kỹ cho các chị mình nha. À, mình vẫn tiếp tục chơi mi game các chị yêu. Đây là cái mẫu áo lụa mà lúc nãy bạn ấy đã bảo là tặng cho các chị mình đúng không ạ? Đây áo lụa cho em Hoài này. Đây là mẫu áo lụa món quà tiếp theo. Nếu như lượt chia sẻ các chị nhà mình ok hơn một xíu, các chị nhà mình cố gắng là chia sẻ thật nhiều giúp em nha. Chia sẻ thật nhiều ạ. Tại vì là nếu mà chia sẻ thật nhiều giúp em thì khả năng mình nhận quà sẽ rất là nhiều đấy. Tại vì là hồi nãy thì bạn Như đã tặng cho các chị mình một mẫu áo dây rồi. Tại vì thời điểm hiện tại Hoài nghĩ là mình tặng áo thì vẫn là thiết thực các chị mình ha. Hoặc là nếu như lượt tương tác mình ok, Hoài có thể tặng voucher. Nên là mình cứ chia sẻ thật nhiều giúp em Hoài để em có sự tương tác thật là nhiều cho các chị mình nhá. Rồi các mẫu này cho em Hoài này chị yêu ơi, đầm này bầu bon chen được không? Được nha chị yêu nhá. Đầm cho em Hoài đang mặc thì bầu bon chen thoải mái luôn, tại vì cái form của nó các chị mình xem giúp Hoài này, cái form bụng rất là thoải mái. Và nếu như mà mình bầu bì á, bình thường mình mặc size S thì bây giờ mình có em bé mình có thể nhích lên một size đó tầm size M. Các chị nhà mình đi ra thị trường mua một chiếc đầm như thế này với chất liệu cho em Hoài kiểu dạng là KT các chị nhá. Em này là kiểu dạng KT mềm không phải là KT cứng, và em đầm này thì nhà em chỉ thiết kế một lớp thôi, khá là dày dặn và mặc khá là mát rồi. Vải thì rất là mềm. Các chị Hoài sợ là ví dụ khi mà Hoài giới thiệu KT các chị mình nghĩ nó sẽ là cứng ấy, nhưng mà em này không có cứng nha, vải rất là mềm. Chỉ có phần tay bì là sẽ lết cái hai lớp các chị nhỉ. Phần tay nhà em làm hai lớp, còn phần đầm thì sẽ chỉ là một lớp cho em Hoài thôi, nhưng mà rất là dày dặn. Đặc biệt thì điểm cộng của em đầm này Hoài thấy là có túi là cái điểm cộng cao nhất, tại vì là Hoài thấy những cái form đầm suông này có túi lên nhìn sẽ rất là xinh hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Hoài đang không có phối phụ kiện, nhưng mà nếu như các chị nhà mình có thể mang cho em Hoài một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh đeo chéo này, kết hợp cho Hoài một đôi giày bata không cần phải quá cầu kỳ mang cao gót hay gì các chị mình nha. Mang cho em Hoài một đôi giày bata, đội thêm một chiếc nón xinh xinh này, kiểu như nón vành tròn tròn các chị rất là xinh. Hoặc là mình chỉ cần để tóc hoặc cột tóc lên cho em Hoài kiểu như cùng một cái nơ băng đô đây thôi, là cái đầm này phải gọi là siêu đẹp rồi các chị, dễ thương cực kỳ luôn. Đó là cách mít mát mà Hoài đang suy nghĩ trong đầu. Còn nếu như các chị nhà mình đang có một cái cách mít mát nào đó dễ thương hơn, xinh hơn một xíu thì mình cũng có thể là trao đổi cùng Hoài trên livestream luôn nha. Rồi các chị Nguyễn Hồng Nhung, Hoài đang thấy đơn của mình này. Các chị nhà mình mà thích mẫu nào thì mình cố gắng là mình chốt ở luôn ở trong livestream, tại vì Hoài không chắc là khi tắt livestream thì tất cả các mã sản phẩm của Hoài và Như đang lên cho các chị mình sẽ còn hàng đâu ạ. Đầm này thì Hoài sẽ chỉ chốt cho mình duy nhất là 4 phút nữa thôi các chị nhá. 4 phút duy nhất để mình chốt cái đầm này thôi, và sau đó thì Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới. À, một cái mã sản phẩm mà Hoài thấy các chị nhà mình cũng rất là quan tâm thì Hoài sẽ giới thiệu cho mình cái mã áo dây này luôn. Tại vì cái mẫu áo dây là cái mẫu Hoài tặng đầu like, nhưng mà Hoài thấy khá là nhiều chị quan tâm và hỏi cái mẫu áo dây này ấy, thì Hoài sẽ mở bán cái mẫu áo dây này luôn các chị nhá. Một chiếc áo dây rất là dễ thương đúng không ạ? Cái mẫu này là Hoài đã mặc lên rồi và thực sự Hoài thấy nó rất là đáng yêu, và thực ra cái sản phẩm này không nằm ở trong danh sách bán của nhà em. Nhưng mà hôm nay Hoài vẫn quyết định là mang đến một cái mức giá sale giảm cực mềm cho các chị mình này. Tại vì là khi mà tặng quá nhiều chị không có được nhận quà, các chị kêu là trời bán cho chị đi, khỏi cần tặng luôn các chị nhà mình. Đấy nên là bây giờ Hoài sẽ quyết định là sẽ tặng bán sản phẩm nhá. Tặng thì đã tặng rồi, nhưng bây giờ mình sẽ mở bán luôn các chị ha. Mẫu này cho em Hoài chỉ cần lên mã cho Hoài là áo dây kèm dọa được nhá. Mức giá giảm từ 255 giảm tiếp còn 169 ngàn. Hoài đang có đầy đủ cho mình 3 tông màu ạ.
màu vàng tươi này, rất là ngọt ngào. Màu tiếp theo cho em Hoài sẽ là màu trắng. Và màu cuối cùng cho em Hoài sẽ là màu xanh xám nha. Màu xám này, màu trắng ạ, và màu cho em Hoài sẽ là màu vàng. Với mẫu này cho em Hoài, phần dây sẽ có tăng đơ, chất liệu lên cho em Hoài sẽ là dạng cô tông lụa các chị nhá. Sờ vào rất là mềm mịn luôn. Áo hai dây thiết kế cho Hoài đó là hai lớp các chị. Em này hai lớp. Phần phía dưới này em này sẽ là bo chun, và đặc điểm của em này bên hông sẽ có phần đan dây cho em này, rất là xinh luôn. Một cái mức giá siêu đãi. Và các chị nhà mình lưu ý giúp em Hoài là đợt này thì nhà mác luôn luôn là cuối live sẽ dành ra một vài phút cuối live, tầm 5 đến 10 phút để review tất cả các mã sản phẩm ở cuối live cho các chị nhà mình. Nên là chị yêu nào mà ví dụ mình đang săn sale của em Hoài này mà mình chưa có, kiểu như là mình đã vào sau rồi và bỏ lỡ một vài mã sản phẩm ở phía sau ấy, thì xíu nữa Hoài và Như gần cuối live thì em Hoài và Như sẽ tiếp tục là review tất cả các mã sản phẩm cho các chị em mình. Tại vì là Hoài sẽ chỉ còn tầm 3 cái concept cuối live các chị nhá, 3 cái concept cuối live nữa thôi là em Hoài và Như đã kết thúc cả live stream này rồi. Nên là các chị nhà mình nhớ là ở trong live stream cùng Hoài từ cuối, em Hoài và Như sẽ review lại và các chị em mình có thể là tham khảo tất cả các mẫu ở trong livestream với tất cả các mức giá luôn. Và Hoài vẫn còn cái sản phẩm 89k em chưa có lên đơn đâu các chị nhà mình nha, nên các chị chờ em một xíu nhá. Xíu nữa Hoài sẽ làm cái sản phẩm có mức giá siêu mềm cho các chị nhà mình luôn ạ. Rồi chị nào có thích đầm em đang mặc thì nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm AH5 chị yêu ha. Ok chị Cua Chi Pê Con, Hoài chốt mẫu AH3 cho mình này, AH3 cho chị yêu nhá. Em chốt đơn cho mình này, chị Hồng Anh em chốt đơn cho mình mã AH5 Hoài đang mặc. Chị Lệ Cẩm chốt AH5 này, chị Trương Mai Anh Hoài chốt AH5 cho mình luôn. Rồi các chị yêu ơi, đơn hàng vẫn đang lên liên tục và chị yêu nào cần tư vấn mẫu AH5 của Hoài thì Hoài chỉ còn vỏn vẹn cho mình đó là 2 phút cuối thôi nhá. Như đã hứa thì lúc này là 4 phút và 2 phút trôi qua rất là nhanh. Hoài chỉ còn 2 phút cuối thôi các chị ạ. Đây mình muốn xem form đằng sau đúng chị yêu ơi. Hoài quay form phía sau để mình xem nhá. 2 phút cuối cùng để mình chốt đơn và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu tiếp theo. Phía sau em vẫn còn rất là nhiều sản phẩm nên cố gắng qua mẫu thật là nhanh cho các chị ạ mình ạ. Rồi để em nào, để Hoài xem kiểm tra lượt chia sẻ mình thêm một lần nữa. Nếu như lượt chia sẻ mình đã ok rồi thì chắc là Hoài sẽ bắt đầu là mình sẽ tặng tiếp quà cho các chị nhá. Hồi nãy Như có đưa ra cái mức chia sẻ cho các chị mình không ạ? Hiện tại là Hoài thấy đang mới có 216 lượt chia sẻ thôi, nên là các chị mình cố gắng chia sẻ ít nhất cho em lên 400 lượt chia sẻ nhá, thì Hoài mới có thể tặng quà tiếp theo cho các chị mình này. Rồi màu áo dây chị yêu nhá. Màu áo dây kèm thoại cho em Hoài 169.000. Lên mã áo dây kèm số thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment. Rồi bây giờ mình còn một phút cuối thì Hoài sẽ giới thiệu lại tất cả cái mẫu màu của cái mẫu đầm của Hoài đang mặc nha. AH5 là mã sản phẩm đầm của Hoài đang mặc với mức giá cho em Hoài đó là 199.000 là mức giá giảm ạ. AH5 này Hoài đang có cho mình đó là màu be và màu hồng. Size số mình còn SM cho các chị mình đó là từ 50 tầm 40 cân cho tới 60 cân đổ lại, mình vẫn mặc vừa đầm này cho em. Form dáng suông, chất liệu cho em Hoài là KT mềm các chị em mình nhá. Đầm này cho em thiết kế có túi và form rất là dễ thương cho các chị luôn. Hoài đang cao 1m6 nặng 47 cân và em đang mặc size S của nhà mác các chị ha. Và đối với form này thì đối với 1m6 thì em đang mặc ở trên gối đấy ạ. Các chị nhà mình có thể trừ hao trên người em để có thể gọi là tự đo trên cái form dáng của mình, nó sẽ dễ hơn so với chiều dài đầm nhá. Em đầm này thì đa phần là mình sẽ mặc trên gối đấy các chị yêu. Chỉ là tầm 1m5 độ xuống thì sẽ mặc qua gối giúp em Hoài nha. Mặc đi chơi được, đi làm được, ở nhà được cho em Hoài. Lâu lâu bây giờ mình ở nhà nấu ăn cho chồng con này, em Hoài mặc cái mẫu đầm này vừa thoải mái vừa xinh các chị ha. Ok chưa ạ? Bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới nhé chị yêu nha. Các chị nhà mình chơi mi game thì mình vẫn tiếp tục comment cho em Hoài là ngày hội săn sale. Em cảm chị NT Thanh Thảo này mong nhận quà của Hoài và Như. Ok chị NT Thanh Thảo ơi, nếu như xíu nữa là chia sẻ mà tăng lên một xíu tiếp, Hoài và Như sẽ tiếp tục mở ra chương trình mini game cho các chị yêu nhá. Nhưng mà hình như Hoài nhớ chị NT Thanh Thảo hôm bữa mới nhận quà đúng ta, có chị yêu đã từng nhận quà của nhà mác chưa ạ? Cho Hoài xin lại một vài feedback nhá. Ok bây giờ thì Hoài sẽ để Như qua mẫu tiếp theo và mình sẽ săn những cái concept siêu mới và đảm bảo sản phẩm của Như sẽ bắt đầu tiếp tục nổ đơn với các chị mình đây ạ. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ em Như sẽ chuyển qua tiếp một cái set nha. Các chị biết không, cái chân váy mà em đang mặc trên người á là cái mẫu mới về tới nơi luôn. Mới về tới nơi đem lên trên này là em nói là ui thôi có mẫu mới thì lên luôn cho các chị nhà mình luôn nha. Cái xong rồi bảo là ui mẫu mới thì làm sao mà sale được, em nói thôi, tặng luôn cho các chị nhà mình đi ha. Thì thế là đã được lên theo như cái gọi là cái gọi kêu gọi của Như là cuối cùng cái chiếc váy thần thánh, mẫu em chân váy thần thánh của em Như đã được lên giá sale cho các chị nhà mình luôn nha. Bây giờ thì mọi người ngắm cho em liền cái chân váy này rất là xinh, với mã gì đây các chị ơi? AH
6 là mã áo, còn chân váy là AH7 giùm em Như. Với mã áo sản phẩm là một cái áo thun trắng nè, đơn giản áo phông nhẹ nhàng thôi. Cái chất vải thun này rất là dày dặn chứ không có bị mỏng nha mọi người. A6 này giá gốc 255.000 ngày hôm nay sale các chị chỉ còn là 119.000 thôi nha. Và cái tông màu áo này em Như sẽ có hai tông màu, một tông màu trắng và một tông màu xanh dương cho các chị. 119 là một cái mã áo này là giá tặng cho các chị, tại vì em thấy là nếu mà bình thường á là không thể nào mà lên cái áo mà gọi là cái chất thun mà nó dày dặn thế này cho các chị của nhà mát mà lên cái giá 119.000 đâu. Và bây giờ là em xin phép tặng mỗi màu thêm 10 chị nhé. Màu trắng 10 chị và màu xanh 10 chị với giá 119.000, mã AH6 giùm em nha. Đủ size S, M và L giùm em Như AH6 nha mọi người nha. Đây, AH6 hai tông màu. Cưng không mọi người? Rồi, với cái chân váy của em vẫn là tông màu xanh ngọc nha mọi người nha. Vẫn là tông màu xanh ngọc, em lên em phối cho mọi người đây. AH7 nè của em, một em chân váy mã mới với giá là bao nhiêu đi mọi người ơi? Rồi, giá gốc là 395.000 ngày hôm nay sale cho các chị em nhà mình luôn là bao nhiêu? 395.000 sale cho mình còn 239.000 luôn. Xuất sắc chưa cả nhà ơi? Phải nói là một cái giá quá sức là ưu đãi cho một cái mã mới vừa mới được tung ra cách đây vài phút thôi đó các chị. Em chân váy này là vừa tung ra cách đây vài phút, em lấy vò em like luôn cho các chị nhà mình. Like liền cho nóng đúng không cả nhà? Lên liền cho em AH7 và còn đủ size S, M và L mẫu mới là phải nhanh tay. Em không biết là chị nào sẽ là người nhanh tay sở hữu em này nhất với ba tông màu cho các chị nhà mình. Cái form của mình là kiểu form chữ A đuôi cá rất là xinh này các chị thấy không nè. Tông màu hồng này các chị, tông màu cam này và tông màu xanh ngọc giúp cho em Như với giá 239.000 thôi. Đẹp lắm mọi người ơi. Form chữ A đuôi cá này cả nhà, hai bên có hai cái nắp nha. Form này cực kỳ xinh. Dây kéo khóa đằng sau giùm em Như, chất liệu là cotton luôn các chị, mặc siêu mát mẻ và cực kỳ trẻ trung và cá tính luôn ha. Với cái form này các chị có thể mang cho em đôi sneaker cũng được, không nhất thiết là mình phải mang giày cao gót đâu. Mình đi làm, mình mặc văn phòng công sở cũng được, mình đi giảng dạy mà đứng trên giảng đường mình mặc cái váy này thì quá xinh đi các chị ha. Còn nếu mà mình ở nhà, mình đi chơi, mình đi tiệc, mình đi dạo đều được giúp cho em luôn. Rồi, lên cho em liền mà sản phẩm gì đây, AH7 nè. Rồi xuất sắc luôn chị xếp đây. Ok chị hình phương duy luôn, em chốt cho mình luôn nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đó, gọi là một cái tiếng đồ của nhà mát, nghe nào cũng thấy chị ít nhất là 1 đến 2 set mỗi lần mà live stream là cả tủ đồ chắc là của nhà mát thôi đó chị ha. Rồi, bây giờ này nhanh tay liền cho em 119.000 thì em nói luôn là AH6 cái áo phông này của em á, em chỉ dành tặng cho tầm 20 chị thôi, là mỗi màu là 10 chị thôi, chứ các chị mà chậm tay là em không có hàng để mà lên cho các chị đâu. Cái này là em sale, cái này là giá tặng luôn nha. Một lát nữa em Như còn lên cái giá sale là 89.000 là một cái deal. Một cái deal sốc, cực kỳ sốc cho ngày hôm nay luôn. Cho nên mọi người đợi em một xíu nha. Rồi bây giờ này em chốt nhanh cho mọi người. AH6 là mã áo, còn chân váy AH7 này là mẫu mới nha mọi người. Chân váy này là mẫu mới, chị yêu nào mà chậm tay là hết nha. Rồi em chào các chị mới vào này, chị nào mình mới vào mà mình vẫn muốn chơi game này, hay là mình thích chơi game mình có thể tương tác với em, mà mình chấm mày, mình say hi đồ với em Như cũng được nhá. Rồi mình comment cho em là ngày hội săn sale nè, mình tăng thêm cho 3 người bạn, 3 hoặc là 3 người thân của mình vào đó, những người thân thiết của mình vào chơi game, mình xem livestream với nhau để mình cùng nhau làm đẹp ha các chị ha. Một lát nữa em vẫn còn một cái phần quà cho các chị yêu nhà mình nữa, cứ mà các chị chia sẻ nhiều, các chị tương tác nhiều thì em sẽ tiếp tục lên những cái phần quà của nhà mát là không giới hạn nha các chị yêu nha. Rồi, AH6 dùm cho em Như với giá 119.000. Ui cái áo này đẹp lắm các chị ơi. Mọi người có review các mẫu đã qua không chị? Có chị Gucci Best Corner, chị đợi em một xíu nha. Áo có size gì em? Đầy đủ size ấy chị ơi. Hiện tại là áo thì em vẫn còn đầy đủ size là S, M và L. Còn chân váy này em vẫn đầy đủ size, tại vì mẫu này là mứa mới vừa về luôn. Mẫu này là hàng mới tanh luôn, vừa bừa gọi là tung ra cho các chị luôn. Là em vào em lấy like luôn, mặc dù hàng mới thì đa số nó sẽ không có lên giá sale. Nhưng mà hôm nay em Như phá lệ, em Như sale cho các chị luôn. Còn có 239.000 thôi nha. Ui cái màu xanh ngọc bích này, chúng tôi mặc lên nhìn nó cưng quá các chị ha. Cực kỳ tôn da tôn dáng luôn. Đây ba tông màu với em Như nha. Tông màu hồng nè,
tông màu cam đất và tông màu xanh ngọc giúp cho em như có form là đầy đủ size số cho mình nha. Cái chân váy này thì không có quần bên trong nha mọi người nha, nhưng mà nó sẽ có lớp lót lụa cho mình, mặc rất là mát và cực kỳ thấm hút mồ hôi nè. Cái form chân váy kiểu đuôi cá xòe ra á, nó kiểu tạo độ xếp ly như thế này á, nó cảm giác cái chân của mình rất là thon và cực kỳ gọn luôn. Những chị yêu nào ba mấy bẻ đôi, gọi là nhỏ con hay là nắm lùn giống như em như thì không thể nào bỏ lỡ những em chân váy này nha. Ôi ôi, em nói thật với các chị, mình phải biết gọi là tạo phong cách riêng cho mình, gọi là lựa chọn những sản phẩm nào nó làm cho các chị tự tin nhất. Và đến khi mà em đến với nhà em nè, đó các chị thấy là ừ, em là em không cao nè đúng không, nhưng mà em mặc những cái sản phẩm này nó phù hợp. Em đứng đây là em tượng trưng á mọi người, đứng đây là tượng trưng thôi á, chứ những cái sản phẩm này là các chị sẽ là người trải nghiệm nhiều hơn em, các chị sẽ là người mặc. Cho nên các chị ơi, phải mua về để mặc trải nghiệm cho em xem thử là mình hợp với cái phong cách nào. Và những cái sản phẩm chất lượng như thế này mà tại sao mình lại bỏ lỡ đúng không? Mình làm để mình có tiền, mình đi mua hàng gọi là hàng chất lượng mình xài đúng không cả nhà ha? Rồi, 239.000 với mã chân váy AH7 dùm em nhu. Các chị đang lên đơn rất là nhiều nè. À, có quần ống rộng hả? Ngay hôm nay thì em không có lên quần ống rộng, nhưng mà lúc nãy em có lên quần jean ống suông á. Hôm nay em có lên quần jean nóng suông á mọi người. Rồi bây giờ này em thấy các chị đang lên mã áo AH6 rất là nhiều. Nhưng mà các chị ơi, AH6 này là các chị phải tranh thủ. Tại vì cái áo thun này của em, mọi người nhìn cái chất vải này, mọi người nhìn nè, rất là xịn nha. Nó không có bị mỏng như là gọi là áo thun bình thường, cũng không quá dày cỡ, mình mặc lên cảm giác nóng vừa phải cho các chị. Với hai tông màu xanh và trắng và những cái áo mà đơn giản nhẹ nhàng lại càng phối đồ lại càng dễ nè. Rồi là ai mình mặc cũng được và đi đâu mình mặc cũng được hết trơn á. Ngày hôm nay lên cái 100 bao nhiêu mọi người? 119k cái áo này thôi. Và em sẽ dành tặng khoảng tầm vài triệu nữa là em như sẽ qua mẫu nha. Rồi nhanh tay chốt liền cho em là AH6 là mã áo, còn chân váy là AH7. Riêng mẫu này là mẫu mới, thành ra nếu mà chị nào chốt nhanh thì có hàng, chị nào chốt chậm là em xin phép là không bán với giá 239.000 nha mọi người nha. Em sẽ bán với cái giá gốc cho các chị yêu nhà mình luôn, thành ra là mình phải tranh thủ lên đơn sớm giùm cho em Như. Bây giờ em Như sẽ dành cho các chị khoảng tầm 2 phút nữa nha mọi người. 2 phút để mình lên đĩa giúp cho em là gì? Lên cho em là mã sản phẩm kèm cho em số điện thoại để em gọi điện chốt đơn cho các chị và tư vấn size nữa. Hiện tại là em thấy là cái lượt chia sẻ của mình đó là 221 lượt hả Tam? Để em xem, hiện tại là 232 lượt chia sẻ. Các chị lên cho em được khoảng tầm 350 đi. Thôi 350 đi ha cho nó nhanh. Thì em sẽ tặng tiếp cho mình một cái phần quà nữa. Bây giờ này mọi người, em sẽ dành 10 giây để em kêu gọi mọi người chia sẻ like giùm em Như nha. Chia sẻ like giùm em Như. Hôm nay có 89k không em? À có, chị để em một xíu nha. Chắc là sau một cái mẫu của chị Hò nữa là em lên mã 89k cho các chị yêu nhà mình luôn. Em chỉ còn vài set cuối like thôi, sau đó em sẽ review hết tất cả các sản phẩm cho những chị yêu nào mình vào sau mình chưa xem được hàng thì mình vào mình xem review lại thì mình chốt nhanh cho em để mình được có đơn hàng nha. Em nói thật với chị, thời điểm này là một cái thời điểm vàng để mình mua những cái sản phẩm như thế này. Tại vì không bao giờ có cái giá này ở bất kỳ một cái thời điểm nào nó bình thường. Đây là một cái giá của nhà mát đang trợ like, gọi là trợ giá cho các chị. Chứ làm sao mà với một cái thương hiệu của nhà mát bình thường giá 400, 500, 600, 700 đến có những sản phẩm đến cả triệu bạc, mà ngày hôm nay em đứng đây em like cho mọi người và nó là rất là tận tình và tận tâm như thế này và giá cực kỳ hấp dẫn mà mọi người quá là thờ ơ với em Như luôn. Em rất là hụt hẫng. Nãy giờ em hụt hẫng, em ngồi một góc tường, mọi người đâu có biết đâu đúng không? Em vào đây mọi người tưởng đâu là em vui lắm, nhưng mà không, em buồn lắm. Mọi người phải chia sẻ like cho em. Em tặng quà cho mọi người quá trời luôn mà mọi người không có comment cho em gì hết trơn á. Đâu em vào em đọc được comment nhưng mà không thấy mọi người comment tương tác với em. Hay là nó bị ẩn nha mọi người, hay là bị ẩn nhá, thấy em không thấy nhảy lên cái gì hết ta. Rồi bây giờ này mọi người, em giới thiệu lại sản phẩm rồi em qua mẫu nha mọi người ha. Rồi AH6 là với mã áo này của em, 119.000. Chiếc áo phong rất là dễ thương, hai tông màu trắng và xanh. Và chiếc chân váy này của em là một mẫu mới trong một sưu tập mới của nhà mát luôn, vừa mới được tung ra và lên cho các chị sale luôn. Mã AH7 với giá là 239.000. Em Như sẽ có 3 tông màu: màu xanh ngọc em đang vô mặt, màu cam đất em Như đang cầm đây, và cũng như là một tông màu hồng rất là cưng luôn. Với những sản phẩm này em thấy là đuôi cá rất là cưng nè, hai bên là có phó hóa hai cây nắp đậy cho mình như thế này.
nó tạo thêm cái điểm nhấn. Đơn giản thôi, những chị nào mình đi làm văn phòng công sở không cần thiết là mình phải lúc nào cũng chững chạ, lúc nào cũng làm cho bản thân mình già dặn hơn. Em muốn là cái chị lúc nào cũng phải tươi nè, cũng phải trẻ trung hơn nè, so với cái tuổi thật của mình, đúng không nè. Phụ nữ thì ai không muốn trẻ hơn, đúng không các chị, càng ngày mình càng trẻ hay còn gì bằng. Cho nên mình cứ lên cho em những cái gọi là những cái sản phẩm nào, những cái chiếc quần, chiếc áo nào nó làm cho tuổi tác của mình hết đi, nó hết đi, nó làm trẻ hơn, thì mình nên đầu tư với các chị ha. Bây giờ không cần đầu tư tiền triệu, tiền mấy trăm bao nhiêu cao nữa, mà chỉ cần bao nhiêu 239.000 là đã được sở hữu với em trong váy này, với tông màu xanh ngọc cực kỳ sang chảnh, tông màu cam đất và tông màu hồng mã AH7 dùm em Như nha. Còn bây giờ thì em Như sẽ chuẩn bị qua mẫu tiếp cho các chị yêu nhà mình luôn. Chiều nào mình chưa chia sẻ like, mình tranh thủ mình chia sẻ like giúp em, để chắc một lát nữa em sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị nhà mình nha. Rồi nhanh tay comment tương tác lên giúp em nha mọi người. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua một cái mẫu set mới cho các chị mình nhá. Hoài sẽ lên một cái set khá là năng động trẻ trung cho các chị mình, là một mã quần jean kèm trên Hoài một mã áo sơ mi rất là đẹp các chị mình ha. Em này thì là một cái mã cách điệu các chị mình. Chị ơi, quên luôn á. Chờ em một xíu các chị mình nhá. Em sẽ em chưa có gài cái cúc, để Hoài nhờ các bạn nhà mình hỗ trợ Hoài gài cúc này một xíu nhá. Và các chị yêu thích mẫu này thì nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm cho em này. Các chị mình vẫn thấy em Hoài đứng đây đúng không ạ? Ok. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu sản phẩm này cho các chị mình luôn nhá. Giới thiệu sản phẩm cho các chị mình luôn nha. Em áo Hoài đang mặc sẽ là AH7 các chị nhá. AH7 là mẫu áo Hoài đang mặc với mức giá giảm trực tiếp chị. AH8 là mẫu áo của Hoài đang mặc. Và cái em áo này hiện tại Hoài chỉ còn cho mình hai size, đó là size M và size L thôi. Một mẫu áo rất là đẹp nhưng mà đang lẻ size này các chị ơi. AH8 với mức giá cho em Hoài đó là 425, giảm tiếp chỉ còn 119.000. Cái áo này có 119.000 rồi các chị ơi mình. Em nghe thấy cái giá là em quá là bất ngờ luôn ạ. 119.000 mà áo crop top Hoài đang mặc form dáng cách điệu các chị mình nha. Áo crop top Hoài có cho mình đó là duy nhất một màu em Hoài đang mặc thôi ạ. Mẫu quần của Hoài đang mặc là AH11 với mức giá sẽ là 525.000 và giảm tiếp còn 369.000. Em này thì đặc biệt là đang có đầy đủ size. Và Hoài sẽ giới thiệu luôn cái tông màu tiếp theo nhé. Hai màu này các chị rất là đẹp luôn. Các chị xem giúp Hoài này. Một cái tông màu xanh đậm và một cái tông màu xanh nhạt đều rất là dễ mặc và siêu sang cho em Hoài nhé. Chị nào thích mẫu này thì nhanh tay chốt ngay mã sản phẩm cho em Hoài, kèm thêm đó là số điện thoại, cộng cho em Hoài là cái cân nặng chiều cao thì các bạn nhà mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị mình ha. Rồi để Hoài xem là comment của các chị mình này. Cái máy của em Hoài đang chưa có đọc được comment các chị ạ. Chờ em một xíu ha. Chị nào mà thích mẫu của em đang mặc thì nhanh tay chốt luôn mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài. Cái mẫu này các chị mình ơi là một cái set khá là năng động và trẻ trung cho các chị mình. Tại vì là nãy giờ Hoài lên đồ công sở nhiều này, đồ đi chơi nhiều nhưng mà chưa có mẫu quần dài đúng các chị mình. Bây giờ thì Hoài sẽ lên cho mình cái mẫu quần jean rất là đẹp và các chị nhà mình xem cái form vải của này siêu sang và lưng rất là cao nha. Đối với quần jean của nhà Mark là một trong những mã sản phẩm gọi là bán rất là cực kỳ chạy và được các chị mình rất là ưa thích luôn. Rồi chị ok, chị yêu này Hoài đang thấy đơn lên đơn rất là nhiều và chị nào thích mẫu nào là nhanh tay chốt. Tính đang nguyên cành của em Hoài đang mặc là chưa đến 500.000 các chị ơi. Nguyên cành của Hoài đang mặc chưa đến 500.000 một set như thế này các chị nhá. Và hôm nay khi mà mình mua mỗi cái mẫu quần thôi là mình đã được free ship rồi. Tại vì hóa đơn trên 300k thì Hoài sẽ hỗ trợ mình đó là phí ship hoàn toàn 100% luôn nha. Còn hóa đơn dưới 300k thì các chị mình chịu thêm phí ship giúp em, nhưng mà phí ship của nhà em cũng rất là mềm đấy ạ. Áo này thì sẽ thiết kế trên bên hông này các chị ạ, mình sẽ có cái phần đó là phần dyno kết hợp ha. Cái phần này thì mình có thể điều chỉnh cho em Hoài thoải mái được, có nghĩa là chị nào mà thích gài như Hoài cũng ok, còn không nữa mình có thể gài theo kiểu dáng khác cũng được các chị nhá. Có rất là nhiều cái form dáng và nhiều cái kiểu cách để mình gài. Và chất liệu cho em Hoài của em áo này thì gọi là chất cô tông các chị ơi. Một lớp cho em Hoài với cái màu caro siêu sang và tay cho mình sẽ là tay dáng lỡ các chị nhá. Đối với em này ấy, nhà em không có lên tay dáng dài và nhà Mark sẽ lên cái form tay dáng lỡ cho chị mình. Còn quần thì lưng siêu cao ạ. Quần này đã form lên cho em Hoài là quá rốn rồi nên các chị mình không có sợ bị ngắn nhá. Là form phía sau giúp em. Form quần cho mình sẽ là form quần ống hơi suông nhẹ các chị mình, không gọi là không có bị dài quá cũng không có bị ngắn quá, nhưng mà form này thì mặc lên rất là đẹp luôn và cực kỳ là năng động giúp em. Tại vì mã quần jean các chị nào mình để ý giúp em đi, quần jean thì đã rất là hot từ xưa đến giờ rồi, có nghĩa là mình mặc Hoài cho em Hoài theo 5 tháng luôn, không bao giờ sợ bị lỗi mốt hay là không bao giờ sợ cho em Hoài kiểu như là mặc bị gọi là bị sờn bị cũ đi. Tại vì đối với một mẫu quần jean em nghĩ là các chị mặc ít nhất cho em Hoài cũng phải là được 2-3 năm một cái mẫu quần jean hay là một cái mã áo jean đúng không ạ. Và ai chỉ chắc chắn trong tủ cũng sẽ sở hữu cho em Hoài là quần jean hoặc là áo jean rất là nhiều. Nên là các chị nào mình hôm nay mình nhớ là sắm ngay cho em Hoài chiếc quần jean này với mức giá cho em chỉ có 369.000 thôi chị yêu nhá. Còn áo cho em là 119.000 thì áo Hoài đang chỉ còn size M và size L thôi ạ.
Size M và size L thì Hoài sẽ áp dụng chị nào từ 50 cho tới tầm 65 cân chị yêu nhá. 50 tới 65 cân là sẽ mặc được mẫu áo của Hoài đang mặc. Rồi các chị yêu ơi, hiện tại áo này em không có màu khác chị yêu nhá. Quần thì Hoài có hai màu ạ. Quay phía sau quần xem. Ok chị yêu luôn, đây là form quần phía sau. Và cái mẫu quần này vải rất là đẹp. Quần jean các chị ạ, mình giặt một lần mà xuống nước thì Hoài nghĩ là cái vải quần jean đấy không phải là vải quần jean đẹp đâu, nhưng đối với nhà mác là đảm bảo các chị mình giặt là không có bị ra màu, hay là quần giặt lên không bị cứng nha. Quần jean mặc mà kiểu như mà mình giặt qua xà phòng các chị mình xong đến khi nó bị cứng bị ráp ấy, có nghĩa là vải nó sẽ bị cứng thì mặc rất là khó chịu luôn, và kiểu như là cái form nó bị đơ. Còn em quần jean của nhà mác khi mà mình chưa có sử dụng, khi mà bây giờ quần này là quần mới nha, Hoài sờ vào vải rất là mềm và rất là mịn rồi, màu sắc thì cực kỳ gọi là những cái tông màu mà rất xịn sò luôn. Vải jean cũng có rất là nhiều màu, nhưng mà Hoài thì chỉ thích những cái tông màu như này thôi, dễ mặc, không có bị cũ các chị mình. Và mình giặt Hoài luôn thì càng ra nước vải jean càng đẹp nha, chứ không phải là càng giặt thì càng phai càng xấu đâu các chị ơi. Jean nếu mà đúng mà jean chuẩn là càng giặt càng đẹp. Các chị để ý đi, tất cả những mẫu jean mặc có nhiều mẫu nhá, phai ra nhưng rất là đẹp luôn, chứ không phải là phai xấu các chị yêu ha. À, quần jean là mã sản phẩm rất là hot, và hiện tại thì Hoài thấy cái set này em là một cái set gọi là Hoài rất là tâm đắc luôn. Tại vì đúng là tính của Hoài thì rất là năng động, và Hoài thích mặc những cái concept kiểu như năng động như này, trẻ trung cá tính một xíu này. Ví dụ bình thường mình mặc đi làm đi chơi công sở nhiều, nữ tính nhẹ nhàng nhiều rồi, bây giờ mình mặc cho em Hoài cái mẫu cá tính hơn một xíu. Quần jean nó không có cần phải phối cầu kỳ đâu các chị, mang một đôi giày sandal giống em đang mặc cũng được này. Không nữa mình mang cho em Hoài đó là một đôi giày bata, mang thêm một chiếc túi màu nâu nâu giống như Hoài đang mặc nữa thôi, là mình đã có thể súng xính ra đường rồi, mà ăn uống thoải mái, đi đứng thoải mái, không có sợ kiểu như hở ngược hở xuôi này các chị mình. Ở quần thì không thể nào mà thiếu trong tủ được, và chị yêu nào đang thích set của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt đơn nha. Set này mặc lên siêu cao luôn các chị mình ơi, mẫu này thì Hoài thấy mặc lên rất là cao, cảm giác là 1m6 thì sẽ thành 1m7 ngay, và mình chỉ cần mang trên một đôi guốc xương xương cao hơn Hoài một xíu nữa thôi là chân của mình đã được rất là hách dáng rồi nhá. Rồi ok, mẫu này thì chắc là Hoài sẽ chỉ chốt cho mình tầm 2 phút nữa thôi các chị nhà mình, tại vì hiện tại là các chị nhà mình có vẻ là buồn ngủ chiều rồi hay sao á, để là Hoài sẽ xem các chị mình, Hoài sẽ chốt cho các chị mình 2 phút mẫu này đi, sau đó Hoài sẽ để Như qua luôn cái mẫu cuối, và sau đấy thì Hoài và Như sẽ review lại tất cả các mã sản phẩm để các chị mình xem lại này, sau đó mình chốt đơn sẽ dễ dàng hơn các chị mình nha. Và chị nào đang quan tâm set của em Hoài đang mặc thì lên ngay. Ok, Hoài đang thấy các chị mình chốt set của em rất là nhiều, và chị nào đang quan tâm mẫu này thì mình sẽ chỉ còn 1 phút cuối cùng thôi đấy ạ. Hôm trước nhận quà của Mark đẹp lắm nha, em cảm ơn chị Du An rất là nhiều. Các chị ơi, quà của nhà Mark cũng rất là xịn sò nha, quà nhà em cực kỳ xịn sò luôn ấy. Lúc đầu mà Hoài, khi mà Hoài mới qua làm Mark ấy, là lúc đấy có nhiều lúc mình em tặng luôn cái mẫu đầm 500-600 ngàn luôn các chị ạ mình. Nhưng mà tại vì á, là để mà công bằng với các chị mình thì đợt này em sẽ tặng sản phẩm, đó là tặng áo này tầm 300-400 ngàn thì em vẫn tặng quà các chị mình, rồi có lúc là em tặng voucher. Nói chung là tùy vào tương tác của các chị mình nữa. Các chị mình cứ tương tác chia sẻ thật nhiều thì quà càng lớn các chị nha. Nên là mình đang ở trong livestream, mình cứ cố gắng tương tác cùng em và các bạn nhà mình thật nhiều đi ạ. Tại vì sếp của nhà em nó cực kỳ thích là lượt chia sẻ luôn. Cứ lượt chia sẻ cao là quà cứ nhiều rồi các chị mình ạ. Nên là mình cứ chia sẻ thật nhiều giúp em Hoài và Mark nha. Rồi ok, mẫu này thì chắc là bây giờ Hoài sẽ qua mẫu luôn đấy các chị yêu ơi. Tại vì hiện tại là Hoài thấy là các chị nhà mình cũng đang là rời khỏi livestream khá là nhiều, và Hoài sẽ cố gắng là đẩy nhanh cái tốc độ hơn để những chị đang ở cuối live thì mình có thể xem được tất cả các mã sản phẩm trong live luôn nha. Và đừng rời khỏi livestream của em, tại vì Hoài và Như sẽ còn tầm 15 phút nữa thôi là em đã kết thúc cái livestream này rồi, và xíu nữa em sẽ review lại tất cả các mã sản phẩm này. Ví dụ như mình vào sau mình chưa xem được sản phẩm thì mình nhớ xem cái khúc review cuối cùng của nhà em để không có bỏ lỡ sản phẩm ở trong live nhé. Rồi, tiếp theo là em lên cho các chị một cái sản phẩm mà các chị đã mong ngóng và chờ đợi từ đầu live tới giờ rồi đúng không nè. Đó chính là một mã gọi là với giá deal cực kỳ sốc 89k, đúng không mọi người? Bây giờ cái set này sẽ là em lên với chị một trong hai sản phẩm em mặc trên người với giá là 89k thôi. Và cái giá còn lại thì cũng rất là xuất sắc luôn. Tính ra là mẫu này hình như là các chị lấy cả set là cũng chưa tới 300 nữa. Rồi bây giờ em lên luôn nha mọi người. Cái khúc này là các chị nào nãy giờ từ đầu live mà trông ngóng là mã 89k là phải nhanh tay lên đơn liền cho em mã này. Với mã áo ngày hôm nay AH10 giúp em, với mã sản phẩm em Như đang mặc, với giá gốc là bao nhiêu? 325 ngàn. Ngày hôm nay AH10 lên sốc cho các chị nhà mình 89k, và chỉ có 22 lượt cho các chị thôi nhé. 22 có nghĩa là 22 chị thôi, 22 mã cho các chị lên cho em nhanh lên.
AH10 với mã áo này với chất liệu là thun gân cho em. Tông màu đang mặc là tông màu hồng phấn nhẹ nhàng, rất là nữ tính nhá. Cái thiết kế kiểu áo như là nó sẽ có hai tay là tay dài, rồi có hai dây để mình cột lên ở trên cái phần cổ của mình, rất là xinh, rất là cách điệu luôn nha mọi người. 89k mà điệu dễ sợ luôn á các chị ha. Không nghĩ là được săn một em áo thun gân với giá 89k như thế này. Lên liền cho em AH10 nha, 22 chị thôi chứ không có nhiều đâu cả nhà yêu ơi. Rồi, còn chân váy của em sẽ là AH9 giúp em như. AH9 ngày hôm nay sale luôn cho mọi người với một em. Chân váy này là bằng nhung nha mọi người. Nó mềm, kiểu như là cảm giác là cái nó rất là mịn luôn á trên cái nền nhung á mọi người. Nhưng mà cái nhung này không phải là nó dày nha. Cái này nhung không phải là kiểu như nhung dày. Ở bề ngoài là nhung, ở bên trong có là một cái lớp lót lụa cho các chị nhà mình nữa. 425.000 là giá gốc. Ngày hôm nay sale sốc các chị luôn là còn bao nhiêu? 119.000 đúng không chị? Hay là 149 vậy ta? Nó có một cái đường ngang quá, không biết là 149 19 đúng không? 119.000 luôn, ôi không tin luôn á các chị. Chất liệu nhung nha cả nhà, nhưng không hề bị nóng tại vì bên trong đã có làm lót lót lụa cho mình rồi. Đây mọi người nhìn cái chất nhung là mọi người nhìn và người thấy cảm giác là nóng nhưng mà không hề nóng nha. Đây em lật lên ở trong này có làm cái lót lót này cho mọi người thấy không? Đó, lót màu trắng nha các chị nè. Đây là bằng lụa đó các chị. Lụa này thì nó sẽ làm cho mình cảm giác rất là thấm hút mồ hôi và cực kỳ mát luôn nha. 119.000 luôn. Ôi ôi mọi người. AH9 rồi, chốt đơn a, chốt đơn giùm em. Cái này em xin phép là chốt nhanh thôi nha cả nhà nha. AH10 là mã áo, còn AH9 là mã chân váy. Còn đủ size SML, nhanh tay giùm em Như liền. Cái khúc này là không nhanh là không săn được đâu mọi người ơi, thật sự. Mỗi lần mà em Như lên cho các chị cái form, cái gọi là cái hàng deal giá sốc là các chị chậm tay là hết. Có nhiều chị là em chốt hết trơn rồi, cuối live vẫn còn kiểu như là offline, các chị vẫn vào đặt hàng ở trong live luôn. Sau đó không còn hàng nữa, tại vì giá 89k là em lên cho các chị là một cái phần quà tặng. Thay vì các chị chơi game từ đầu giờ em chưa được nhận quà đúng không? Thì em dành cái phần quà này là tặng cho các chị. Cho nên các chị phải nhanh tay lên giùm em. AH10 mà áo này em chỉ có đúng một tông màu duy nhất thôi nha cả nhà. Em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều nè. AH10 89k size này ok chị. Cái này là AH9 giùm em nha. AH9 chứ không phải là AI9 nha cả nhà nha. Ghim bị nhầm á. AH9 giùm em với giá là 119.000. Em chân váy nhung này luôn nha các chị. Em chân váy nhung này với giá là 119.000, giá gốc là tới 425. Tính ra là mọi người ơi, cả cái set đồ ngày hôm nay là quá sức sống luôn á mọi người. Phải nói là quá sức sống luôn. Cả set nếu mà ngày hôm nay các chị mua có 208.000 cả set đồ như thế này. 208 bình thường các chị mua mà hàng thương hiệu nha, hàng cao cấp không bao giờ được tới cái chân váy nữa. Chứ đừng nói chi mà ngày hôm nay cả set đồ. Cái này là bằng nhung nha mọi người, thấy được cái đường nhung với lại đường sọc 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 của chân váy luôn đúng không? Nhưng mà sờ rất là mịn nhưng mà không có bị nóng nha, tại vì bên trong đã làm lót lót. Nhanh tay em, mọi người nhìn nè. Cái vải của mình không có quá dày để mà nóng đó, tại vì thời tiết bây giờ là ở đâu cũng nóng hết rồi mọi người. Làm sao để mà lên cho mọi người những cái màu trong váy á, kiểu như là nó sẽ mát mẻ. Mọi người nhìn tông màu của em là tông màu này là xanh xanh mà xanh bạc hà đó mọi người. Màu xanh em mặc là màu xanh bạc hà nha. Còn màu này là màu hồng dùm cho em, 119k thôi. Rồi lên nhanh cả set có 208, lấy liên cho em cả set đi mọi người. Đừng chần chờ nha. À cái chân váy này em báo luôn là em sẽ chốt thêm mỗi màu tầm 9 đến 10 chị nữa thôi nha mọi người nha. AH10 nè của em là mã áo, còn AH9 là mã chân váy nha cả nhà. Nhanh tay dùm em, khoảng tầm 2 phút nữa là em sẽ review lại sản phẩm là em qua, là em kết thúc live stream luôn nè. À chị chip chip ơi, chị chip chip cho em xin số điện thoại nha chị chip chip. Rồi chị yêu nào chưa lấy này, cả set có 208 thôi đó trời, đúng không chị Du Anh? Nghe hú hồn luôn đúng không nè mọi người. Rồi đây cho xin cần chất nhung. Ok nè chị nào, để em để lại gần nha. Hiện tại em đang like nhiều trang quá, sẽ để cho mọi người nhìn cái chất nhung này mọi người nè. Đó này, cái chất nhung của mình sờ rất là mịn nha. Nhưng mà mọi người nhìn nè, không có phải dài dặn gì hết để mà các chị sợ nóng hết đó. Nhà mát rất là tâm lý, nó nhìn vô cái chân váy rất là xịn sò. Kiểu là để nói đến hàng nhung là chỉ có hàng cao cấp mới lên được cái chất vải nhung mà mịn như thế này nè mọi người. Nha, yên tâm giùm em. Bên trong là đã làm lớp lót cho các chị yêu nhà mình rồi, thành ra mình yên tâm và lên đơn sớm cho em liền. AH9 giá 119 giùm em. Rồi, bây giờ nè mọi người ơi, AH9 này em Như sẽ chốt nhanh thêm cho các chị nữa nha. Hai tông màu, màu đang mặc là màu xanh bạc hà á cả nhà. Áo em có một màu của chị này Hắc Vân ơi, thiệt sự. Cái áo này của em là cái mã deal 89k đúng con màu rồi, chứ nãy giờ mà có nhiều màu là em không lên được giá 89k luôn á. Nè em còn đúng một tông màu.
màu kiểu là màu hồng phấn nhẹ như thế này cho các chị nhà mình luôn á. Mẫu này xinh lắm luôn. Cái này có cái dây để mình cột lên á, kiểu nó sẽ cách điệu nha. Cáo kiểu áo thun gân như thế này mà mọi người mua với giá 89.000 là quá siêu rồi. Mà hiện tại nó còn đủ size nữa chứ, đâu phải là lẻ size đâu được mọi người. Lên đơn sớm liền cho em nha, AH9 kèm số điện thoại hoặc là AH10. Mình nên lấy cho em cả set đi các chị, nên lấy cả set luôn. Tại vì cái chân váy này bác chị mua cái chất nhung này không bao giờ mà dưới giá mà gọi là 300.000 đâu. Không bao giờ, tại vì cái giá gốc của em là đã 425.000 rồi. Mà em đây là em sale các chị rất là sốc luôn á. Có những sản phẩm ngày hôm nay em sale tới 70% lận. Mà em sale có 119.000 à. Cả cái set đồ em đang mặc là 208.000. Thiệt sự không tin luôn á mọi người ha. Rồi nhanh tay giùm cho em liền. Đây, xinh quá. Chuẩn bị 30 giây nữa là em Như sẽ áo một size. À, áo này là cái chất thun gân nha mọi người. Mọi người hỏi em là áo có size không, hồi nãy em nói nhầm chân váy là em còn đủ size ML. Còn cái áo này là kiểu như là free size nha mọi người nha. Áo này là áo thun gân free size. Nó sẽ có size từ mấy cái chị mà khoảng từ là 43 cho đến là 62 cân là mình đều mặc vừa giúp em nha. Cái chất thun gân này mọi người nhìn cho em này. Đó, mọi người thấy không? Nó co giãn rất là nhiều nhưng mà nó không có bị giãn phơm. Có nghĩa là phơm cái chị tới đâu là nó ôm tới đó luôn. Cái áo này là free size dùm cho em nha. Em Như mặc rất là bình thường. Bình thường em Như mặc size S trừ á mọi người. Mà này là áo thun mà mọi người, nó đâu có sợ là bị rộng hay gì đâu. Có nghĩa là form các chị tới đâu đó đi tới đó. Các chị nhiều cơ hơn em hoặc là các chị ít cơ hơn em, các chị lên form nó vẫn y chang như cái form các chị mặc bình thường thôi. Cho nên yên tâm dùm em nha. Cái chất này là chất thun chứ không phải là chất kiểu như là chất cotton hay là chất kaki gì hết nha mọi người. Yên tâm dùm cho em Như nha. Cho nên mọi người không có cần thiết là cái áo thì mọi người không cần phải là bổ sung size đâu. Chỉ lên cho em là AH10 kèm số điện thoại. Còn chân váy thì lên cho em kèm size luôn nha. AH9 kèm size kèm số điện thoại. Cái màu bạc hà này nhìn mát quá các chị ha. Màu bạc hà này nhìn cưng quá. Hai cái túi hai bên nữa. Cái mặt cái mẫu này là form chữ A nè. Hơi A nhẹ thì mình có thể mặc đi chơi, đi lòng, đi làm hay là đi đâu cũng được hết trơn mọi người nha. Phối với áo thun bình thường cũng đẹp nữa. Rồi nhanh tay giùm em Như nè. Hiện tại thấy các chị đang vẫn lên đơn rất là nhiều, không biết là còn đủ hàng không đây. Xanh bạc hà đúng rồi đấy chị Hoa Thí. À, chị Hoa Thí ơi, chị lên số điện thoại giùm em chưa mọi người? Mọi người chưa lên số điện thoại giùm em thì phải bổ sung giùm em nha mọi người nha. Màu xanh bạc hà này rất là lạ, hình như là ít chỗ lên lắm mọi người ơi. Chỉ có tại nhà livestream nhà mát thì ngày hôm nay em mới thấy được cái màu xanh bạc hà. Chứ bữa giờ là không có màu xanh bạc hà, có màu xanh ngọc, màu xanh dương, màu xanh rêu thì có rồi á. Nhưng mà màu xanh bạc hà này thì ngày hôm nay mới có nha cả nhà. Thành ra các chị phải nhanh tay mà chốt đơn liền dùm cho em Như liền. Mã sản phẩm áo là AH9, còn chân váy này là mã sản phẩm áo là AH10, còn chân váy là AH9 dùm em Như nè. Rồi, em sẽ chốt thêm tầm 10 giây nữa thôi nha cả nhà nha. Màu xinh quá mọi người ha. Mã kèm màu kèm size kèm số điện thoại dùm em nha. Áo này là mình free size dùm em. Áo này là áo chất thun gân rất là đẹp nha mọi người. Co giãn thoải mái cho mọi người, form tới đâu là đi tới đó luôn nha cả nhà nha. Rồi tranh thủ chốt đơn dùm cho em Như này. Chuẩn bị là em Như sẽ chắc là không biết là các chị đang lên đâu. Em thấy đơn của chị đang vẫn lên rất là nhiều. Mà hình như là em chuẩn bị hết hàng rồi mọi người ơi. Cái này em gần hết hàng rồi đó nha. Cái deal 89.000 lúc nào lên là cũng sập sàn hết á. Bạn nó lúc nào cũng lắc lắc. Tại vì các chị lên đơn quá nhanh, em chưa kịp đọc là em thấy nó trôi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Rồi mọi người, bây giờ chắc là em sẽ mời chị Hồi vào để mà review lại hết tất cả các sản phẩm mà từ đầu like tới giờ em đã lên cho những chị yêu nào mình vào sau mình chưa có xem được like. Trong lúc này thì các chị nào mình đang đặt hàng mẫu nào thì mình vẫn tiếp tục lên đơn dùm cho em nhé. Mình đừng chờ để mà mình chờ đợi là nó sẽ hết hàng. Bây giờ thì em sẽ review lại những mẫu từ đầu tiên cho tới cuối like cho các chị nhà mình luôn nha. Đúng rồi các chị mình ơi, hiện tại thì Hoài và Như đã lên tổng cộng rất là nhiều sản phẩm và cái concept có trong live stream cho các chị mình rồi. Nên là bây giờ thì Hoài và Như sẽ review lại tất cả các mã sản phẩm có trong live để các chị nhà mình có thể là chốt đơn lại này. Và cái cú pháp chốt đơn của mình nếu như mà muốn chốt đơn nhanh chóng nhất thì mình có thể comment cho em đó là mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em Hoài trên cùng một giờ comment, hoặc là có thể chụp màn hình tất cả các sản phẩm của Hoài và Như review lại và gửi qua inbox cho nhà em nhé. Rồi bây giờ là em sẽ đi từ mã sản phẩm đầu tiên cho các chị là một em đầm rất là xịn sò. Nhưng mà chắc là em nghĩ là đầm này hết là hết hàng rồi mất. Tại vì lúc nãy là like là chỉ còn là tầm 10 chiếc cuối cùng thôi mà các chị cũng đã chốt rất là nhiều. Tại vì cái giá gốc là gần 800.000 em đầm này. Đúng là rồi. Mã AD1 giúp cho em Như. Mà ngày hôm nay sale với chị còn là 209.000 cho mã AD1 này thôi.
tông màu xanh thì em lúc nãy em thêm nghe báo đó chỉ còn size S, ba cái size S, còn tông màu trắng đây là còn 6 cái size M. Thì ngày hôm nay chị nào lấy thì lên cho em là AD1 kèm màu kèm size và số điện thoại của em 209 ngàn. Các chị mình ơi, thật sự là cái đầm này rất là đẹp nhé, và chất liệu cho em Hoài là kiểu dạng voan dập hoa nổi rất là đẹp nha, và số lượng thì siêu ít nhưng chắc đầm này Hoài và Như không dám để lâu. Các chị sản phẩm nào mà ok hơn thì chắc Hoài và Như sẽ giới thiệu kỹ hơn, nhưng mà sản phẩm này là một trong những sản phẩm gọi là sắp hết hàng và chỉ còn chắc còn 1-2 chiếc nữa thôi, nên là Hoài sẽ không có giới thiệu quá kỹ nha. Rồi tiếp theo là sẽ là mã áo nha mọi người nha. Đẹp quá trời luôn. Ủa, cái mã áo này, cái chất này các chị nhìn rất là mịn luôn ha. Cái chất thun nha mọi người nha. Với mã áo này thì nó sẽ kiểu như là điểm xuyến ở cái phần ngực chúng ta là sẽ xoắn ngực như thế này, tạo thêm cảm giác cái vòng một của mình rất là đầy đặn luôn. Khi mà mặc vào nó ôm sát rất là xinh. Với mã áo sản phẩm này là mã AD2, giá gốc là 355 và bây giờ sale cho mọi người chỉ có 199 nghìn thôi ha. Áo sẽ có hai màu cho Hoài, đó là màu xanh và màu đen. Thì điểm đặc trưng của áo này là có đầy đủ size đúng không? Và cái form này là cái form ôm body rất là đẹp các chị mình nhá. Đặc biệt là che khuyết điểm rất là tốt này. Tại vì là lúc nãy mà khi mà Hoài thấy Như mặc là Hoài cũng quyết định là sẽ mua ngay một chiếc rồi các chị. Tại vì mức giá giảm từ 355 mà giảm tiếp cho Hoài chỉ còn 199 nghìn thôi. Và form phía sau thì khá là đơn giản các chị nhá. Cái phần chiếc band ở phía trước ngực này sẽ tạo điểm nhấn cho đầm và cho áo và làm cho cái phần eo và vòng một của mình được tôn lên rất là nhiều. Thì hồi nãy Hoài đang kết hồi nãy thì Như sẽ mặc, em cầm cái này luôn, chị sẽ lấy cái mẫu chân váy luôn nhá. Hồi nãy thì Như đã phối với một cái mã chân váy kiểu như dạng gần giống như gấm các chị mình ơi, gần giống gấm rất là đẹp nha. Và mẫu này chân váy thì Hoài sẽ lên mã cho mình luôn nhá. Cái này là quần nha mọi người, trông rất là giống chân váy tại vì cái này là quần ống rộng mọi người đây. Ha. Cái này là lên cho em là mã AD3, lúc này em có phối chung với mã áo này luôn. Giá gốc là 445 và ngày hôm nay sale cho các chị con là 219 nghìn. Khi mà các chị nhìn vào cảm giác giống gấm tại vì cái đường những cái đường vân nó nổi lên rất là đẹp luôn nha. Cái chất liệu thì nó cũng sẽ tương tự nhưng mà kiểu như nó sẽ mềm hơn, dễ mặc hơn nhưng mà nó vẫn giữ form rất là chắc chắn cho các chị nhà mình. Hiện tại thì vẫn còn đủ size số S, M và L lên cho em là mã chân cái mã quần này sẽ là AD3. AD3 kèm cho em số điện thoại luôn, kèm màu nha mọi người, hai màu trắng và tông màu vàng. Còn áo là AD2 với giá là 199 nghìn cho mã áo này luôn nha các chị ha. Các chị mình thích thì có thể chốt nguyên set luôn, tại vì thật ra Hoài thấy cái nguyên set rất là đẹp và mình có thể mua một. Tại vì hóa đơn này hôm nay á là trên 300 ngàn đã được free ship rồi. Nếu mà chị nào nãy giờ đang chốt cái đơn mà gọi là cái giá deal 89 ngàn của em, mình tranh thủ mình mua thêm một sản phẩm để đủ 300k thì mình đã được free ship luôn các chị nha. Rồi tiếp theo là mã áo kiểu rất là xinh, kiểu mà mặc lịch lịch một bên đó các chị ha. Với mã sản phẩm này là mã AD4 dùm cho em Như nha. AD4 này giá gốc ngày hôm nay là 325 và sale cho các chị là còn 149 nghìn với 3 tông màu áo nha. Xinh quá các chị ha. Ok, mã sản phẩm này khi em Hoài sẽ là AD4 các chị nhá, 325 giảm giá chỉ còn 149 ngàn thôi. Và em áo này đang có đầy đủ tông màu các chị nhá. Màu xanh kiểu như xanh bơ này, màu cho em Hoài đó là màu cam sữa và màu cuối cùng cho em là màu xanh xám rất là đẹp. Với mức giá chỉ có 149 ngàn và mẫu này lúc nãy thì Hoài có phối cho mình với một cái mẫu quần sóc thì Hoài sẽ lấy cái mã quần sóc để các chị xem luôn nha. Các chị mình có thể chốt nguyên set hoặc là chốt lời cho em Hoài đều ok. Nhưng mà Hoài nghĩ là chốt nguyên set thì mức giá giảm hiện tại cũng đang rất là mềm đấy ạ. Cái mẫu này cho em Hoài lên mã sản phẩm giúp em sẽ là AD5 các chị nha. 395 giảm tiếp chỉ có 189 ngàn thôi ạ. Rất là xinh. Ui cái quần này trông dễ thương á. Kiểu như là mặc dễ chịu thoải mái mà cái lưng kiểu như nó sẽ có cái bèo bèo lên á. Cảm giác cái eo của mình nó sẽ trông rất là có điểm xuyến, như là điểm nhấn thêm á mọi người nha. Cái quần này rất là cưng, có 189k à. Nếu mà các chị mua được thì mua cả set luôn nha mọi người. Form quần ở chỗ này nó sẽ có lên sắn lên như thế này, rất là cưng. Và đặc biệt cái quần này có túi á, như cái mẫu này thì có túi hai bên cho em rất là ok nhá. Đây các chị mình sẽ có hai túi hai bên cho em Hoài rất là xinh luôn và cực kỳ xịn sò cho em với mức giá siêu mềm nhá. Áo cho em sẽ là 149, con quần cho em Hoài sẽ là 189 ngàn. Các chị chốt áo lên cho em Hoài là AD4 và quần cho em sẽ là AD5 kèm với Hoài để được chốt đơn hàng thành công nha các chị yêu. Rồi em thấy các chị vẫn đang lên đơn với mẹ những mã sản phẩm mà em đang review lại á, thì mình cố gắng mình lên đúng mã sản phẩm và số điện thoại giùm em nha. Tại vì sau like nhiều khi nó hết hàng hoặc là hết size số của mình ưng ý thì rất là tiếc luôn. Rồi tiếp theo này sẽ là mã AD6 với mức giá 695 và đang giảm tiếp còn 449 ngàn thôi. Ôi một cái mức giá Hoài nghĩ là 449 ngàn thì mẫu đầm này quá là xứng đáng các chị, tại vì rất là xinh nha. Nhìn ở ngoài thì mình sẽ đổ gục ngay từ những cái giây đầu tiên Hoài nhìn luôn. Tại vì thực ra hai cái tông màu cho em, chị nào thích nổi bật lượng ngay tông màu đỏ, chị nào thích kiểu như nhẹ nhàng hơn xíu mình mặc cho em tông màu be đen này, cực kỳ sang. Và chất liệu cho em Hoài sẽ là dạng lụa cát các chị nhá. Đầm thiết kế hai lớp rất là xinh ạ.
Với riêng cái mọng này lúc nãy em như mặc lên cho các chị là cảm giác cái vòng ngực của mình rất là được tôn luôn mọi người nha. Tại vì nó thiết kế kiểu như là bầu ngực như thế này nè, và có những cái đường nhúng á các chị, lên form rất là xinh đẹp và nó ôm siết vào cái vòng ngực cho mình. Tay của mình là sẽ có ba thun như thế này để cho lên form nó che được bắp tay to bắp tay thô. Form váy này là sẽ là form xòe rất là tự nhiên, thành ra các chị mặc là che được cái vòng hai khuyết điểm của mình nếu như có nha. Rồi bây giờ này các chị ơi, lên đơn liền cho em với mã đầm này là mã gì đây? AD6 dùm cho em với giá là 449.000 là các chị đã được free ship toàn quốc rồi nha mọi người nha. Mẫu này là mọi người đặt hàng là đã được free ship rồi. Lên liền cho em Như nha. Rất là đẹp mà mức giá chỉ có 449.000 so với giá gốc là rất là mềm đấy các chị yêu ạ. Và gần tới 700.000 rồi. 695.000 lận. Đây một chiếc áo rất là xinh. Một cái concept tiếp theo Hoàng mang đến cho các chị mình nhắc, một chiếc mẫu áo sơ mi các chị ơi. Em này lên mã cho em Hoài này. Em áo sơ mi này mình lên ngay mã cho em Hoài đó là AD7 ạ. Nhưng mà em này buồn cái là chỉ còn size L và XL thôi. Nhưng mà mức giá lại siêu mềm các chị nhá. Chỉ có mức giá cho em Hoài đó là 169.000 ạ. 169.000. Hôm bữa là em như có mặc kiểu như là lộn ngược cái phần trước ra sau á. Em là em mặc ở cái phần xẻ đường kẻ sọc xẻ như thế này này ở trước nè. Nhưng mà em thấy nó vẫn xinh đó mọi người. Hôm bữa là em nói là ok kiểu nó lạ lạ. Thì ra là em mặc sai như không sao hết trơn á. Thì bây giờ nè cái vải này rất là mềm nha. Rất là mềm và kiểu nó mịn và không có bị nhăn. Các chị yên tâm cho em. Lên liền cho em là mã AD7 nha mọi người nha. AD7 này của em là hiện tại em còn size L với L. Có nghĩa là chị nào tầm 60-65 cân là vẫn thoải mái chốt luôn giùm em. Đúng lúc rồi. Nãy là em có phối cái mẫu này chân với lại váy. Mã trong váy luôn. Mã chân váy này thì Hoài đang rất là thích luôn các chị mình ơi. Và chắc là Hoài sẽ sau cái live này thì Hoài sẽ lấy cái chân váy tím này đấy. Tại vì rất là xinh. Khi mà các chị nhà mình nhìn ở ngoài thôi là sẽ kiểu như là mê mẩn em này từ những giây đầu tiên luôn đấy ạ. Lên ngay mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AD8 các chị mình nhá. Mẫu chân váy cho em Hoài sẽ là AD8. Em này chỉ còn size M và size L thôi. 8 cái size M và 5 cái size L với mức giá giảm cho em Hoài sẽ là 199.000. Áo 169 và chân váy cho em sẽ là 199.000 nhá. Rồi, lên đơn liền giúp em Như nha mọi người nha. Mình cố gắng nghe mã sản phẩm và kèm với giá thì mình tranh thủ mình lên mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Bây giờ em sẽ đẩy nhanh cái tốc độ review lên cho các chị nha. Để tại vì bây giờ là các chị để nhanh để mọi người còn ăn cơm và nghỉ ngơi nữa ha. Okay. Đó, đồng hành với tụi em là từ trưa tới giờ luôn. Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Bây giờ tiếp theo sẽ là một cái mã áo thun gân cực kỳ xịn sò. Lúc nãy em Như mặc lên cho các chị, trời ơi thật sự quá xuất sắc luôn các chị yêu nhà mình ơi. Một em thun gân màu nâu tay này với mã sản phẩm là gì đây? Mã sản phẩm là AD99 giùm em Như nha. Với giá chỉ có 139.000. Nhưng mà đặc điểm em này tôi có XL lận nên là một cái điểm cộng cho em áo này các chị nhá. Thì lúc nãy Như có thiết kế có là phối cho các chị mình với một cái mã quần thì là AD chân váy là AD10 mã chân váy zin các chị nhá. 495.000 và giảm tiếp còn 329.000 ạ. Đây là mã chân váy zin lúc nãy Như mặc này rất là xinh các chị ơi. Ba màu giúp Hoài nha, xanh đậm, xanh nhạt và màu cuối cùng cho em Hoài là sẽ màu đen xám chuột các chị ha. Rất là xinh này. Mình thích mã áo mình chốt ngay cho em là AD9 và thích chân váy chốt ngay AD10. AD9 có mức giá cho em Hoài đó là 139.000 và chân váy thì có mức giá cho em Hoài sẽ là 329.000 nhá. Các chị nhà mình này, bây giờ Hoài sẽ sâu lại màu một lần nữa và mình có thể là comment ngay trực tiếp ở trên livestream hoặc là chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà mác nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục qua mẫu tiếp theo các chị, tại vì sau Hoài thấy vẫn đang còn khá là nhiều concept để giới thiệu cho các chị đấy ạ. Ngày hôm nay thì em với chị Hoài lên rất là nhiều mẫu mã luôn, thành ra các chị đợi em một xíu để em review hết lại tất cả các sản phẩm nha. Tiếp theo sẽ là một em áo lụa cho các chị yêu nhà mình luôn. Với em áo lụa này thì em thấy là một cái mẫu áo mà cổ đổ các chị mặc lên rất là sang và xịn mịn luôn á. Rồi lên form ai mình mặc cũng xinh, với hai tông màu kem và tông màu xanh rất là cân luôn. Mã sản phẩm đây là AH1 dùm cho em Như. Hiện tại là màu xanh này em chỉ còn hai size M với L thôi nha cả nhà. Cùng với tông màu da thì em sẽ còn size L. 129.000. Một mức giá nghe rất là ưu đãi và hấp dẫn cho các chị luôn. Form cổ đồ rất là đẹp với chất liệu cho em Hoài là cô tông lụa các chị nhá. Rồi tại vì là mẫu này thì là cái sản phẩm gọi là siêu lẻ size rồi nên là chắc là Hoài sẽ qua mẫu luôn. Và các chị nhà mình có thể chụp màn hình qua inbox và nhà em sẽ tư vấn cho mình ạ. Đây các chị mình nhá, lên ngay mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AH1 kèm loại nhá. 129.000 thôi. Đây tiếp tục ha. Ừ đúng rồi, rất là dễ thương. Nãy mặc lên rất là hot luôn đấy ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là một em áo kiểu nha mọi người ơi, áo kiểu thun rút như thế này. Mà em thấy là cái vải của mình nó có độ kim tuyến ánh ánh lên rất là xinh nha. Mẫu này thì lên cho em liền là mã AH3 giúp em Như nha. AH3 này hiện tại sản phẩm này là giá gốc là 455 và hiện tại em sale cho mọi người chỉ có 169.000 thôi. Hồi nãy là em có phối chung với mình một cái em chung váy mà phải nói là cái phải... Các chị chốt đơn rất là nhiều. Hai tông màu đen với tông màu xanh ngọc. Lúc nãy em Như có phối cái màu đen với lại cái tông màu
kem này với mã áo. Nhưng mà các chị chốt là các chị chốt cái màu xanh ngọc rất là nhiều luôn, tại vì chắc là màu đen thì các chị có nhiều rồi ha. Với mã chân váy này là cũng sẽ đồng giá AH4 169.000 và hiện tại còn đủ size S, M và L. Áo là AH3 169, chân váy là AH4 169 và còn đủ size S, M, L giúp em Như nha. Ôi xinh quá mọi người ơi, dễ thương và cực kỳ dễ mặc luôn các chị. Bây giờ em chỉ review lại sản phẩm thôi, còn các chị muốn xem form dáng thì kéo lại livestream xem giúp em Như nha. Trên cái livestream này các chị mình ngày em live ở bên máy cơ nên là các chị mình có thể kéo trực tiếp khi mà đang xem live luôn đấy ạ. Đây là Hoài sẽ hướng dẫn các chị mình xem lại cái livestream của nhà em nha. Hiện tại là ví dụ như ở trang Facebook của mình đúng không ạ? Các chị mình thấy đúng không ạ? Đây là một cái livestream của nhà em nhá. Thì đây trên cái thanh live này Hoài đang xem này là sẽ có cái nút tròn này và mình có thể kéo lại xem trực tiếp ở trên live khi mà em đang live trực tiếp luôn. Cái này không phải là phát lại do là nhà em live bằng máy cơ, các chị mình máy bằng máy quay ạ, nên là các chị mình sẽ kiểu như là tự động xem lại khi mà mình đang live được luôn nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ lên tiếp mã tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là một em đầm rất là xinh, kiểu form baby đầm form xuông xuông nhẹ ha mọi người ha. AH5 dùm cho em, hiện tại thì đầm này em chỉ còn là hai size và S và M thôi. Mẫu này thì em sẽ có hai tông màu, một cái tông màu kiểu như là màu này sẽ là màu da da đó mọi người và ha. Và tông màu hồng rất là đẹp, hồng trầm, hồng nút các chị mình nhớ. Size số thì hiện tại Hoài chỉ còn size S và size M thôi đúng không? Mẫu đầm này cho em Hoài tầm 60 cân đổ lại vẫn vừa, tại vì thực ra form xuông rất là dễ mặc đấy ạ. Các chị nhanh tay lên mã cho em Hoài sẽ là mã sản phẩm này này. Em này lên ngay mã cho em Hoài sẽ là AH55 kèm số cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Chốt ngay mẫu đầm với mức giá cho em Hoài sẽ là 200, à cái mẫu này cho em sẽ là bao nhiêu ta? 199. Ui có 199.000 thôi. Ủa giá rất là mềm đúng không? Hoài đang tưởng là 299.000 đấy các chị yêu ạ. Rồi tiếp theo này. Quá trời mẫu luôn mọi người ơi, hôm nay là quá trời mẫu tại vì lên set rất là nhiều cho nên khi review lại thì các chị thấy là rất là nhiều đúng không nè. Em sẽ lên cho mình một cái em áo thun nha mọi người nha. Một em áo thun như này cực kỳ xịn sò, cái vải cái này các chị nhận về các chị sẽ mê. Bình thường lên cái áo phun như này là giá gốc là 255.000 và ngày hôm nay mã AH6 của em sale luôn cho các chị nhà mình chỉ còn là 119.000 thôi nha cả nhà nha. Và lên cho các chị một em chân váy là mã mới ra luôn, một em nằm trong bộ sưu tập được mới tung ra trong nhà mát luôn nha các chị nha. AH7 ạ. Với mức giá cho em sẽ là 239 nha đúng không ta? 239.000. Cái mẫu này em nói thật lúc nãy mặc lên rất là cưng, tại vì cái form cái chân váy nó cũng như là đuôi cá nhẹ á, thì cảm giác cái chân của mình nó sẽ tạo điểm nhấn và nhìn trông nó thon gọn hơn. Đi chơi đi làm hay là mình đi tiệc tùng dễ thương, mình dễ phối đồ nữa. Còn áo form này có 119.000 nữa nha mọi người nha. Lúc nãy các chị chốt rất là nhiều rồi, thành ra chị nào mà chưa chốt được hoặc là vào sau thì mình phải nhanh tay mình chốt liền để mình có đơn nha cả nhà nha. AH6 mã áo với 119 và chân váy AH7 với giá là 239.000 giúp em nha. Ok. Giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu luôn và đây là cái mẫu set của Hoài đang mặc luôn các chị mình nha. Set của Hoài đang mặc này, chị nào đang quan tâm set của em đang mặc lên ngay mã sản phẩm giúp em sẽ là AH10 AH8 cộng với chờ Hoài một xíu nhá. Mã sản phẩm của chị Hoài là mã AH8 kèm cho em số điện thoại là mã quần, còn áo là áo là AH8 chứ còn quần là AH11 cho mọi người nha. Quần áo cho em Hoài sẽ là AH8 với mức giá cho em Hoài chỉ có là 100 bao nhiêu tà. Cái mẫu này khá là mềm đấy các chị mình ơi. 119.000. Còn quần cho em Hoài sẽ là mức giá là 369.000. Quần lên mã cho em Hoài AH11 nhá. Áo có đầy đủ size và quần có đầy đủ size các chị yêu ha. Rồi, tiếp theo sẽ là mã một là best seller, một cái deal shop của ngày hôm nay đó là chiếc là mã áo của em Như AH10 với giá là 89k, một tông màu hồng nhẹ và kiểu áo cách điệu dây cột cổ như thế này nha cả nhà nha. Với chất liệu là thun gân như thế này với giá 89k, chị nào chưa được mà săn á thì mình tranh thủ mình săn thử. Nếu mà còn hàng thì các chị sẽ được chốt đơn nha. AH10 gọi là thà đặt nhầm còn hơn bỏ sót như mọi người ha. Rồi, AH10 dùm cho em với giá 89k, em có đúng một tông màu, còn chân váy của em là mã AH9 dùm em. Nói chân váy này là chất liệu nhung, bên trong có làm lót lụa không hề bị nóng. Giá gốc là gửi 425 và bây giờ sale cho các chị nhà mình luôn chỉ còn là 119.000. Tính ra cả set đồ em đang mặc chỉ có 208.000 thôi các chị ơi, quá sức là mềm luôn. Lên cho em là AH9 với một tông màu hồng này và một tông màu xanh bạc hề giúp cho em Như nhá. Bây giờ là em Như với chị Hòa đã review hết lại tất cả các sản phẩm ngày hôm nay mình đã livestream rồi, thì không biết là các chị mình đã chốt xong chưa. Nếu mình chưa chốt xong thì bên em sẽ nhận thêm những cái đơn nào mà đặt hàng nhanh nhất nha mọi người nha, để mình ưu tiên mình có đơn trước. Rồi bên em nếu mà các chị đặt sau còn hàng thì bên em vẫn chốt, nhưng mà em chỉ nhận đơn trong cái giá là
sau 12 giờ đêm nay thì được chốt với giá sale thôi mọi người, nếu mà còn hàng nha, còn không thì mọi người phải mua giá gốc rồi. Bây giờ thì mà em Như với các chị Hoa sẽ chuẩn bị offline rồi. Cảm ơn tất cả các chị đã xem live ngày hôm nay nha. Trong cái quá trình review tuần này thì các chị mình lên đơn rất là nhiều và nếu như mà mình không có nghe kịp mã thì mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em, thì các bạn nhà mình sẽ tư vấn size số đầy đủ các chị mình nhá. Bây giờ thì hiện tại là thời lượng livestream của nhà Mark cũng đã kết thúc và chắc là Hoài và Như này xin chúc tất cả các chị mình sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ. Và các chị ơi, đừng quên là bật follow theo dõi trang page của nhà em để cập nhật những cái livestream mới nhất của nhà em và những cái sản phẩm mới trên trang page của nhà em các chị mình nhá, để mua với cái mức giá cực kỳ ưu đãi đấy ạ. Rồi, còn bây giờ thì em Như xin cảm ơn tất cả các chị. Chúc các chị có một buổi trưa ăn ngon miệng nè và một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bye bye, xin chào các chị nha. Và hẹn gặp lại tất cả các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo của nhà Mark ạ. Thank you.